Thái Sương Hoa, đây là 14 tỷ, tôi thay mặt Tô Lạc Yến trả lại cho anh, thả Tô Quân Long ra, chuyện này xem như kết thúc. Hoàng Thiên chỉ vào bốn chiếc vali trên mặt đất, sau đó bình tĩnh nói với Thái Sương Hoa. Tôi phải xem tiền trước cái đã. Thái Sương Hoa liếc nhìn bốn chiếc vali rồi nói. Hoàng Thiên ra hiệu cho bốn tên thuộc hạ dưới trướng của Tiêu Tấn mở vali, ngay sau đó cả bốn chiếc vali đều được mở ra. Mẹ kiếp, trong lòng Thái Sương Hoa vô cùng buồn bực, nghĩ thầm cái tên Hoàng Thiên này thật không đơn giản, ngay đến cả tiêu tấn cũng phải gọi hắn một tiếng anh thiên, không những vậy tất cả thuộc hạ dưới tay của tiêu tấn nghe lời hoàng thiên như vậy. Nhìn số tiền khổng lồ trong bốn chiếc vali, thái sương hoa càng thêm chắc chắn hoàng thiên không phải là một người bình thường. Có thể huy động 14 tỷ tiền mặt nhanh như thế. Vậy thì phải giàu có cỡ nào? Thái sương hoa nghĩ đến điều này, anh ta cảm thấy có chút đau đầu. Mấu chốt là anh ta muốn lấy được 14 tỷ kia, cũng muốn giữ tô lạc yến ở lại, và cả dạy dỗ được hoàng thiên một bài học. Nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Thiên không dễ dàng bị đụng tới như vậy. Cha cha, rất có năng lực đấy, nhanh như vậy mà đã có 14 tỷ rồi. Thái Sương Hoa cười như không cười, nhìn Hoàng Thiên mà nói: "Đừng phí lời nữa, Tô Quân lòng đâu?" Hoàng Thiên không có tâm trạng lãng phí sức lực với Thái Sương Hoa nên trực tiếp hỏi thẳng: "Không phải vội, cha cha, không phải tôi vừa nói rồi sao? Khoản nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng một chút." Thái Sương Hoa nở một nụ cười khiến người ta chán ghét, nụ cười hung ác. Hoàng Thiên có chút nóng nảy, anh cho Thái Sương Hoa một cơ hội, nhưng cái tên thối tha này lại muốn tìm đường chết. Được rồi, hiện tại chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút, anh muốn tính thế nào? Trên mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, nhìn thẳng vào Thái Sương Hoa mà hỏi. Thái Sương Hoa lướt nhìn Tiêu Tấn, điều khiến anh đau đầu nhất chính là Tiêu Tấn lại ở đây. Nhìn tình hình hiện tại, nếu động vào Hoàng Thiên, Tiêu Tấn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu ngay cả tiêu tấn cũng cùng đến để thu dọn thì rắc rối sẽ không nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Sương Hoa có chút do dự. Nhưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người, đặc biệt là sự có mặt của Tô Lạc Yến ở đây, Thái Sương Hoa xem như đã cưỡi lên lưng cọp rồi, khó đường rút lui. Lúc ở trong công viên, anh đã tát tôi mấy cái. Mẹ nó, từ trước đến nay chưa từng có ai dám tát Thái Sương Hoa tôi như thế cả. Bộ dạng Thái Sương Hoa dữ tợn, giận dữ giống lên với hoàng thiên vậy thì sao anh muốn biểu đạt cái gì hoàng thiên nhìn thái sương hoa đang không nói nên lời giống như đang xem một tên ngốc thái sương hoa nhìn thấy hoàng thiên bình tĩnh như vậy anh ta càng thêm nóng nảy hiện tại tôi muốn trả lại gấp bội lần mẹ kiếp không chỉ anh phải trả giá mà tô lạc yến cũng đừng mong rời khỏi đây thái sương hoa cuối cùng cũng ngả bài với hoàng thiên và tô lạc yến lúc này anh ta hét lên như một kẻ điên điều này làm cho hoàng thiên tức giận anh thật sự không ngờ rằng trong lòng thái sương hoa này lại có dã tâm như vậy. Ha ha, anh suy nghĩ kỹ rồi chứ, có chắc anh muốn làm như vậy chứ. Hoàng thiên cười chế nhạo một tiếng rồi đi về phía thái sương hoa. Thái sương hoa chỉ có thể cứng đầu kiên trì, lúc này mà rút lui thì sẽ bị cười cho rụng răng mất. Ông đây nhất định làm như vậy, anh, chết tiệt, đừng nghĩ rằng tiêu tấn cho anh chỗ dựa là anh tài giỏi. Hôm nay tôi sẽ làm thịt anh trước mặt tiêu tấn. Thái sương hoa chừng hai mắt, hùng hổ hét lên một tiếng, đột nhiên anh ta lấy ra một thanh sắt dài hơn một mét từ dưới bàn đánh bài ra. Cùng với hành động này, bảy tám tên đàn ông thuộc hạ mặc vest đen phía sau đồng loạt nhặt lên những thứ đã chuẩn bị từ trước đó, lập tức bao vây Hoàng Thiên lại. Con thỏ nhỏ, anh thật sự muốn tìm đến chỗ chết rồi. Tiêu tấn tức giận, anh không thể tin vào mắt mình, ở thành phố Bắc Ninh này, từ lúc nào đã đến lượt cái tên Thái Sương Hoa lên mặt. Tên này dám làm chuyện này đối với Hoàng Thiên, thì thực sự là muốn tìm đường chết. Tiêu tấn, tôi khuyên anh không nên tọc mạch xen vào chuyện người khác thái sương hoa tôi đây chưa bao giờ khiêu khích anh nếu như anh muốn đối nghịch chống lại tôi thì đêm nay đừng trách tôi không khách sáo thái sương hoa lớn tiếng dùng gậy sắt chỉ vào tiêu tấn hoàng thiên lúc này hoàn toàn cạn lời với cái tên thái sương hoa này nếu một người muốn tìm đến tai vả thì ông trời cũng không thể ngăn cản anh ta lúc này cũng không cần hoàng thiên phải ra tay sức lực của thái sương hoa ra sao lúc ở công viên anh đã biết rõ bởi vậy nên anh cũng lười để dạy cho anh ta một bài học quả nhiên tiêu tấn không để hoàng thiên phải ra tay anh ta dẫn đầu rồi lao vào đánh nhau với thái sương hoa thực lực của thái sương hoa chỉ ở mức trung bình làm sao có thể so sánh với tiêu tấn chỉ trong một hiệp anh ta đã bị tiêu tấn giật được thanh sắt ngay sau đó bị vấp một chân ngã xuống đất dầm một tiếng cơ thể thái sương hoa ngã xuống đất đau đến mức khiến anh ta hừ hừ rên rỉ đóng chặt cửa lại không cho bất kỳ ai trong số họ rời đi thái sương hoa bị ngã xuống đất tức giận cực độ mà hét vào mặt đối thủ của mình hai trong số những tên thuộc hạ của thái sương hoa ngay lập tức khóa trái cửa canh chừng tại cửa chuẩn bị không cho bất cứ ai rời đi nhưng loại hành vi này đối với hoàng thiên mà nói thì thật sự rất nực cười cẩn thận chút lúc này tô lạc yến chạy đến trước mặt hoàng thiên cô lo lắng nhắc nhở hoàng thiên dù sao hiện tại cũng có rất nhiều thuộc hạ dưới trướng của thái sương hoa tô lạc yến thực sự rất lo lắng không sao đâu hoàng thiên cười nhẹ với tô lạc yến sau đó dẫn cô đứng sang một bên xem náo nhiệt giờ phút này không cần hoàng thiên ra tay tiêu tấn cùng bốn người thuộc hạ của mình xử lý thái sương hoa cùng với nhóm người của anh thì cũng không thành vấn đề trong vòng ba phút thái sương hoa và bảy tám người của anh đều bị đánh ngã nằm dạp xuống đất tiêu tấn dùng bàn chân to dẫm lên lưng thái sương hoa tức giận nói thái sương hoa anh còn muốn nói gì nữa không thái sương hoa cắn chặt môi anh ta ngẩng đầu lướt nhìn hoàng thiên trong mắt hiện lên một tia hung hăng dữ tợn hoàng thiên nhìn thấy tên này còn dám kiêu ngạo như vậy liền không nhịn được đi tới quỳ xuống vỗ vỗ mặt của anh ta anh còn không phục sao hay còn muốn đánh đến khi nào anh phục thì thôi vừa dứt lời hoàng thiên vung bàn tay lên chuẩn bị hung hăng giáo huấn thái sương hoa một bài học thái sương hoa thấy mình sắp bị đánh hung giữ chừng mắt nhìn hoàng thiên nói hoàng thiên anh lại phải dám đánh tôi thêm lần nữa tôi đảm bảo anh sẽ sống không quá ba ngày cha cha vậy sao anh có tin là tôi sẽ khiến anh không sống sót nổi qua đêm nay không hoàng thiên cười lạnh hỏi ngược lại thái sương hoa lúc này tuy hoàng thiên mỉm cười nhưng toàn thân lại phát ra khí lạnh như một thứ vô hình nhìn không thấy sợ không được nhưng lại khiến người khác có thể cảm nhận được thái sương hoa cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng giờ phút này anh cảm thấy hoàng thiên thật đáng sợ có thể kết thúc mạng sống của anh bất cứ lúc nào tốt nhất là anh đừng quá quá đáng nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi đến thế giới này thái sương hoa vẫn cứng đầu uy hiếp hoàng thiên tuy rằng lời nói có vẻ hung hăng nhưng ai cũng đều có thể nghe ra sự thiếu tự tin thái sương hoa trong lời nói đó sức lực không đủ ngay cả giọng nói phát ra cũng run run tôi cho rằng anh là một con lạc đà không biết khoe khoang tiêu tấn không thể chịu nổi thái sương hoa được nữa chân đang đặt lên lưng thái sương hoa đạp mạnh một cái phụt thái sương hoa bị dẫm đến mức nôn ra một ngụm máu nhỏ suýt chút nữa thì ngất đi sức lực chân của tiêu tấn quá lớn, đây vẫn còn là dơ cao đánh khẽ, nếu không, Thái Sương Hoa đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Anh còn có dám lớn tiếng kêu la nữa không? Hoàng Thiên thu lại nụ cười trên mặt, ngồi sổm rồi vỗ vào mặt Thái Sương Hoa. Thái Sương Hoa biết, hôm nay không phải là ngày tốt lành gì, thuộc hạ dưới chướng nhiều người như vậy, nhưng cũng không thể đánh lại tiêu tấn và đám người của anh, chưa kể Hoàng Thiên còn chưa ra tay. Được tôi nhận thua, Thái Sương Hoa không cam tâm nói. Bốp, Bàn tay Hoàng Thiên giơ lên rồi đánh mạnh vào má trái của Thái Sương Hoa một cái. Á! À, thái Sương Hoa hét lên một tiếng thảm thiết, hàm răng bị đánh đến long ra, trong miệng đầy máu. Anh nên làm thế nào, còn muốn tôi dạy anh nữa hay sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Tôi hiểu rồi, tôi thả người. Cuối cùng Thái Sương Hoa vẫn là nuốt không trôi, không dám lên mặt nữa. Anh ta vừa đồng ý, vừa nháy mắt với đàn em của mình. Rất nhanh, một trong những tên thuộc hạ của Thái Sương Hoa đã hiểu ý nói với hoàng thiên một cách thận trọng anh thiên tôi sẽ đưa tô quân long đến đây đi đi hoàng thiên đứng dậy chắp tay đứng đó nói chuyện với thủ hạ của thái sương hoa đàn em của thái sương hoa vội vàng lấy ra một chiếc chìa khóa mở một cánh cửa không đáng chú ý giữa căn phòng sau đó bước vào không tới nửa phút một cậu bé dìu một người đàn ông trung niên đi ra cha tô lạc yến kích động hét lên rồi chạy đến người đàn ông trung niên bước ra là cha của tô lạc yến tô quân long chỉ là lúc này Tô Quân Long có chút thảm hại, lỗ mũi vẫn còn dính vết máu chưa khô, đôi mắt xanh sao. Ông ta đi khập khiếng một chân, rõ ràng là bị đánh bị thương không nhẹ. Lúc nhìn thấy Tô Lạc Yến, khóe mắt Tô Quân Long ươn ướt, xúc động muốn khóc. Kể từ ngày bị Thái Sương Hoa giam giữ ở đây, Tô Quân Long đã phải chịu nhiều khổ sở, thậm chí ông ta còn bị đánh đập mỗi ngày, một ngày trôi qua như một năm. Cuối cùng khi nhìn thấy người thân của mình, Tô Quân Long muốn khóc thật lớn. Lạc Yến, Tô Quân Long kéo lê cái chân bị thương đi đến trước mặt Tô Lạc Yến. "Cha, cha không sao chứ?" Tô Lạc Yến lo lắng nhìn Tô Quân Long một lượt từ trên xuống dưới, quan sát vết thương của ông. "Cha không sao, đây, đây là chuyện gì vậy?" Tô Quân Long nghi hoặc khi nhìn thấy nhiều người trong phòng đánh bài, ông vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiên, ông đột nhiên kích động. Vốn dĩ Tô Quân Long rất lo lắng, ông sợ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Thái Sương Hoa nhưng nhìn thấy hoàng thiên eo tô quân long đột nhiên trở nên cứng nhắc đã có hoàng thiên ở đây tô quân long sẽ không phải sợ bất cứ điều gì anh thiên cậu tại sao cậu lại ở chỗ này tô quân long kích động đến mức không biết nên nói gì mới tốt ông được tô lạc yến dìu đi đến trước mặt hoàng thiên cúi đầu nhìn thì thấy thái sương hoa bị tiêu tấn dẫm dưới chân vẫn còn đang nằm sấp trên mặt đất trong lòng tô quân long cảm thấy hả dạ hoàng thiên chỉ liếc nhìn tô quân long một cái cũng không buồn nói chuyện với tô quân long Trước đây, Hoàng Thiên rất tôn trọng Tô Quân Long, dù sao đây cũng là cha của Tô Lạc Yến. Hoàng Thiên vẫn luôn gọi ông ta là bác Long, nhưng hiện tại, Hoàng Thiên cảm thấy Tô Quân Long không chút tin cậy. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn không đúng đắn, nghiêm túc. Kiếm được hơn 35 tỷ, tiền còn chưa bớt nóng đã vội lấy đi tới sòng bài bên ngoài tiêu sạch, còn nợ thêm những 14 tỷ. Tô Quân Long có thể làm ra những chuyện như vậy, Hoàng Thiên cũng phục ông ta sát đất. Vết thương còn đau không? hoàng thiên vẫn là giữ lại cho tô quân long một chút thể diện nên mới hỏi lại ông ta không đau không đau cậu thiên cảm ơn cậu rất nhiều nếu cậu không tới cứu tôi tôi nhất định sẽ bị tra tấn đến chết tô quân long nhìn hoàng thiên đầy cảm kích những gì ông ấy nói ra đều xuất phát từ đáy lòng hoàng thiên không muốn nghe những lời này anh làm những điều này tất cả là để giúp tô lạc yến đừng nói đến việc này nữa đi thôi cháu đưa bác ra khỏi chỗ này Hoàng Thiên nói xong thì liền chuẩn bị đưa Tô Quân Long rời đi. Lúc này, Tô Quân Long nhìn thấy chiếc vali bày trên mặt đất, trong mỗi chiếc vali đều chứa thật nhiều tiền. "Anh Thiên, đây, tiền này." Ánh mắt Tô Quân Long nhìn chằm chằm vào khoản tiền lớn 14 tỷ đồng trên mặt đất, không những vậy còn liếm môi một cái. Hoàng Thiên cũng không cười nhạo Tô Quân Long, đối với hầu hết mọi người mà nói, nhiều tiền như vậy bày ra trước mặt họ, không thể nói là không xúc động được. "Huống chi, Tô Quân Long còn nợ nhiều tiền bên ngoài như vậy." lại đúng lúc đang cần tiên. Không phải bác nợ Thái Sương Hoa 14 tỷ sao, cái này là cháu trả thay cho bác. Hoàng Thiên Bình thản nói, Tô Quân Long nghe thấy điều này liền cần chặt môi, nhìn Thái Sương Hoa đang nằm trên mặt đất, Tô Quân Long nghiến răng nghiến lợi nói, họ Thái kia, anh cũng có ngày hôm nay sao? Nói xong, Tô Quân Long đá vào đầu Thái Sương Hoa vài cái. Đầu Thái Sương Hoa bị đá đến mức ông cả lên, ôm đầu gào thét, hận Tô Quân Long đến thấu xương, anh Thiên, 14 tỷ này không thể đưa cho Thái Sương Hoa, chúng ta mang về đi. Tô Quân Long nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra ông ta muốn Hoàng Thiên đưa cho ông ta 14 tỷ kia, nhưng không muốn chính miệng nói thẳng ra. Hoàng Thiên nghe xong thì hơi giật mình, hỏi Tô Quân Long, không phải bác nợ Thái Sương Hoa 14 tỷ sao? Tôi nợ anh ta 14 tỷ, nhưng mà, nhưng cái gì, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, 14 tỷ này là tiền chuộc của bác bác không muốn trả tiền thì chẳng lẽ lại để lạc yên giúp bác trả thay sao hoàng thiên nói ra những lời không chút khách khí mắng thẳng mặt tô quân long đương nhiên hoàng thiên cũng vì tô lạc yến bị liên lụy nên mới nổi giận bốc hỏa như vậy nếu tô quân long không làm chuyện hoang đường như thế thì tô lạc yến cũng sẽ không bị thái sương hoa uy hiếp suýt chút nữa thì đời sau đã bị liên lụy theo cùng tô quân long không tức giận với hoàng thiên ông đã sớm biết con gái ông ta tô lạc yến đã đồng ý kết hôn với thái sương hoa nếu không thì thái sương hoa đã giết ông ta từ lâu rồi thấy tô quân long không lên tiếng hoàng thiên nói với thái sương hoa đang nằm dạp trên mặt đất anh nghe cho kỹ tô quân long nợ tiền anh bây giờ trả hết rồi nếu thẳng nhãi danh anh còn nhắc đến chuyện này tôi sẽ khiến anh tàn phế thái sương hoa giật nảy mình bị khí thế của hoàng thiên làm cho kinh hãi tên đó gật đầu mạnh mẽ nhưng trong lòng anh ta lại không phục hoàng thiên à hoàng thiên anh đợi đấy cho tôi anh cho rằng thái sương hoa tôi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao tuy trong lòng rất không phục nhưng thái sương hoa vẫn rất ma mãnh lúc này anh ta không thể hiện ra anh ta đang bất mãn ngược lại còn gật đầu với hoàng thiên nói được anh thiên tôi nhớ rồi tôi đã xóa sạch món nợ với tô quân long rồi hoàng thiên cũng đã nhìn ra lúc thái sương hoa này nói chuyện đôi mắt đảo loạn có lẽ là nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng anh cũng chỉ có thể làm như vậy trước cũng không thể giết thái sương hoa luôn được anh Tiêu Tấn, đưa tiền cho anh ta." Lúc này, Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Nghe vậy Tiêu Tấn mới thả Thái Sương Hoa ra, lệnh cho tay chân đưa 14 tỷ cho Thái Sương Hoa. Thái Sương Hoa nhếch nhác bò từ trên đất đứng dậy, ban tối, anh ta bị xử lý cũng rất thảm, tuy là không bị thương nặng gì, nhưng là mất sạch thể diện trước mặt đám tay chân của anh ta rồi. "Lời của anh Thiên, tốt nhất là mày nhớ cho kỹ. Nếu như còn dám gây phiền phức thì xem tao xử lý mày thế nào." Tiêu Tấn cảnh cáo Thái Sương Hoa vâng 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 tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời thái sương hoa giả vờ sợ hãi gật mạnh đầu hoàng thiên cũng không để ý tên này nữa lúc này đưa theo mọi người rời khỏi phòng đánh bài bọn họ vừa đi khỏi một tên đầu chọc tay chân của thái sương hoa liền lập tức trừng mắt lên anh hoa lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao con mẹ nó em không nuốt nổi cục tức này tên đầu chọc vừa chửi vừa nói sắc mặt thái sương hoa tương đối khó coi anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với tên đầu chọc con mẹ nó sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được các cậu chờ đấy xem tôi xử lý tên họ hoàng đó thế nào anh hoa anh định làm thế nào tên đầu chọc hỏi làm thế nào hừ không chỉ phải xử lý tên họ hoàng đó mà cả con khốn tô lạc yến đó ông đây cũng không tha cho cô ta thái sương hoa nói xong anh ta liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại sau khi hoàng thiên rời khỏi phòng đánh bài anh chuẩn bị đưa tô lạc yến về nhà trước rồi sau đó lại quay lại trung tâm giải trí của tiêu tấn đón lâm ngọc an và hoàng linh cho nên anh đưa bọn người tiêu tấn trở về trước sau đó anh lái xe đưa tô quân long và tô lạc yến đến nhà tô lạc yến trên cả quãng đường tô quân long liên tục cảm ơn hoàng thiên ông ta cũng cảm thấy rất xấu hổ dù sao lần này cũng rất mất mặt nếu không phải hoàng thiên giúp ông ta thì ông ta không biết lúc nào ông ta mới có thể thoát ra khỏi miệng hố cậu thiên cậu bảo tôi phải cảm ơn cậu thế nào mới được đây thôi không nói gì nữa cả, tôi mời cậu uống mấy ly nhé. Thở dài, nói, Tô Quân Long Hoàng Thiên nghe xong cũng cạn lời. Tô Quân Long cũng đã thành như vậy rồi mà vẫn muốn uống rượu sao? Trước đây, ấn tượng của Hoàng Thiên với Tô Quân Long cũng rất tốt. Hoàng Thiên cảm thấy Tô Quân Long là một người rất thận trọng, hơn nữa về công trình Sơn Trang Cầm Viên, Tô Quân Long làm cũng rất khá. Anh nào ngờ, Tô Quân Long có tiền rồi thì liền lộ ra bản chất, cũng chẳng trách trước đây ông ta nợ nhiều khoản như vậy muộn quá rồi ngày khác rồi nói hoàng thiên từ chối tô quân long vừa thấy hoàng thiên không chịu đi ông ta lập tức cảm thấy sốt ruột ông ta cũng là người rất cần thể diện tô quân long cảm thấy hoàng thiên thế này là xem thường ông ta cậu thiên tối nay bất kể thế nào cậu cũng phải nể mặt tôi có được không tô quân long lớn tiếng nói cha hoàng thiên bận lắm cha đừng gây thêm phiền phức nữa được không tô lạc yến nói rất bất lực có bận nữa thì cũng không thể bỏ qua lần này Cậu Thiên, tôi nhất định phải uống với cậu mấy ly, phải cẩn thận cảm ơn cậu. Tô Quân Long còn rất hăng hái, rất kiên quyết. Hoàng Thiên cũng thật sự hết cách, anh nhìn qua Tô Lạc Yến ở ghế phụ lái. Tô Lạc Yến thở dài một hơi, cô cũng hết cách với Tô Quân Long. Nếu giờ cậu không bận, thì chúng ta đi ăn tối đi. Bằng không thì trong lòng cha tôi sẽ không yên tâm. Tô Lạc Yến thương lượng với Hoàng Thiên. Vậy được thôi, Hoàng Thiên chỉ đành đồng ý. Tô Quân Long chọn một quán ăn, sau đó ông ta liền nhiệt tình chỉ đường cho hoàng thiên hoàng thiên nhìn qua kính chiếu hậu tuy trên mặt tô quân long có vài vết thương nhưng trạng thái tinh thần của ông ta cũng rất khá xem ra tình trạng vết thương không hề nặng rất nhanh sau đó hoàng thiên đã lái xe đến quán ăn mà tô quân long chỉ định tô quân long là người đầu tiên xuống xe cùng đi vào quán ăn với hoàng thiên việc làm ăn của quán ăn này cũng rất tốt không hề vắng khách mấy người hoàng thiên tìm một vị trí tương đối yên tĩnh ngồi xuống Tô Quân Long gọi không ít món, Nhiệt Tình nói với Hoàng Thiên, "Cậu Thiên, nhìn thì quán ăn này có vẻ không lớn, nhưng mà tay nghề của đầu bếp ở đây lại là hàng đầu đấy." Lát nữa, cậu thử là biết ngay thôi. Nhìn thấy Tô Quân Long còn cười được, Hoàng Thiên thật sự cũng đã say luôn rồi. Anh nghĩ tố chất tâm lý của Tô Quân Long này đúng là không bình thường, đủ lớn mạnh đấy. "Chú Long, sau này chú đừng cờ bạc nữa." Hoàng Thiên nhìn Tô Quân Long, khuyên ông ta một câu. Vừa nghe thấy lời này, mà Tô Quân Long lập tức đỏ lên, vẫn là rất hổ thẹn. Hai, tôi cũng biết cờ bạc là không tốt, sẽ phá sản. Nhưng thứ này thật sự không dễ cai. Tô Quân Long thở dài, nói, không dễ cai cũng phải cai. Tôi nói một câu có chút khó nghe, chú còn như vậy nữa thì Lạc Yến cũng sẽ bị chú cực thua đi mất. Hoàng Thiên nói, Tô Quân Long bị Hoàng Thiên nói thì cảm thấy chán nản. Nhưng ông ta cũng biết điều mà Hoàng Thiên nói là đúng, ông ta không cách nào phản bác. Đúng vậy, Chuyện Lạc Yến đồng ý lấy thái sương hoa, tôi cũng đã biết rồi, tôi có lỗi với con bé. Tô Quân Long thấp giọng nói, sau này đi cho đúng đường, tuyệt đối đừng cờ bạc nữa. Hoàng Thiên lắc đầu, nói với Tô Quân Long, Tô Quân Long gật mạnh đầu một cái, nhưng mà sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, rất lo lắng nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Tên Thái Sương Hoa đó không dễ chọc vào đâu, cậu biết cậu ta là người thế nào không? Hoàng Thiên nghe vậy thì không kìm được cười lạnh thái sương hoa là người thế nào tiêu tấn đã giới thiệu qua với anh rồi anh ta không phải chính là người lôi kéo nguồn khách cho các sòng bạc ở nước ngoài sao có lẽ cuộc sống ở thành phố bắc ninh cũng rất khá nhỉ hoàng thiên rất bình thản nói với tô quân long tô quân long vừa thấy hoàng thiên không coi thái sương hoa là vấn đề gì to tát ông ta liền có chút gấp gáp ôi trời thái sương hoa không đơn giản vậy đâu thắng nhãi này là người có quen biết với tập đoàn sát thủ lửa hồng đấy Tô Quân Long nói đến đây thì giọng nói đã rất nhỏ rồi, mà ông ta còn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, sợ người khác nghe được. Cái gì, Hoàng Thiên nghe thấy những điều này, anh cũng không ngờ được mà hơi ngẩn người. Từ đầu đến cuối, Hoàng Thiên đều không coi Thái Sương Hoa ra gì. Cho nên chuyện này, Hoàng Thiên xử lý rất khiêm tốn. Nhưng anh nào ngờ rằng, Thái Sương Hoa này lại có quan hệ với Lửa Hồng. Lần này, Hoàng Thiên đã kết thù với tập đoàn sát thủ Lửa Hồng rồi. Vì để nằm quyền chủ động, hoàng thiên còn đã khống chế con trai của thủ lĩnh tập đoàn sát thủ lửa hồng hầu cảnh văn trong tay cho nên hoàng thiên vẫn rất nhạy cảm với lửa hồng sao ông không nói sớm hoàng thiên hơi nhíu mày nhìn tô quân long nói tô quân long ngơ ngác mang theo vẻ mặt vô tội nói cậu thiên vừa rồi tôi kích động quá rồi nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá tôi chính là muốn nhắc nhở cậu với thực lực của cậu thiên thì thái sương hoa cũng không thể làm gì cậu được Hoàng Thiên biết Tô Quân Long hiểu lầm rồi, chắc là Tô Quân Long cho rằng anh sợ Thái Sương Hoa, sợ Lửa Hồng. Thật ra sao Hoàng Thiên lại có thể sợ bọn họ chứ? Chẳng qua là anh cảm thấy Thái Sương Hoa có liên quan tới Lửa Hồng, là một manh mối rất có triển vọng để điều tra. Nếu Tô Quân Long nói câu này sớm hơn một chút, thì Hoàng Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho Thái Sương Hoa dễ dàng như vậy. Ít nhất phải cậy được từ miệng Thái Sương Hoa chút manh mối gì đó. Mà bây giờ hầu cảnh Văn vẫn đang mạnh miệng lắm cũng không biết đến lúc nào anh ta mới có thể thành thật khai báo, Hoàng Thiên cũng không muốn cứ mãi để phòng cái tập đoàn sát thủ lửa hồng này nữa. Lạc Yến, cô và cha cô về nhà trước đi, tôi đi làm chút việc vặt. Bỗng nhiên Hoàng Thiên đứng dậy, sau đó anh nói với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến cũng nhanh chóng đứng dậy, cô vẫn đủ thông minh để đoán được Hoàng Thiên đang định làm cái gì. Cậu muốn quay lại tìm Thái Sương Hoa sao? Đưa thêm nhiều người đi cùng đi, Tô Lạc Yến nhắc nhở Hoàng Thiên. Không có chuyện gì, cô về nhà trước đi. Hoàng Thiên vỗ nhẹ lên vai Tô Lạc Yến ý bảo cô yên tâm, sau đó nhanh chân đi ra khỏi nhà hàng. Tô Quân Long hơi trợn tròn mắt, ông ta cũng không ngờ chỉ nói bâng quơ một câu như thế mà lại khiến Hoàng Thiên có phản ứng lớn như vậy, bữa cơm này cũng không ăn được. Hoàng Thiên ở ra ngoài, sau khi lên xe thì trực tiếp lái thẳng đến phòng đánh bài của Thải Sương Hoa. Trên đường đi, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Tiêu Tấn, để anh ta dẫn người đuổi theo tới phòng đánh bài. Lần này Hoàng Thiên đã quyết tâm dù nói thế nào cũng sẽ không tha cho Thái Sương Hoa, nhất định phải biết rõ ràng mối quan hệ giữa Thái Sương Hoa và Lửa Hồng mới được. Bởi vì trong lòng vội vàng, cho nên Hoàng Thiên cũng không chờ nhóm người Tiêu Tấn, mà anh tự lái xe đến đó luôn. Mười mấy phút sau, Hoàng Thiên lái xe đến phòng đánh bài kia. Giờ phút này, cánh cửa lớn của phòng đánh bài đang khóa chặt, là kiểu khóa từ bên ngoài, rõ ràng là bên trong đã không còn ai nữa. Hoàng Thiên không khỏi cắn răng, xem ra vẫn chậm một bước rồi cái tên Thái Sương Hoa này chuồn đi lúc nào vậy? Hoàng Thiên nghĩ ngợi chốc lát rồi lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại cho Tiêu Tấn, bảo anh ta khoan hãy tới vội. Thế nhưng cầm điện thoại còn chưa kịp bấm số, thì đúng lúc này, từ đằng xa thình lình có một chiếc xe ô tô màu đen đâm thẳng về phía Hoàng Thiên với tốc độ cực nhanh. Không được, Hoàng Thiên hoảng hốt, thấy chiếc xe màu đen này chuẩn bị tông vào mình, dưới tình thế cấp bách anh chỉ có thể vội vàng trốn ra sau chiếc xe của mình. Dầm một tiếng, chiếc ô tô màu đen đâm thẳng vào xe hoàng thiên làm phần cửa xe bị lõm vào một mảng vừa sâu vừa to ngay sau đó bốn cánh cửa của chiếc xe màu đen đều đồng loại mở ra bốn người đàn ông mặc áo đen xông ra từ bên trong ánh mắt của cả bốn tên áo đen này đều rất hung ác dữ dằn trong tay kẻ nào cũng cầm sẵn một vật trông như móc sắt nhanh chóng đánh về phía hoàng thiên hoàng thiên quan sát móc sắt trong tay bốn người này ngay lập tức có điều gì xẹt qua trong đầu anh anh đã nhận ra rồi lần trước mấy người đàn ông đeo mặt nả quỷ đi cứu khương lạp đã cầm trong tay một thứ giống y đúc vậy mà lã việt đã nói với hoàng thiên rồi tất cả những người sử dụng loại móc sắt này đều là sát thủ của tập đoàn lửa hồng hoàng thiên không kịp nghĩ nhiều trước mặt đã có một người đàn ông xông lên vùng móc sắt trong tay định bổ xuống cú đánh này vừa hung ác vừa nhanh nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không kịp phản ứng lại bị mổ vào đầu ngay nhưng hoàng thiên cũng không phải là người bình thường thực lực của anh vẫn tương đối mạnh chỉ thấy Hoàng Thiên nghiêng người né qua một bên. Phập, móc sắt phụt lên như xé gió, chớp mắt một cái đã đập vào mui xe sau lưng Hoàng Thiên, tóe lên tia lửa. Không chờ Hoàng Thiên kịp thở một ngụm, ba tên đàn ông còn lại đều vung móc sắt trong tay lên, lần lượt nhằm vào những vị trí nguy hiểm của Hoàng Thiên rồi đánh. Hoàng Thiên nào dám thở ơ, dùng tốc độ cực nhanh để né móc sắt của bọn chúng, nhằm chuẩn thời cơ rồi thình lình tung một cú đá, vừa vặn đá trúng lồng ngực một người trong đó. Am, Người đàn ông bị đá khẽ rên một tiếng, lùi lại mấy bước. Khó khăn lắm mới đứng vững được. Sau một trận tấn công hung ác, cả bốn người đàn ông đều cảm thấy thật bất ngờ. Bốn người bọn họ cùng hợp tác tấn công Hoàng Thiên, vậy mà lại không thể quật ngã Hoàng Thiên, ngược lại một người trong số đó còn bị Hoàng Thiên đá cho một phát. Ha ha, cái tên họ Hoàng này cũng khá có năng lực nhỉ, thú vị rồi đây. Một người đàn ông trong nhóm trưng vẻ mặt giữ tợn cười lạnh một tiếng, nói với đồng bọn của mình. Lên, đánh thằng quát này tàn phế cho tao, lại một tên đàn ông khác hung hăng quát to. Ngay lập tức, bốn tên đàn ông lại vung móc sắt trong tay lên, bắt đầu đồng loạt tấn công Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không dám chủ quan lơ là một phút nào bởi vì anh đã nhận ra, thực lực của lũ này cũng mạnh chẳng kém mình, tuyệt đối không phải là loại côn đồ bình thường ở đầu đường xó chợ. Xoẹt xoẹt, nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên chỉ vừa bất cẩn không chú ý một chút, thì bả vai anh đã bị móc sắt đâm phập vào, ngay lập tức quần áo bị xé toang một miếng cũng may là không bị mọc chúng ra thịt nếu không thì chắc chắn hoàng thiên sẽ bị bong ra chóc thịt rồi giờ phút này hoàng thiên cũng không khỏi nổi giận trong lòng thấy một tên đàn ông trong đám lại vung móc sắt tấn công lần nữa hoàng thiên vừa nghiêng mình tránh thoát ngay sau đó hoàng thiên khéo léo luồn tay qua tóm một phát chúng ngay cổ tay của người đàn ông đó người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay khác của hoàng thiên đã nắm chặt tóc của gã túm đầu gã hung hăng nện vào cửa kính xe ô tô sắc sắc, á á, tên đàn ông bị giọng đầu vào kính lập tức chảy máu đầy mặt. Đầu phá gã vỡ cửa sổ xe, mảnh kính vỡ cào rách vô số vết thương trên mặt gã. Hoàng Thiên, mày muốn chết à? Một người đàn ông phẫn nộ quát lớn, vừa muốn kéo hai đồng bọn còn lại xông lên đối phó với Hoàng Thiên, thì đúng lúc này bốn chiếc xe Audi vội vàng lao vụt đến. Chạy mau đi, sau khi người đàn ông đó nhìn rõ người ngồi trong chiếc xe Audi, bèn thấp giọng nói với đồng bọn của mình hai tên đàn ông đi theo tên này cũng hoảng tất cả đều nhanh chóng lên chiếc xe màu đen cấp tốc bỏ chạy trong tay hoàng thiên còn đang khống chế một tên cũng không có cách nào chặn ba tên đàn ông kia chạy trốn được nhưng chẳng qua làm thế cũng không sao cả chỉ cần bắt được một người còn sống là được rồi anh thiên anh không sao chứ cửa chiếc xe audi dẫn đầu mở ra bóng dáng cao lớn của tiêu tấn xuất hiện trong tầm mắt hoàng thiên ngay sau đó mười mấy người ngồi trong bốn chiếc xe audi cũng đồng loạt bước xuống tất cả đều là đàn em của tiêu tấn ai cũng vội vàng xuống xe không sao bắt được một tên rồi hoàng thiên gằn giọng trả lời tiêu tấn liếc qua người đàn ông bị hoàng thiên bắt được khi nhìn thấy cây móc sắt trong tay người đàn ông tiêu tấn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt anh thiên đây là người của lửa hồng tiêu tấn ngạc nhiên lên tiếng có lẽ là vậy hoàng thiên lạnh lùng trả lời sau đó lại túm tóc người đàn ông dí chặt gã ta lên mui xe người đàn ông này vẫn chưa chịu thua trợn tròn mắt nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt độc ác. Mày có phải là người của lửa hồng không? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi. Móa nó, đúng thì làm sao? Gã đàn ông ăn nói hùng hổ, rất là hung hăng càn quấy. Dầm! Hoàng Thiên không nề nương tay với thằng cha này, nện một cú đấm ngay sống mũi của gã. Tên đàn ông khẽ rên rỉ một tiếng, mặc dù không mắng chửi nữa, nhưng thật sự vẫn chưa chịu thua. Là ai sai mày tới đây? Đầu sỏ của chúng mày ở đâu? Hoàng Thiên quát lên, hừ hừ, mày sợ sao? Hoàng Thiên, mày có biết chuyện này không? Nhất định mày phải chết. Người đàn ông hừ hừ trả lời, quyệt miệng uy hiếp với Hoàng Thiên. Nhìn thái độ mạnh miệng của người đàn ông này, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh vài tiếng. Ha ha, chắn chắn là tao sẽ chết, hay là mày sẽ chết đây? Hoàng Thiên nói xong, thình lình nhấc đầu gối lên thúc vào bụng dưới của gã đàn ông, liên tục thúc vài chục cái. Có ai mà không sợ bị đánh chứ, nếu có ai dám nói không sợ, thì chắc chắn là chưa bị đánh đủ đau giờ phút này hoàng thiên không hề nương tay chút nào ghi chặt cái tên thành viên của lửa hồng rồi hung hăng dạy dỗ một phen tên khốn này thật sự là không đánh không xong mà đánh thêm chút nữa thì máu mồm của gã cũng hộp ra đừng đánh nữa đừng đánh nữa hoàng thiên chẳng lẽ mày muốn đánh chết tao sao tên thành viên của lửa hồng kêu lên một tiếng rõ to nhìn chòng chọc vào hoàng thiên với ánh mắt ác độc đáng sợ đúng thế tao thật sự muốn đánh chết mày đấy Hoàng Thiên thản nhiên trả lời, tiếp tục lại là mấy cú thúc vào bụng, nện cho cái tên thành viên của lửa hồng đầu óc choáng váng thì thôi. Đừng đánh nữa, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, em biết gì sẽ trả lời hết cho anh. Rốt cuộc cái tên thành viên của lửa hồng cũng biết sợ, vừa thở hổn hển không ra hơi vừa nói. Hoàng Thiên nghe vậy chỉ biết nín thinh, lặng lẽ nói, mày nói sớm hơn chút nữa không được sao. Cứ nhất định phải ăn đòn thì mới nói, ăn đòn khiến mày dễ chịu hơn à. Anh Hoàng Thiên, anh cứ hỏi em đi em biết gì sẽ nói nấy thành viên lửa hồng vẫn rất biết điều xoa lỗ mũi chảy máu ròng ròng rồi nói với hoàng thiên chẳng phải tao vừa hỏi mày sao đầu sỏ của chúng mày đâu rồi hoàng thiên quát to dọa cho tên thành viên của lửa hồng lên bần bật vội vàng trả lời anh anh ấy anh ấy đi giúp thái sương hoa hình như muốn đối phó với cái cô bạn gái của anh thì phải cái gì chu thiên hoảng sợ ngay lập tức anh đã ý thức được có khi tô lạc yến lại rước phải phiền phức rồi hoàng thiên vội vàng rút điện thoại di động ra bấm số gọi điện cho tô lạc yến nhưng gọi mãi mà điện thoại vẫn không kết nối cuộc gọi trong lòng hoàng thiên càng sốt ruột hơn anh thật sự không hề ngờ tới vậy mà người của lửa hồng lại chia thành hai ngả cùng tấn công ngoài chỗ này ra thì còn một nhóm đi đánh úp tô lạc yến nữa đi hoàng thiên không dám chậm trễ vội lên xe ngay lập tức rồi lái thẳng tới nhà tô lạc yến tiêu tấn dẫn hai tên đàn em đi cùng lôi cổ tên thành viên lửa hồng lên xe rồi theo sát chiếc xe của hoàng thiên trên đường đi Hoàng Thiên rất sốt ruột, lại ngại ô tô đi chậm, anh nhấn chân ga với tốc độ lớn nhất, chỉ muốn nhanh chóng đến nhà của Tô Lạc Yến. Bởi vì vừa chia tay với Tô Lạc Yến nên anh biết chắc chắn Tô Lạc Yến sẽ về nhà với cha mình, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể là phát sinh trên đường về nhà, nhưng ở trong nhà thì khả năng xảy ra chuyện còn lớn hơn nữa. Mà bây giờ điện thoại của Tô Lạc Yến lại gọi không được, Hoàng Thiên đoán chừng rất có thể là cô đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Mấy phút sau, hoàng thiên đã lái xe tới dưới tầng nhà tô lạc yến kỹ thuật lái xe của tiêu tấn rất ổn anh ta dẫn theo mấy người đã nhanh chóng đi theo hoàng thiên tới nơi nhưng đàn em của anh ta thì không có kỹ thuật lái xe tốt như vậy bị anh ta bỏ xa mấy con phố tiêu tấn chỉ có thể liên lạc với đàn em của mình chỉ đường cho bọn họ tìm đến nhà tô lạc yến anh thiên đây là nhà của nhà của người bạn xinh đẹp của anh sao tiêu tấn hỏi hoàng thiên hoàng thiên nhẹ nhàng gật đầu nói đi theo tôi lên nhà có lẽ cô ấy đã gặp chuyện không hay rồi. Vâng, Tiêu Tấn lên tiếng trả lời, phất tay ra hiệu với bốn đàn em sau lưng rồi đi theo Hoàng Thiên bước vào hành lang. Hoàng Thiên vẫn rất cảnh giác, dù sao anh cũng từng giáp mặt với người của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, thực lực của cái đám này vẫn rất mạnh đấy, ra tay vừa độc ác vừa ghê gớm. Cho nên Hoàng Thiên không dám khinh thường, đi học theo hành lang ra phía sau, đến cửa nhà Tô Lạc Yến. Gõ cửa một tiếng, bên trong không hề có chút phản ứng nào lại thử gọi điện thoại cho Tô Lạc Yến, rốt cuộc lần này cũng kết nối rồi. Alo, cậu có ổn không vậy? Hoàng Thiên vội hỏi, anh thật sự rất mong là Tô Lạc Yến sẽ không xảy ra chuyện gì. Hy vọng là Tô Lạc Yến đã đến nhà. Ha ha, cô ấy đến nhà rồi, anh yên tâm đi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, anh ta cười cực kỳ thiếu đòn. Trong lòng Hoàng Thiên lục bục một chút, anh nhận ra tên đàn ông này rồi. Anh ta chính là Thái Sương Hoa thái sương hoa anh muốn chết thật sao hoàng thiên cất giọng lạnh lẽo nói ha 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 tôi nói này hoàng thiên có phải anh nghĩ rằng bản thân ghê gớm lắm hay không con mẹ nhà anh chứ chuyện của ông đây mà anh cũng dám chĩa mũi vào à tôi thấy anh đang đâm đầu vào chỗ chết đấy nhé thái sương hoa điên cuồng cười ha ha rất là đắc ý anh đang ở trong nhà của tô lạc yến mở cửa ngay lập tức hoàng thiên nghiêm nghị quát ha ha thật ra mở cửa cũng chẳng có vấn đề gì vấn đề là anh có dám bước vào không? Thái Sương Hoa hung hăng hỏi lại Hoàng Thiên. Không chờ Hoàng Thiên trả lời, cửa nhà của Tô Lạc Yến đã bị người ta mở từ trong ra. Hoàng Thiên cúp điện thoại, nhìn thoáng qua chàng trai vừa ra mở cửa. Chỉ thấy trước mặt là một thằng nhãi không cao, gầy teo ốm yếu, thế mà vẻ mặt lại cực kỳ hung ác, đặc biệt là đôi mắt nhỏ màu đen lóe lên ánh sáng gian tà. Mày là Hoàng Thiên. Tên oát trợn to đôi mắt nhỏ ti hí rồi hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đâu rảnh để nói mấy câu xã giao vớ vẩn với thằng nhãi này, nhấc chân đá luôn một cú. Áo áo, thằng nhãi mắt ti hí bị đá vội kêu đau một tiếng, cái mông bay thẳng vào phòng khách rồi ngã bệt xuống sàn nhà. Hoàng Thiên sải bước vào nhà, Tiêu Tấn cũng đưa theo bốn tên đàn em cùng bước vào, ai cũng cấp tốc đi vào nhà Tô Lạc Yến. Thấy gã mắt ti hí vừa định nhổm dậy, Hoàng Thiên lại đá một phát trúng đầu, cho gã nhắm mắt thấy màu đen ngay lập tức. Nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ ở phía nam của căn nhà, Hoàng Thiên đấy cửa ra đi vào đó. Vừa bước chân vào, Hoàng Thiên đã cảm thấy hơi thở chết chóc mãnh liệt phả ra. Chỉ thấy trong phòng ngủ có bảy tám tên đàn ông cao to lực lưỡng. Tất cả những người này đều mặc quần áo màu đen, mỗi người đều cầm một cái móc sắt trong tay, đứng chỉnh tề như dàn trận sẵn sàng đón kẻ thù. Mà bên cạnh còn có một người đàn ông trung tuổi mập mạp, người này khá đẫy đà, lông mày hơi trắng, sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn cứ như quỷ sống vậy. Người đàn ông trung tuổi ngồi vỉnh hai chân trên giường lớn của Tô Lạc Yến, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chập vào Hoàng Thiên đang bước vào. Trong góc khuất của phòng ngủ, Tô Quân Long bị người ta trói chặt hai tay, miệng cũng bị dán băng dính chặn lại, hoảng sợ ngồi xổm trong góc. Mà Tô Lạc Yến cũng bị băng dán bó chặt hai tay, miệng cũng bị dán chặt lại, cô đang hoảng hốt nhìn Hoàng Thiên bước vào. Lúc nhìn thấy Hoàng Thiên bước đến, khóe mắt Tô Lạc Yến dần trở nên ẩm ướt. Muốn nói chuyện nhưng lại không nói được, Tô Lạc Yến chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi với Hoàng Thiên. Ha ha, thật đúng là phong độ quá nhỉ, vì người phụ nữ này mà anh lại quyết tâm đối đầu với tôi đúng không? Nhưng vào lúc này, Thái Sương Hoa đứng cạnh cửa sổ lại lên tiếng, cười gần hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Thái Sương Hoa, chỉ thấy trong tay thằng cha này còn đang cầm một chiếc điện thoại kiểu dành cho phái nữ, chắc là điện thoại của Tô Lạc Yến. Thái Sương Hoa, thật sự tôi đã đánh giá anh quá thấp rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Ha ha đúng thật là anh đã đánh giá tôi quá thấp rồi, anh tưởng rằng Thái Sương Hoa tôi đây là người dễ bị bắt nạt sao. Mẹ nó, đêm nay tôi sẽ cho anh banh mắt ra nhìn cho rõ Thái Sương Hoa tôi đây. Thái Sương Hoa cười lạnh liên tục, quát với Chu Thiên. Anh hiểu sai rồi, tôi đang nói là đánh giá thấp năng lực đâm đầu vào chỗ chết của anh, không ngờ nổi anh lại khao khát tìm đường chết như thế. Hoàng Thiên nói, thằng oát này, anh Thiên đã thay mặt Tô Quân Long trả lại cho mày 14 tỷ rồi, con mẹ nó mày vẫn còn chưa chịu thôi đi à. Lúc bấy giờ Tiêu Tấn đã giận dữ lắm rồi, anh ta chỉ thẳng mặt Thái Sương Hoa rồi mắng. Bây giờ Thái Sương Hoa cũng hống hách lắm, có nhiều thành viên của Lửa Hồng chống lưng cho anh ta như thế, cơ bản hiện tại anh ta không thèm để Tiêu Tấn vào mắt. "Tiêu Tấn, anh đừng tưởng mình trâu bò hơn ai, đêm nay, Thái Sương Hoa tôi đây sẽ không thèm để ý đến anh đâu." Thái Sương Hoa khiêu khích với Tiêu Tấn. Một người có tính tình nóng nảy dễ nổi giận như Tiêu Tấn, sao có thể chịu đựng trước lời khiêu khích của Thái Sương Hoa chứ? Tiêu Tấn vén tay áo lên, chuẩn bị xông vào ăn thua đủ một trận. Thái Sương Hoa vẫn biết rõ Tiêu Tấn mạnh đến mức nào, lúc này thấy Tiêu Tấn muốn xông lên đánh nhau, trong lòng anh ta cũng hơi hoảng sợ. Thái Sương Hoa vội vàng túm lấy cánh tay Tô Lạc Yến, anh ta giữ tay kéo Tô Lạc Yến đến bên cửa sổ. Anh dám lại đây thì tôi sẽ đẩy Tô Lạc Yến xuống từ đây. Thái Sương Hoa như phát điên, hét lớn với Tiêu Tấn. Hoàng Thiên nhanh chóng cản Tiêu Tấn lại, Giờ phút này trông thái sương hoa chẳng khác gì kẻ điên, ai biết thằng cha này sẽ đẩy thật hay giả vờ đẩy chứ. Ngộ nhớ anh ta đẩy thật, ngã xuống từ độ cao 5 tầng nhà thì Tô Lạc Yến chắc chắn sẽ mất mạng. Tiêu Tấn cũng không dám hành động lung tung nữa, suy nghĩ cho sự an toàn của Tô Yến Lạc, Tiêu Tấn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ha ha, xem ra anh cũng biết điều đấy, Hoàng Thiên, chúng ta nói chuyện được chứ. Thái Sương Hoa cười lạnh vài tiếng, giận tím người nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng hết sức cầm nín với cái tên Thái Sương Hoa này, thằng cha này có bản lĩnh ghê thật. Được thôi, anh muốn nói gì đây? Hoàng Thiên nhẫn nại kiềm chế cơn giận, thong thả trao đổi với Thái Sương Hoa. Đương nhiên là trong lòng Hoàng Thiên cũng rất nóng vội, anh đang nghĩ xem dùng cách nào mới cứu được Tô Lạc Yến đây. Tùy tiện xông lên thì chắc chắn không ổn, bởi vì còn có nhiều thành viên lửa hồng đứng bao vây thế này, Thái Sương Hoa có đủ thời gian để đẩy Tô Lạc Yến xuống dưới kia. Cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn một lúc, tuy vậy trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất lo lắng. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là ông Phi Long của tập đoàn sát thủ lửa hồng, ông ấy có việc muốn hỏi anh. Không biết sao Thái Sương Hoa lại trở nên đắc ý như thế, lúc này anh ta chỉ vào người đàn ông lông mày bạc màu ngồi trên ghế, nói với Hoàng Thiên. Ông Phi Long, con bà nó chứ ông Phi Long nào cơ, quá lắm thằng cha này cũng chỉ sắp xỉ 39-40 tuổi mà thôi, gọi là ông Phi Long Á hoàng thiên đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông ngồi trên ghế trong lòng rất hạn hán lời cái tên gọi là ông phi long đang ngồi vững vàng trên ghế thấy thái sương hoa giới thiệu mình thì nghiêm túc đứng dậy nhếch môi nhìn hoàng thiên rồi nói cậu tên là hoàng thiên đúng không tối nay tôi sẽ cho cậu chết không nhắm mắt tên tôi là hùng phi long là sát thủ số một của tập đoàn sát thủ lửa hồng hùng phi long nói đến đây lại tự hào hếch mũi lên vẻ mặt rất ngạo mạn nhìn hoàng thiên với vẻ khinh bỉ Hoàng Thiên nào có tâm trạng nghe anh ta dọa nạt như thế. Sát thủ số một cái cục cứt chó gì chứ, chọc giận Hoàng Thiên thì Hoàng Thiên cũng không ngại giết chết anh ta đâu. Được thôi, anh có chuyện gì muốn hỏi tôi, tốt nhất là hỏi thẳng đừng vòng vèo. Hoàng Thiên liếc qua Hùng Phi Long rồi lạnh lùng nói, thấy Hoàng Thiên vẫn còn bình tĩnh như thế, Hùng Phi Long cũng thấy hơi bất ngờ. Bởi vì bình thường Hùng Phi Long cũng đi giết người cướp của không ít lần rồi, hơi thở chết chóc trên người rất nồng đậm, người bình thường thấy anh ta đều sẽ thấy e ngại theo phản ứng bản năng thế nhưng hoàng thiên lại không hề sợ hãi trước lời uy hiếp của anh ta mà trái lại hoàng thiên còn hết sức bình tĩnh bình tĩnh đến nỗi khiến anh ta không thể tin được được đấy anh bạn quả nhiên cũng khá gan dạ có hứng thú gia nhập vào lửa hồng chúng tôi không muốn gia nhập thì thật ra tôi cũng có thể thu nhận cậu đấy hùng phi long kêu căng hỏi hoàng thiên sao anh nói nhảm nhiều thế hoàng thiên không kiên nhẫn được nữa lạnh lùng hỏi hùng phi long hùng phi long lập tức trợn tròn mắt anh ta đâu thể ngờ được là hoàng thiên lại dám nói chuyện với anh ta bằng thái độ như thế đậu má thật đúng là một thằng nhóc không biết sống chết là gì nhỉ được thôi vậy tôi hỏi cậu cậu có gặp cậu văn nhà chúng tôi không hùng phi long nói đến đây trong mắt lại lóe lên ánh sáng hung hãn anh nhìn chằm chằm vào hoàng thiên cứ như muốn dùng mắt nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài tất tần tật mọi chuyện của hoàng thiên cậu văn sao hoàng thiên không hề lạ lẫm với cách gọi này cái tên Hầu Cảnh Văn kia được người của Lửa Hồng gọi là cậu Văn mà. Hơn nữa chính miệng Hầu Cảnh Văn cũng đã thừa nhận với Hoàng Thiên, anh ta chính là con trai của thủ lĩnh Lửa Hồng. Mà thủ lĩnh tập đoàn sát thủ Lửa Hồng lại là một người phụ nữ, đó chính là mẹ của Hầu Cảnh Văn. Còn thật giả thế nào, Hoàng Thiên vẫn chưa xác định được. Anh đang hỏi Hầu Cảnh Văn sao? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi Hùng Phi Long, trong mắt Hùng Phi Long lóe lên ánh sáng, anh ta vội kêu lên, đúng thế. Cậu văn nhà chúng tôi giúp đỡ một người tên là Khương Lạp, đến thành phố Bắc Ninh tìm cậu tính sổ, cậu gặp cậu ấy rồi đúng không? Không sai, không chỉ từng gặp tên này, mà anh ta còn đang ở trong tay tôi. Hoàng Thiên cũng không hề giấu giếm, nói thẳng với Hùng Phi Long luôn. Cái gì, trong lòng Hùng Phi Long giật nảy. hầu cảnh văn là cậu chủ của tập đoàn sát thủ lửa hồng đó, thận phận cực kỳ cao quý, bây giờ cậu chủ nhà mình lại rơi vào tay Hoàng Thiên, sao Hùng Phi Long có thể không hoảng được chứ? cậu nhốt cậu văn ở đâu rồi? Hoàng thiên tôi cảnh cáo cậu, thả cậu văn thiên tôi cảnh cáo cậu, thả cậu văn ngay lập tức cho tôi, tôi còn có thể cân nhắc tha cho cậu một con đường sống. Nếu không thì, hừ hừ, cậu có tin là tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây không? Hùng phi long hung hăng cảnh cáo Hoàng thiên, giờ phút này anh ta trở nên hống hách cực kỳ. Máy mà cũng có tư cách trao đổi sạc thành viên của lửa hồng đều từ từ bao vậy bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Hoàng thiên không gian trong phòng ngủ không lớn lắm mấy thành viên của lửa hồng vừa bao vây thì đã rút ngắn khoảng cách với hoàng thiên bọn họ đang đứng cách nhau chưa tới nửa mét uy hiếp tôi hoàng thiên tôi cũng không cần uy hiếp đột nhiên hoàng thiên sầm mặt lại sau đó anh nói với tiêu tấn gọi điện thoại cho bọn đàn em bảo bọn họ chặt một cánh tay của hầu cảnh văn cho tôi đã rõ tiêu tấn trả lời to rõng rạc anh ta cũng mặc kệ không quan tâm gì nhiều chỉ cần hoàng thiên ra lệnh thì anh ta sẽ làm theo tiêu tấn lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số gọi đi hùng phi long đứng bên cạnh nghe được rõ ràng mặt mày cũng xanh xanh xám xám liên tục rồi đây là tức giận cũng là luống cuống tức giận là do vậy mà không dọa được hoàng thiên còn luống cuống là vì không ngờ hoàng thiên cũng quyết liệt như thế vậy mà trực tiếp ra lệnh chặt một cánh tay của hầu cảnh văn chuyện này nếu hầu cảnh văn mất một cánh tay sẽ thành chuyện lớn hùng phi long cũng không thoát được số phận bị liên lụy đâu mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hùng Phi Long cũng không muốn để Hoàng Thiên bắt thóp mình. Cậu dám, thắng nhãi họ Hoàng kia, con mẹ nó nếu cậu dám làm như vậy, tôi sẽ lột ra cậu ngay, cậu có dám tin không? Hùng Phi Long đảo mắt láo liên, ra vẻ ác độc cảnh cáo Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên có thể bị thằng cha này hù dọa dễ dàng vậy được? Thấy Hùng Phi Long vẫn đang phách lối như thế, Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn, nói với các anh em, chặt thêm một cái chân của hầu cảnh văn cho tôi. Rõ, Tiêu Tấn trả lời nhanh chóng đừng 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 hoàng thiên có chuyện gì chúng ta cứ nói từ từ là được hùng phi long hoàn toàn cuống lên chẳng những không thể hù dọa được hoàng thiên mà ngược lại còn khiến hoàng thiên quyết liệt hơn muốn chặt thêm một cái chân của hầu cảnh văn con mẹ nhà mày chứ loại như mày mà cũng có tư cách trao đổi với anh thiên sao ngay lúc đó tiêu tàn chỉ vào mặt hùng phi long rồi mắng mặt hùng phi long lúc trắng lúc xanh tức giận bật rồi dù gì thì anh ta cũng là sát thủ số một của tập đoàn sát thủ lửa hồng đó đến cả mẹ của Hầu Cảnh Văn cũng phải đối xử với anh ta rất khách khí, những người khác lại càng không dám trêu vào anh ta. Thế nhưng không ngờ, bây giờ anh ta lại bị tiêu tấn chỉ tay vào mũi mắng như thế này. Dù thế Hùng Phi Long vẫn không dám trở mặt, bởi vì giờ phút này khuôn mặt Hoàng Thiên đang bình tĩnh như nước, nhưng bất cứ lúc nào anh đều có thể cướp đi mạng sống của Hầu Cảnh Văn. Được lắm, được lắm, vậy thì để cậu Thiên nói đi, cậu Thiên muốn thế nào mới có thể thả Hầu Cảnh Văn ra? Hùng Phi Long không dám lớn lối như vừa rồi nữa, lúc này đây anh ta chỉ đành kiên chỉ nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nhìn sang Hoàng Thiên, Hoàng Thiên phất tay ra hiệu để anh ta khoan gọi cú điện thoại này. Bảo người của anh cút sang một bên, ngoan ngoãn ngồi xổm đi. Hoàng Thiên chỉ vào những thành viên lửa hồng trước mặt, quát với Hùng Phi Long. Hừ hừ hừ, tôi bảo tất cả bọn họ đều lăn sang một bên ngồi xổm xuống còn không được hay sao? Hùng Phi Long hoàn toàn choáng váng, cục mắt xuống nói. Anh ta vẫy tay với thuộc hạ, ra hiệu cho tất cả bọn họ đều dựa vào tường ngồi xổm xuống những thành viên của lửa hồng đều là những người ngung cuồng đối với bọn họ việc ngồi xổm xuống như này là điều nhục nhã còn ngây người ra đấy làm gì không nghe lời anh thiên nói hay sao tất cả mẹ nó đều ngồi xổm xuống chỗ chân tường đi hùng phi long thấy thuộc hạ của anh ta cứ kỳ kèo mãi thì tức giận bùng phát thế này thì còn thành viên nào của lửa hồng không dám nghe theo nữa tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới chân tường cậu thiên cậu xem còn cần tôi làm gì nữa không hùng phi long vì hầu cảnh văn cũng đã rất liều mạng ăn nói khép nép hỏi hoàng thiên mặt hoàng thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm hùng phi long anh cũng mặc kệ nếu như hùng phi long dám trêu đùa anh anh cũng không ngại khiến cho hầu cảnh văn bị gãy chân hùng phi long cũng là người thức thời giọng nói của hoàng thiên lạnh lùng nói thái sương hoa cũng sẽ nghe lời của anh sao tất nhiên rồi anh ta dám không nghe lời tôi ư? Hùng Phi Long vỗ vào ngực mình, quay đầu lại nói với Thái Sương Hoa, "Thái Sương Hoa, anh thả bạn gái của anh Thiên ra ngay lập tức." Thái Sương Hoa trợn to mắt nhìn, anh ta phát hiện ra tình huống có chút không ổn, thế mà Hùng Phi Long lại bị Hoàng Thiên trấn áp. Nghe thấy Hùng Phi Long nói như vậy, Thái Sương Hoa cảm thấy luống cuống. Anh ta biết rõ Hoàng Thiên lợi hại ra sao, nếu như không có Tô Lạc Yến làm con tin thì có khi Hoàng Thiên đã làm thịt anh ta rồi. Ông Phi Long không thể thả tô lạc yến ra được thả cô ta rồi thì chúng ta đều sẽ chết thái sương hoa vội vàng nói với hùng phi long cái dầm ngay lập tức anh thả cô ta ra đi nếu không đừng có trách tôi không nể tình với anh hùng phi long quát thái sương hoa thái sương hoa hoàn toàn bị chết lặng hiện tại tới hùng phi long cũng đứng về phía bên kia điều này thì có gì tốt hùng phi long hai người các anh đang diễn màn điều khiển từ xa sao hoàng thiên không hài lòng lạnh lùng hỏi hùng phi long Hùng Phi Long thật sự bị Hoàng Thiên nắm được thóp, anh ta không dám đắc tội sau lưng Hoàng Thiên, con mẹ nó chứ Thái Sương Hoa, nếu như anh không thả người ra thì tôi sẽ thiến anh đấy. Hùng Phi Long tức giận quát lên, tay rút ra con dao nhỏ. Chết tiệt, Thái Sương Hoa sợ tới mức mặt trắng bệch, người của tập đoàn sát thủ lửa hồng tàn nhẫn bao nhiêu, anh ta biết rất rõ. Đặc biệt là Hùng Phi Long, chính là người giết người không chấp mắt. Được rồi, tôi thả người, tôi thả người, ông Phi Long, anh đừng tức giận. Thái Sương Hoa gật đầu đồng ý, nhanh chóng buông Tô Lạc Yến ra. Tô Lạc Yến căng thẳng, cô là phụ nữ, làm sao đã gặp qua cảnh tượng này. Nhìn Hoàng Thiên mạnh mẽ như vậy, trong lòng cô kích động và nể phục, biết được bản thân sẽ không thể chết. Thái Sương Hoa vừa mới buông cô ra, cô đã chạy tới bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xé băng dán trên miệng của cô ra, đồng thời, anh cũng gỡ băng dính cột tay cô. Không có việc gì, đừng sợ. Hoàng Thiên an ủi nói. Hoàng Thiên, tôi nghĩ rằng không còn được gặp lại cậu nữa. Tô Lạc Yến sao động, cô mặc kệ ở đây có nhiều người, nhào vào trong lòng Hoàng Thiên nghẹn ngào khóc. Cái này, Hoàng Thiên không ngờ được Tô Lạc Yến sẽ làm như vậy, chỉ đành kệ cho cô ôm, không biết phải làm gì. Mấy người tiêu tấn đứng một bên thấy cảnh tượng này, trong lòng đối với Hoàng Thiên rất hâm mộ. Vợ của Hoàng Thiên xinh đẹp đã đành giờ lại có người đẹp như Tô Lạc Yến thương yêu nhớ nhung. Người đàn ông được vậy yêu thì cả đời này cũng đáng giá. Như Lạc Yến, cô đừng có như vậy hãy bình tĩnh lại hoàng thiên vỗ lưng của tô lạc yến khuyên nhủ cô cuối cùng tô lạc yến cũng bình tĩnh cô ý thức được có chuyện không ổn dù sao thì hoàng thiên cũng là người đã có vợ làm sao mà cô lại đi ôm hoàng thiên chứ thực xin lỗi tôi tôi kích động quá tô lạc yến xấu hổ khẽ nói với hoàng thiên không sao trước tiên cậu đi sang bên kia nghỉ ngơi đi hoàng thiên nói tô lạc yến có chút nóng đứng ra sau lưng hoàng thiên lúc này Bác Long mới có can đảm, ông ta không ngồi xổm nữa mà đứng dậy đi tới gần Hoàng Thiên. Không ai dám ngăn cản Bác Long, Thái Sương hoa cắn chặt răng nhưng cũng không dám chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một thuộc hạ của Tiêu Tấn đi tới gỡ băng dán trên tay của Bác Long xuống. "Cậu Thiên, cậu lại cứu tôi thêm lần nữa. Đời này tôi đều không thể báo đáp được hết ơn này của cậu." Bác Long không biết phải nói gì, đứng trước mặt Hoàng Thiên lắp bắp. "Đừng nói mấy chuyện này nữa, bác đưa Lạc Yến về phòng khách ngồi một lát đi." hoàng thiên khoát tay với bác long ra hiệu cho ông ta đưa tô lạc yến đi ra ngoài trước bác long cũng nghe theo lôi kéo con gái cùng đi ra lúc này trên mặt hoàng thiên lạnh lẽo sở dĩ để cho tô lạc yến đi ra ngoài là vì hoàng thiên muốn chỉnh người cảm nhận được từ trên người hoàng thiên tỏa ra khí lạnh sắc bén ngay cả hùng phi long cũng kinh ngạc và sợ hãi thái sương hoa thì càng đừng nói tới lúc này tim anh ta đập nhanh liên hồi mặt mũi căng thẳng trắng bệch ông phi long giúp giúp tôi thái sương hoa cũng biết khó vừa nhìn chằm chằm hoàng thiên vừa nhẹ giọng xin cầu cứu với hùng phi long trong lòng hùng phi long thầm mắng thái sương hoa còn xin giúp đỡ cái gì ông đây cũng không biết giúp thế nào cho tốt giúp mẹ anh ấy bớt nói chuyện đi hùng phi long trừng mắt nhìn thái sương hoa thấp giọng quát thái sương hoa cảm thấy tuyệt vọng anh ta biết anh ta chọc giận hoàng thiên hùng phi long không chịu giúp đỡ thì anh ta chắc chắn sẽ rất thê thảm anh thiên tôi tôi đã làm theo lời anh nói Hà tô lạc yến ra. Thái sương hoa cổ nặn ra nụ cười, nói lắp với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không quen nhìn loại người vô dụng như vậy. Trước đó, thái sương hoa vẫn còn dáng vẻ kiêu ngạo mà hiện giờ, lại giống như một chú chó phe phẩy đuôi chào người chủ. Anh rất sợ hãi sao? Hoàng Thiên hơi trao mày, giọng lạnh lùng hỏi thái sương hoa. Thái sương hoa sửng sốt, anh ta nghĩ, hiện tại chỉ có thể tỏ ra nhu nhược trước Hoàng Thiên. Vì vậy, thái sương hoa gật đầu nói, đúng thế anh Thiên, hiện tại, Tôi rất sợ hãi, xin anh hãy tha cho tôi." Tới đây, Hoàng Thiên ngoắc ngón tay với Thái Sương Hoa, y muốn anh ta đi tới. Thái Sương Hoa cảm thấy lo lắng bước tới gần Hoàng Thiên, đôi mắt trông chờ nhìn Hoàng Thiên. Bốp 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 bốp, Hoàng Thiên tát thật mạnh, anh không hề nể tình chút nào, một lúc tát đến hơn 20 cái. Hai mắt Thái Sương Hoa lóe sáng, trong đầu ong ong, mũi cũng muốn chảy máu. "Hiện tại anh mới biết sợ sao? Không phải là vừa rồi anh còn rất kiêu ngạo à?" Hoàng Thiên tức giận nói, lại tát thêm một cái thật mạnh. Phụt, Thái Sương Hoa học ra một ngụm máu, bên trong còn theo ra hai chiếc răng dính máu. Hoàng Thiên, rốt cuộc thì anh muốn tôi làm như thế nào? Muốn giết thì cứ giết đừng có hành hạ tôi. Thái Sương Hoa bị tát mà phát giận, chừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên cười lạnh, nói với Thái Sương Hoa, tôi muốn tra tấn anh thì có làm sao? Anh nếu dám tỏ ra kiêu âm ngạo với tôi thì cũng nên hiểu được phải bị hành hạ mới đúng. Nói xong, Hoàng Thiên vẫy tay với Tiêu Tấn, ra hiệu cho anh ta tới xử lý Thái Sương Hoa. Hùng Phi Long như đứa ngốc mà nhìn hết tất cả mọi việc. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh ta là sát thủ số một tập đoàn lửa hồng vậy mà đêm nay cũng phải đành bất lực. Audio điện tử võ tấn bền Mặc dù cảm thấy rất uất ức nhưng giờ phút này, Hùng Phi Long không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hầu cảnh văn vẫn còn đang nằm trong tay của Hoàng Thiên hùng phi long không dám lấy tính mạng của cậu chủ văn ra để đùa giỡn nếu như hầu cảnh văn gặp chuyện không may thì mẹ của hầu cảnh văn có thể bỏ qua cho anh ta hay sao vì vậy hiện tại hùng phi long thấy cực kỳ xấu hổ trong nội tâm anh ta không hề phục hoàng thiên anh ta vẫn nghĩ rằng sẽ chế phục hết tất cả bọn hoàng thiên nhưng mà anh ta không dám vì tiện ra tay hùng phi long tức giận và không muốn điều này nhìn thấy hoàng thiên xử lý gọn thái xương hoa Hùng Phi Long cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên trơ mắt nhìn. Tuy rằng Hùng Phi Long là người thân cận với Thái Sương Hoa nhưng hiện tại, Hùng Phi Long không chịu bảo vệ Thái Sương Hoa khiến cho Thái Sương Hoa sợ chết khiếp. "Ông Phi Long, ông Phi Long, anh mau chóng tới giúp tôi nếu không thì tôi sẽ bị bọn họ đánh đến chết đấy." Thái Sương Hoa đã gấp gáp tới mức muốn khóc, lớn giọng gọi Hùng Phi Long. Hùng Phi Long trừng mắt. Anh ta rất muốn đi lên đánh cho Thái Sương Hoa mấy cái tiêu tấn cũng cảm thấy đau đầu ngay khi thấy hoàng thiên ra hiệu cho anh ta tiếp tục xử lý thái sương hoa anh ta đứng dậy mang theo chiếc ghế đấu đi tới phía của thái sương hoa anh anh muốn làm cái gì không cần tới đây giọng nói của thái sương hoa trở nên run rẩy lúc này anh ta cũng bất chấp hình tượng bởi vì anh ta thật sự đang rất sợ hãi mấy tên vô dụng như các người còn dám chạy tới đây nữa à đã dám gây sự thì anh cũng đừng có ngại gặp phải rắc rối chứ tiêu tấn dậy dỗ thái sương hoa chiếc ghế trong tay cũng giơ lên đập vào đầu của thái sương hoa a à, thái sương hoa sợ hãi kêu lên một tiếng nhưng anh ta lại trốn tránh rất nhanh theo phản xạ anh ta nghiêng đầu sang một bên né tránh được lần này nhưng vai của anh ta không tránh kịp bị tiêu tấn dùng ghế đập mạnh xuống thái sương hoa đau đớn tột cùng xương trên bả vai suýt nữa thì gấy cả cánh tay đều tê cứng tiêu tấn không dừng tay lại sau đó đá thái hoa sương ngã ra đất đạp mạnh thêm một cái thái sương hoa gào khóc giống như chó sủa lăn lộn trên mặt đất chật vật không thể tả được tất nhiên là tiêu tấn không định giết anh ta nếu không thái sương hoa đã chết từ lâu rồi nhưng mà cho dù có như vậy thì thái sương hoa vẫn không chịu được cả người anh ta thâm tím anh ta xua tay cầu xin tha thứ hoàng thiên không lên tiếng thì tiêu tấn cũng không định dừng tay lại vẫn tiếp tục dạy dỗ thái sương hoa thật tàn nhẫn hoàng thiên đứng ở một bên không bảo dừng lại anh cũng muốn cho Tô Lạc Yến chút khí phách. Đêm nay không thể không dạy dỗ thái hoa xương thật tốt. Anh Thiên, anh hãy thả tôi đi, mau bảo tiêu tấn dừng tay lại. Tôi sẽ không chống đỡ được nữa. Thái xương hoa khóc bố gọi mẹ, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Không chống đỡ được nữa sao? Vậy thì anh còn làm được chuyện gì nữa chứ? Hoàng Thiên không nói gì, ung dung đi tới, đá mạnh vào thái xương hoa mấy phát. Thái xương hoa đảo mắt, đau đớn suýt thì ngất đi, thở hổn hển được rồi dừng tay lại đã lúc này hoàng thiên mới khoát ta ra hiệu cho tiêu tấn dừng lại bởi vì giờ phút này nhìn trạng thái của thái sương hoa nếu cứ tiếp tục đánh thì có khi sẽ chết mất lúc này tiêu tấn mới ngừng tay lại cầm theo ghế đứng bên cạnh hoàng thiên chỉ cần hoàng thiên ra lệnh thì anh ta sẽ lại tiếp tục xử lý thái sương hoa thái sương hoa cũng không được may mắn anh ta không nghĩ tới ngay cả người của lửa hồng cũng không dám bảo vệ anh ta không ngờ là hoàng thiên lại lợi hại như vậy anh thiên cảm ơn xin cảm ơn đã tha cho tôi thái sương hoa không biết phải nói lời nịnh hót như nào mới tốt anh ta chỉ hy vọng hoàng thiên có thể buông tha cho anh ta hoàng thiên nhìn thái sương hoa đang cúi người trên mặt đất anh phát hiện khi tên này nói chuyện ánh mắt còn lộ ra vẻ ác độc đây rõ ràng là không phục nên muốn trả thù mà giờ phút này hoàng thiên thấy được rõ ràng thái sương hoa không có khâm phục miệng nói phục nhưng trong lòng lại không phục là như thế này đây nghĩ tới điều này Lửa giận của Hoàng Thiên vẫn chưa tan. Ai nói là tôi tha cho anh chứ?" Hoàng Thiên ôn hòa hỏi Thái Sương Hoa. Thái Sương Hoa nghe xong, lập tức cảm thấy lạnh run người. Anh ta nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoàng Thiên vẫn chưa chịu buông tha cho anh ta sao? "Này con mẹ nó, tên họ Hoàng kia anh cứ chờ đấy." "Hoàng Thiên, anh có ý gì hả? Chẳng lẽ anh muốn giết tôi hay sao?" Thái Sương Hoa hỏi Hoàng Thiên. "Ha ha, anh không tin tôi dám giết anh à?" Hoàng Thiên cười lạnh hỏi lại Thái Sương Hoa không tin anh giết tôi thì anh cũng không trốn tránh được trách nhiệm đâu thái sương hoa cũng không giả vờ đáng thương vì anh ta biết có đáng thương cũng vô dụng anh ta đành phải để lộ ra vẻ mặt vốn có hoàng thiên biết tên này vừa rồi chỉ giả vờ lúc này anh cười lạnh nói vậy được thôi hiện tại tôi sẽ khiến cho anh tin tưởng dứt lời hoàng thiên quay đầu lại nói với tiêu tấn vứt tên này ra ngoài cửa sổ vâng tiêu tấn không hề do dự chỉ cần là hoàng thiên ra lệnh thì anh ta sẽ hoàn toàn nghe theo Tiêu tấn cùng hai thuộc hạ đi tới, nhấc thái sương hoa ở trên mặt đất đứng lên đi đến bên cửa số. Thái sương hoa sợ tới sắc mặt anh ta trắng bệch, Hoàng thiên thật sự nói là làm, các người dám sao, đây chính là tầng 5, ném xuống là chết người đó. Thái sương hoa hoảng sợ quát lên, ba ba, Hoàng thiên tiến lên mấy bước, tắt hai cái vào mặt của thái sương hoa. Anh cũng biết ngã từ tầng 5 xuống sẽ chết sao, thế mà vừa nãy còn định ném bạn của tôi xuống cơ đấy. Hoàng thiên chất vấn thái sương hoa thái sương hoa hiểu ra hoàng thiên muốn thay tô lạc yến phát giận anh thiên anh không cần phải như vậy đâu tôi vừa rồi chỉ là hù dọa tô lạc yến thôi tôi không hề nghĩ sẽ thật sự ném cô ta xuống thái sương hoa căng thẳng nói với hoàng thiên hoàng thiên nghe xong lời này thì cười lạnh được rồi tôi cũng chỉ đùa với anh thôi nếu như anh mạng lớn thì sống sót còn nếu giống như anh nói sinh mệnh ngắn ngủi thì đêm nay anh ngã chết nói xong hoàng thiên vẫy tay với tiêu tấn ra hiệu cho anh ta hành động ném xuống Tiêu tấn và hai thuộc hạ hô lên một tiếng rồi ném thái sương hoa từ cửa sổ trong phòng ngủ xuống dưới. An pha viết hoa, tiếng hét thảm thiết đầy hoảng sợ của thái sương hoa truyền đến. Không đến hai giây, ở dưới tầng có âm thanh vịt vang lên, thái sương hoa đã rơi xuống đất. Nhìn cảnh này, Hùng Phi Long cần chặt môi, trong lòng anh ta cũng giật mình. Hùng Phi Long phát hiện Hoàng Thiên không phải là người bình thường. Ném một người lớn đang sống sờ sờ xuống từ tầng 5, mắt cũng không chấp một cái, đây có thể là người bình thường sao? dưới tầng truyền tới tiếng kêu rên của thái sương hoa tên này có mệnh lớn chính là gãy xương thắt lưng và đùi phải nhưng không có chết anh thiên tên này không chết có muốn nhấc anh ta lên ném lại lần nữa không tiêu tấn quay đầu lại hỏi hoàng thiên suýt nữa thì hoàng thiên bị chọc cho cười ra tiếng tiêu tấn không hổ là người chính gốc ở thành phố bắc ninh rất tàn nhẫn thôi bỏ đi hoàng thiên nói sắc mặt của hùng phi long không được tốt anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào hoàng thiên lo lắng xem tiếp theo nên làm như thế nào. Hùng Phi Long hiểu, để đối phó với Hoàng Thiên và mấy người Tiêu Tấn thì phải cần rất nhiều sức lực. Cho nên, hiện tại, ý nghĩ của Hùng Phi Long là nhanh chóng khống chế được Hoàng Thiên và Tiêu Tấn. Phải khiến cho Hoàng Thiên không có cơ hội ra lệnh xử lý Hầu Cảnh Văn. Hùng Phi Long càng nghĩ càng hạ quyết tâm để hành động. Nếu không thể ngay lập tức khống chế được Hoàng Thiên, thì rất có thể Hoàng Thiên sẽ gọi điện thông báo cho thuộc hạ giết Hầu Cảnh Văn đây là điều mà hùng phi long không thể lường trước được cũng là điều mà anh ta lo lắng nhất nhìn cái gì bây giờ sẽ đến lượt anh hoàng thiên phát hiện hùng phi long đã nhìn chằm chằm mình một lúc lâu bèn lạnh lùng nhắc nhở anh ta hùng phi long sau khi nghe những lời của hoàng thiên thì cười gần một tiếng ha ha đến lượt tôi sao không phải là cậu cũng muốn ném tôi xuống lầu đấy chứ hùng phi long đắc ý cười to đôi lông mày trắng nhân lại giống như đang khiêu khích hoàng thiên hoàng thiên nhìn dáng vẻ đắc ý của hùng phi long trong lòng cảm thấy rất khó chịu không hổ là sát thủ số một của tập đoàn lửa hồng đã ngông cuồng quen thói cái tên hùng phi long này nhìn chỗ nào cũng thấy đầy vẻ kiêu ngạo hoàng thiên nhìn rất không vừa mắt nhưng dù có kiêu ngạo cỡ nào đi chăng nữa thì trước mặt hoàng thiên này cũng sẽ phải quỳ gối anh cho rằng tôi không làm được hoàng thiên lạnh lùng hỏi lại hùng phi long hùng phi long đột nhiên phá lên cười quay sang nói với hoàng thiên ha 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 được rồi hoàng thiên tôi biết là cậu ném thái sương hoa xuống dưới lầu để ra oai phủ đầu với tôi nhưng cậu đừng quên tôi là hùng phi long sát thủ số một của tập đoàn lửa hồng còn cảnh ghê rợn nào mà tôi chưa từng thấy qua hoàng thiên nghe vậy thì không nói gì thêm có phải hùng phi long đã quá tự tin rồi hay không mục đích hoàng thiên ném thái sương hoa xuống lầu vốn là muốn chút giận thay tô lạc yến còn hùng phi long là cái thá gì chứ hoàng thiên thật sự không cần tốn nhiều sức lực như vậy để đối phó với anh ta ha ha anh tự đề cao bản thân mình quá rồi hùng phi long anh định thế nào đây muốn sống hay muốn chết hoàng thiên nở nụ cười lạnh lẽo hỏi hùng phi long nét cười trên gương mặt hùng phi long lập tức bị dập tắt hiện tại trong lòng anh ta đang vô cùng tức giận hoàng thiên không cho anh ta chút mặt mũi nào lại cứ liên tục khinh thường anh ta lúc này anh ta đã không chịu nổi nữa rồi hoàng thiên hiện tại đường lui duy nhất của cậu chính là giao cậu chủ văn cho tôi chỉ cần để tôi đưa cậu chủ văn đi cậu và đám tay chân của cậu, tôi hứa sẽ không giết một người nào. Hùng Phi Long trừng mắt hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, muốn kiểm tra xem phản ứng của anh như thế nào. Vốn tưởng rằng những lời này nói ra sẽ làm cho Hoàng Thiên sợ hãi, nhưng Hùng Phi Long không ngờ rằng Hoàng Thiên sau khi nghe xong vẫn chẳng có chút phản ứng gì, anh vẫn bình tĩnh y như cũ. Ai cho anh sự tự tin này thế? Hoàng Thiên đột nhiên xa sầm mặt, đi về phía Hùng Phi Long. Vừa thấy Hoàng Thiên bước lên, Tiêu Tấn cũng nhanh chóng đi theo, anh ta cũng không vừa mắt với hùng phi long từ lâu rồi bốn thuộc hạ do tiêu tấn mang theo cũng đều bước tới cùng lúc đó bảy tám thuộc hạ của tiêu tấn cũng kịp thời chạy đến tất cả bọn họ đều bị bỏ lại phía sau phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tìm thấy chỗ này hư chẳng trách cậu lại dám ngông cuồng như thế hóa ra là dẫn theo không ít người tới đây nhỉ hùng phi long nhìn mấy người vừa chạy tới khinh thường chế nhạo hoàng thiên biết nếu không cho hùng phi long mở mang tầm mắt một chút thì tên này thật sự sẽ không bỏ được thói ngạo mạn nghĩ đến đây hoàng thiên sải bước sông lên một luồng gió mạnh mẽ tạt vào mặt hùng phi long mẹ kiếp hùng phi long nhất thời vô cùng kinh ngạc anh ta vốn là người học võ vừa thấy động tác của hoàng thiên nhanh như vậy thì đã biết hoàng thiên không hề dễ đối phó chút nào hùng phi long không dám ngông cuồng nữa tự dẹp đi lòng kiêu ngạo của mình sẵn sàng cho trận chiến hoàng thiên hít sâu một hơi rồi nhanh như chấp tung nằm đấm thẳng tới thái dương của hùng phi long trong lòng hùng phi long càng thêm phần kinh hãi động tác của hoàng thiên quá mạnh mẽ và dứt khoát lần này hoàn toàn có thể nhìn ra được kỹ thuật của hoàng thiên cao đến mức nào nhất định là đã từng theo cao thủ học võ dầm hùng phi long cũng không kiên nể ngay lập tức giơ nằm đấm ra chặn lại cú đấm của hoàng thiên ngay tức khắc hoàng thiên cảm thấy mấy ngón tay tê dần nằm đấm của hùng phi long này thực sự rất cứng Hùng Phi Long nhếch mép cười, hoàn toàn bỏ đi sự khinh thường của mình đối với Hoàng Thiên, bởi vì bàn tay của anh ta đã đau đến mức không chịu nổi nữa, anh ta còn nghi ngờ liệu ngón tay có phải đã gãy luôn rồi hay không. Mặc dù chịu sự đau đớn kinh khủng nhưng Hùng Phi Long vẫn không kêu một tiếng, anh ta vẫn muốn giữ lại chút sĩ diện của bản thân. Quả là có chút bản lĩnh, Hùng Phi Long giữ tợn nói, sau đó nhanh chóng rút ra một con dao găm từ thắt lưng định đâm vào bụng dưới của Hoàng Thiên. Động tác của anh ta rất nhanh, chính xác và vô cùng tàn nhẫn hùng phi long hoàn toàn tự tin rằng anh ta có thể hạ gục hoàng thiên chỉ bằng một nhát dao này khiến hoàng thiên mất hết sức lực chiến đấu nhưng hùng phi long không ngờ rằng hoàng thiên còn ra tay nhanh hơn anh ta y hệt như một tia chớp bàn tay to cứng như thép giữ chặt lấy bàn tay cầm dao của hùng phi long ngay sau đó hoàng thiên bay lên tung chân đá mạnh vào bụng hùng phi long a à, hùng phi long không thể chịu nổi cơn đau khủng khiếp hét lên một tiếng rồi lảo đảo lui về phía sau hai bước hoàng thiên càng dùng sức bóp chặt bàn tay của hùng phi long anh ta lại càng rên rỉ đau đớn rồi bắt buộc phải thả con dao găm đang cầm trong tay xuống đất mặc dù bàn tay hùng phi long không còn cầm nổi dao nữa nhưng hoàng thiên vẫn không buông cổ tay anh ta ra hoàng thiên đột nhiên giật mạnh cánh tay hùng phi long kéo cả cơ thể anh ta lại phịch a à, hùng phi long lại gào lên một tiếng thảm thiết khi cả cơ thể bị kéo qua bụng dưới của hùng phi long đã bị đầu gối của hoàng thiên thúc mạnh vào khiến lục phủ ngũ tạng của anh ta giống như vừa bị xe ô tô cắn qua vậy. Cùng sông lên, một thuộc hạ của Hùng Phi Long đột nhiên hét lớn, đồng thời định cùng với vài tên khác chạy tới giúp đỡ Hùng Phi Long. Để xem kẻ nào dám động đậy, Hoàng Thiên hét lớn, tay phải bóp chặt vào cổ họng Hùng Phi Long. Chỉ cần anh đột nhiên dùng sức, lập tức có thể bẻ gãy cổ của Hùng Phi Long. Lúc này Hùng Phi Long cũng không thể thở được nữa, cổ họng ú ớ kêu lên mấy tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dòng. Anh ta muốn nói với đám thuộc hạ của mình là đừng nhúc nhích, nhưng một chữ cũng không nói ra được, Hùng Phi Long sắp không chịu nổi nữa rồi. Cũng may, đám thuộc hạ của Hùng Phi Long cũng hiểu tình hình, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng thực lực của Hoàng Thiên Vô, để xem kẻ nào đâm động đây cùng mạnh, anh hoàn toàn có khả năng bẻ gãy cổ của Hùng Phi Long. Thế nên không một tên nào dám nhúc nhích nữa, mỗi tên đều cầm một cái gậy sắt trong tay, như một đám sói đang chờ thời cơ để sơi tái con mồi. Hoàng Thiên nhanh chóng rút ra một con dao găm từ thắt lưng của Tiêu Tấn, kề dao vào cổ của Hùng Phi Long. Hùng Phi Long ho khan vài lần, cuối cùng anh ta cũng có thể thở được một hơi. Bảo đám thuộc hạ của anh bỏ hết vũ khí xuống, tất cả đưa hết tay ra chịu chói. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Hùng Phi Long. Hùng Phi Long tức giận đến phát điên, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ anh ta phải chịu sự sỉ nhục nặng nề như ngày hôm nay. Anh ta làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của Hoàng Thiên được chứ? nếu tất cả thuộc hạ của anh ta đều đưa tay chịu trói thì chẳng khác nào tính mạng của anh ta sẽ do Hoàng Thiên định đoạt. Hoàng Thiên, cậu đừng có nằm mơ, thả tôi ra ngay lập tức, nếu không thuộc hạ của tôi sẽ giết hết đám người các cậu. Hùng Phi Long hung ác đe dọa Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nào có tâm trạng để nói mấy câu vô nghĩa với Hùng Phi Long, con dao găm trên tay anh không do dự đâm thẳng vào cổ họng của anh ta. À, Hùng Phi Long hét toáng lên, không phải vì đau đớn mà anh ta hét lên vì quá sợ hãi. Cái chết đang đến rất gần, đến con át chủ bài là sát thủ số 1 của tập đoàn Lửa Hồng cũng đã mất bình tĩnh rồi. Nhìn thấy Hùng Phi Long có phản ứng như vậy, Hoàng Thiên thật sự là vô cùng kinh ngạc. Thế này cũng tính là sát thủ hàng đầu, là con át chủ bài sao? Sợ chết như vậy mà còn làm sát thủ. Không chỉ Hoàng Thiên không nói nên lời mà Tiêu Tấn cũng rất xem thường Hùng Phi Long. Vừa rồi tên lông mày trắng này đúng là giỏi thể hiện, dáng vẻ hung hăng càn quấy đó thì đúng là cả cái vũ trụ này cũng không ai hơn được anh ta. Ôn ào cả nửa ngày cũng chỉ có chút bản lĩnh này anh kêu gào cái gì cổ rách chút ra mà thôi cần phải rú lên vậy không hoàng thiên nhìn hùng phi long nhíu mày nói hùng phi long biết bản thân đã bị hớ trước mặt nhiều người như vậy đúng là rất mất mặt nhưng vừa rồi đúng là phản ứng bản năng của anh ta còn tưởng là hoàng thiên muốn bẻ cổ anh ta nữa hoàng thiên anh đứng có quá đáng quá thả tôi ra ngay thì anh và người của anh còn có đường sống hùng phi long vẫn không quên dọa hoàng thiên có điều giọng điệu của anh ta đã không còn hung hăng càn quấy như trước nữa, khí thế đã yếu đi vài phần. Bốp, 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 tiêu tấn bước đến, vung tay, mạnh mẽ tát vào mặt hùng phi long. Anh ta tát hùng phi long đến choáng váng, đầu óc có chút mơ hồ. Hùng phi long nghiến răng nghiến lợi, chừng mắt nhìn tiêu tấn, anh ta tức đến sắp thở hổn hển luôn rồi. Nhưng mà cũng hết cách, con dao vẫn còn đang kề kề trên cổ anh ta, chỉ cần cổ tay hoàng thiên khẽ động là anh ta về trầu trời ngay sau hai mươi mấy cái bạt tai, lúc này, tiêu tấn mới dừng lại. Mày hung hăng nữa đi để tao xem nào. Mẹ nó, không đánh thì mày không biết đau có phải không? Tiêu tấn tức giận nói. Hùng phi long nghiến răng, tức giận phi mạnh vào tiêu tấn. Tiêu tấn không phải dạng người dơ cao đánh khẽ, đã vung nắm đấm thì chính là một phát trời dáng. Một tiếng, bốp, vang lên, vành mắt hùng phi long cũng tím cả lên, con người gần như muốn nổ tung. Còn tức giận muốn đánh nhau với tao phải không? Tiêu Tấn trừng mắt với Hùng Phi Long, nói: "Lúc này, Hùng Phi Long thật sự có cả suy nghĩ muốn được chết đi." Đường Đường là người đứng thứ hai trong tập đoàn Lửa Hồng, vậy mà lại bị người ta đánh thành bộ dạng thế này. Nếu như truyền ra ngoài thì sao anh ta còn lăn lộn trong giới tiếp được nữa? Sợ bị đánh quá thảm, Hùng Phi Long chỉ đành thu lại dáng vẻ tức giận, không dám nhe răng nữa. "Còn cần tôi nhắc lại một lần nữa không?" Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hùng Phi Long đang vô cùng thảm hại, hỏi. Hùng Phi Long hiểu ý của Hoàng Thiên, nhanh chóng nói với mấy tên sát thủ tay chân của anh ta, các cậu đặt hết vũ khí xuống, nghe theo sự sắp xếp của cậu Thiên. Mấy tên sát thủ ngây người, giờ bọn họ đều không thể phục Hùng Phi Long được nữa. Trước đây, Hùng Phi Long chính là thần tượng trong lòng bọn họ. Nhưng mà bây giờ, Hùng Phi Long đã rất đài rồi. Nhưng mà mệnh lệnh của Hùng Phi Long, bọn họ cũng không dám không nghe. Dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của bọn họ mấy tên sát thủ ào ào vứt móc sắt trong tay xuống, đều không còn lòng chiến đấu. trói hết bọn chúng lại, đưa về trung tâm giải trí. Hoàng Thiên nói với tay chân của anh, vâng, mười mấy tên tay chân đồng thanh trả lời. Có người lấy ra cuộn băng dính lớn, sau khi để hai tay của mấy tên sát thủ ra sau lưng, bọn họ dùng băng dính trói lại. Hoàng Thiên nhìn mọi chuyện diễn ra, anh nghĩ, chuyện này đúng là sông có khúc, người có lúc, đám sát thủ này trước đây đã trói tô lạc yến thế này, giờ thì đã đến lượt bọn chúng mười mấy tên tay chân của tiêu tấn, dựa theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên, áp giải tất cả đám sát thủ, ra khỏi nhà Tô Lạc Yến, chuẩn bị đưa bọn chúng về trung tâm giải trí. Tên sát thủ dáng người nhỏ bé đang nằm trong phòng khách cũng không để trừ lại, cùng bị đưa đi. Lúc này, Hùng Phi Long đã thành người cô độc, đến một tên tay chân bên cạnh cũng không còn. Con mẹ nó, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Hùng Phi Long thầm mắng trong lòng. Anh ta đang kêu khổ, cảm thấy bản thân quá thảm, sao lại không đánh lại được hoàng thiên chứ anh còn có gì muốn nói sao hoàng thiên lạnh lùng hỏi hùng phi long tôi không có gì để nói cả hoàng thiên muốn giết thì cậu ra tay luôn đi nếu tôi đã làm nghề sát thủ này thì đã chuẩn bị cho kết cục này từ lâu rồi hùng phi long lại bắt đầu thể hiện bày ra dáng vẻ coi thường cái chết năng lực nhìn nhận của hoàng thiên là vô cùng đáng kinh ngạc anh nhìn người rất chuẩn anh đã nhìn ra hùng phi long này là thứ thích thể hiện từ lâu rồi hơn nữa loại này tuyệt đối là người tham chàng rể và địch trang 407 không đọc chết khiếp thì là tôi thua sống sợ chết, chẳng qua là giỏi che giấu mà thôi. Có lẽ tất cả người của tập đoàn Lửa Hồng đều đã bị anh ta mê hoặc mới có thể lên làm đầu sỏ như hiện nay. Hoàng Thiên phân tích những điểm này, không nhịn được mà cười lạnh mấy tiếng. Ha ha, vậy được thôi, nếu anh đã đàn ông như thế, vậy thì tôi để anh chết thoải mái một chút. Hoàng Thiên cười lạnh, sau đó lật con dao găm qua, đột nhiên dùng sống dao cắt lên yết hầu hùng phi long một nhát. a, à, đừng mà! đột nhiên hùng phi long giống như biến thành một người khác, gần như hét đến sụp đổ. nhưng mà anh ta vừa hét xong liền phát hiện có điều gì đó không đúng. bởi vì sau khi cổ cảm thấy hơi lạnh thì chẳng có phản ứng gì nữa, hơn nữa anh ta cũng vẫn còn sống. cậu chơi tôi, sau khi hùng phi long phản ứng lại, trừng mắt phần nộ nhìn hoàng thiên, xem anh bị dọa cho sợ kia vậy mà lại sợ chết như vậy chúng ta đừng giả vờ thể hiện nữa được không hoàng thiên vỗ vỗ lên mặt hùng phi long giọng điệu không nóng không lạnh hùng phi long biết anh ta cũng không giả vờ thể hiện tiếp được nữa anh ta cảm thấy hoàng thiên là vừa đấm vừa xoa loại người này quá khó đối phó con mẹ nó trong lòng hùng phi long mắng lại không biết làm thế nào được thôi cậu thiên nếu như cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra chuyện tôi có thể làm thì tôi nhất định sẽ làm giúp cậu Trái lại Hùng Phi Long rất hiểu chuyện, thấp giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự vẫn muốn dùng Hùng Phi Long, tuy loại này là thích thể hiện, miệng hùng gan sứ, nhưng dù sao cũng là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Lửa Hồng. Đối với tập đoàn Lửa Hồng này, Hoàng Thiên vẫn rất tôn trọng. Loại tổ chức sát thủ này ở trong tối, mà Hoàng Thiên ở ngoài sáng, rõ ràng là có điểm bất lợi. Hơn nữa mối thủ với tập đoàn Lửa Hồng đã kết thúc rồi, nếu như xử lý không tốt, thì thật sự rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng điều mà hoàng thiên lo lắng nhất chính là người nhà xảy ra chuyện cho nên tập đoàn lửa hồng này hoàng thiên bắt buộc phải tiếp xúc một chút anh muốn nhanh chóng gặp được mẹ của hầu cảnh văn xem thử rốt cuộc người phụ nữ này là nhân vật thế nào hầu cảnh văn cứng mồm cứng miệng vẫn luôn không nôn ra hành tung của mẹ anh ta nhưng hoàng thiên phát hiện hùng phi long này vẫn là người dễ đối phó anh cũng rất thức thời đấy vậy được thôi nói cho tôi biết thủ lĩnh của các anh đang ở đâu hoàng thiên suy nghĩ hỏi Hùng Phi Long. Hùng Phi Long rất thông minh, anh ta sớm đã đoán ra Hoàng Thiên sẽ hỏi chuyện này rồi. Cậu Thiên, xin cậu thứ lỗi cho, tôi không thể nói cho cậu biết được. Tập đoàn Lửa Hồng chúng tôi có quy tắc, không thể bán đứng đồng đội. Cậu bảo tôi bán đứng thủ lĩnh của tôi thì sao tôi dám? Hùng Phi Long bày ra dáng vẻ rất có lý, hỏi ngược Hoàng Thiên. Con mẹ nó, Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì liền nhíu mày. Cái miệng Hùng Phi Long này đúng biết ăn nói, cũng đủ làm người ta tức giận. Bốp, Bốp, Hoàng Thiên vung tay, cho Hùng Phi Long hai cái tát trời giáng, khiến trong miệng anh ta đầy máu. Anh không dám nói thì còn thể hiện cái gì? Không dám nói thì đi chết đi. Hoàng Thiên tức giận, đột nhiên giơ chân đá ngã Hùng Phi Long, sau đó nói với Tiêu Tấn, đưa anh ta lên đường. Nói xong, Hoàng Thiên đưa dao găm cho Tiêu Tấn. "Vâng, cậu Thiên, anh cứ giao cho tôi." Tiêu Tấn thật sự không hề chần chừ, ấn Hùng Phi Long, chuẩn bị xuống dao. Sắc mặt Hùng Phi Long trở nên tái mét. Tiêu tấn cứ ấn cổ anh ta như vậy, muốn chọc dao vào, tư thế động tác giống như cắt tiết lợn vậy. Thể này là muốn giết anh ta chết thật đấy à? Hùng Phi Long thà tin Hoàng Thiên không làm bừa, chứ không dám tin là Tiêu Tấn sẽ không làm bừa. Theo như những gì anh ta quan sát thấy, Tiêu Tấn chính là một thằng cha lỗ mãng chính hiệu, kẻ này đã nói giết anh ta thì chắc chắn sẽ giết anh ta bằng được. Cho nên khi lưỡi dao của Tiêu Tấn gác lên cần cổ Hùng Phi Long, Hùng Phi Long thật sự thấy hoảng sợ hồn bay phách lạc, anh ta ý thức được mình sắp đi chầu ông bà dưới suối vàng rồi. Đừng đừng đừng, đừng làm thế, đừng làm thế chứ, cậu Thiên, cậu bảo cậu ta đừng làm bệnh nhanh lên. Cảm xúc của Hùng Phi Long đã hoàn toàn mất kiểm soát, lúc bấy giờ anh ta đâu rảnh để quan tâm cái gọi là hình tượng nữa, chỉ biết ngoác mồm lao oai oai với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ sợ hãi tột độ của Hùng Phi Long, anh không khỏi lắc đầu vài lượt. Cảm giác thật sự là cạn lời vô cùng, cũng không biết bà mẹ của Hầu Cảnh Văn là nhân vật thế nào nhưng riêng người là nhân vật số 2 của lửa hồng, hùng phi long này, đúng thật là quá kém cỏi. Đến cả lũ đàn em của lã Việt, bốc bừa một đứa cũng có khí thế hơn cái tên hùng phi long này ngàn lần. Thằng cha hùng phi long này đúng là quá tham sống sợ chết rồi. Anh không phối hợp như vậy, dư anh lại còn tác dụng gì đâu. Lúc này Hoàng Thiên đang lạnh lùng nhìn Hùng Phi Long, cất giọng nói bình thản hỏi ngược anh ta một câu. Hùng Phi Long thật sự bị dọa chết lặng rồi, vội vàng thốt ra, tôi phối hợp, chắc chắn tôi sẽ phối hợp mà cậu thiên chỉ cần cậu tha cho tôi một con đường sống giữa hai ta có chuyện gì cũng nói được hết vậy được rồi tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nhưng mà tôi hy vọng là anh đừng khiến tôi thất vọng thêm lần nào nữa hoàng thiên nói xong phất tay ra hiệu với tiêu tấn để anh ta buông hùng phi long ra vừa rồi tiêu tấn thật sự muốn làm thịt hùng phi long luôn ngứa mắt với tên khốn chó má này quá thấy hoàng thiên đã nói như thế lúc bấy giờ tiêu tấn mới thả hùng phi long ra tốt nhất là mày khai báo trung thực một chút, nếu không, tao sẽ lấy máu mày ngay lập tức. Tiêu Tấn cầm con dao găm trong tay múa may một hồi, cảnh cáo Hùng Phi Long. Vâng vâng vâng, nhất định tôi sẽ khai báo trung thực, nhất định tôi sẽ khai tất tần tật. giọng nói của Hùng Phi Long cũng phát run lên rồi, chân tay run như cầy sấy. Hoàng Thiên nhìn lại phía nửa người dưới của Hùng Phi Long, chỉ thấy giờ phút này quần của Hùng Phi Long đã ướt xuống rồi, thế mà thằng cha này lại sợ tè ra quần. chuyện này. Hoàng Thiên hoàn toàn bó tay khâm phục, thằng cha này đâu còn xứng với cái danh sát thủ số một của tập đoàn Lửa Hồng chứ, với cái lá gan còn con ấy mà cũng dám lăn lộn làm sát thủ ư. Anh còn tè bậy sao? Hoàng Thiên lại gần Hùng Phi Long, hết sức cạn lời hỏi lại anh ta. Mặc dù da mặt của Hùng Phi Long cũng coi là dày, nhưng giờ phút này cũng không chống đỡ nổi nữa, mặt mo xấu hổ đỏ bừng lên. Huống hồ còn có người đẹp Tô Lạc Yến ở đây nữa, trước mặt những người phụ nữ xinh đẹp, đàn ông thường rất sĩ diện, Hùng Phi Long nhẹ nhàng gật đầu, cùi gầm mặt xuống. Bây giờ tâm lý của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, ỉu xìu lay lắt trông rất đáng thương. Được rồi, trả lời nhanh một chút, bây giờ thủ lĩnh của mấy người đang ở đâu? Hoàng Thiên cũng không dư hơi sức đâu mà nói lời rông dài với Hùng Phi Long, anh lạnh lùng cất tiếng hỏi anh ta. Hùng Phi Long ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn Hoàng Thiên rồi trả lời, cậu Thiên, bây giờ thủ lĩnh của chúng tôi đang không ở thành phố Bắc Ninh, bà ấy đang ở nhà. Nói cho hết câu xem nào, nhà bà ta ở đâu? Hoàng Thiên hỏi, cách nơi này rất xa, mà khu đất đó cũng không có tên, là một địa phương cực kỳ hoang vu vắng vẻ. Vẻ mặt Hùng Phi Long khó xử, thể thọt trả lời Hoàng Thiên, sợ Hoàng Thiên không hài lòng với câu trả lời của mình. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng chẳng qua anh đang quan sát biểu cảm của người đối diện, thế mà phát hiện có vẻ Hùng Phi Long không giống như đang nói dối. Nhìn đồng hồ xem giờ, lúc này đã muộn lắm rồi. Hoàng Thiên cũng không vội đi tìm thủ lĩnh của Lửa Hồng ngay trong đêm nữa. "Chí đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới đó." "Trước tiên dẫn anh ta về trung tâm giải." Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. "Tôi hiểu rồi." Tiêu Tấn trả lời một tiếng, sau đó lại đá một phát vào người Hùng Phi Long. "Đứng lên." Hùng Phi Long giống như con gà trống bị thua trận, sau khi nhổm dậy từ dưới nền đất thì ngoan ngoãn đứng nép vào một bên. Hoàng Thiên nhìn Tô Lạc Yến một chút, nói với cô, "Lạc Yến, cậu cũng về với tôi đi." Tô Lạc Yến giật mình, nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra ý định của Hoàng Thiên. Cô và cha của mình ở nhà đều bị tập kích bất ngờ, có thể thấy được hiện tại nhà của cô đã trở thành một hơi không an toàn rồi. Nếu sát thủ của tập đoàn Lửa Hồng lại mò tới tìm cô gây phiền phức, thì cha con cô sẽ thê thảm cho coi. Cậu muốn dẫn tôi đến chỗ nào? Tô Lạc Yến nhìn Hoàng Thiên, nhẹ giọng hỏi anh. Trước tiên cứ đi theo tôi đã, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu, chờ mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, cậu và cha cậu lại về nhà ở tiếp được không hoàng thiên nghĩ ngợi rồi trưng cầu ý kiến của tô lạc yến tô lạc yến là một người phụ nữ cực kỳ thông minh huống chi cô lại thích hoàng thiên như vậy đương nhiên cô rất vui lòng nghe theo sự sắp xếp của hoàng thiên ừm um, tôi cậu hết tô lạc yến vui vẻ gật đầu nói vô tình chạm phải ánh mắt của tô lạc yến hoàng thiên cảm nhận được tình cảm yêu thương chất chứa trong đôi mắt cô anh vội quay đi không nhìn cô nữa tâm trạng của tô quân long đã bình phục từ lâu rồi những chuyện vừa xảy ra trước mắt, ông ta đều nhìn thấy rõ ràng, ông ta lại càng khâm phục với Hoàng Thiên hơn nữa. Nhìn thấy quan hệ của Hoàng Thiên và con gái mình tốt đẹp thế này, trong lòng Tô Quân lòng cảm thấy rất kích động. Cậu Hoàng Thiên, vậy tôi thì sao? Đưa tôi theo cùng đi, tôi cũng không dám ở nhà nữa. Tô Quân Long trao đổi với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe ông ta nói chỉ cười nhạt một tiếng, mặc dù anh cảm thấy chuyện Tô Quân Long nói cũng không cần thiết lắm, nhưng nể mặt mũi tô lạc yến hoàng thiên vẫn không phản bác lại lời tô quân long đương nhiên không thể để bác ở nhà một mình được rồi bác cũng đi cùng lạc yến đi ạ à. hoàng thiên nói với tô quân long vậy thì phải cảm ơn cậu hoàng thiên nhiều rồi hay ân tình của cậu cả đời này tôi cũng không báo đáp hết tô quân long nói đến đó là lại xúc động nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt hoàng thiên không trả lời lại ông ta anh dẫn tô lạc yến ra khỏi nhà tô quân long cũng đi cùng hoàng thiên ra khỏi nhà một mình tiêu tấn ghim chặt hùng phi long, theo sát sau lưng mọi người, sau khi ra khỏi nhà, tiêu tấn tống cổ hùng phi long vào xe. Cả đoàn người cùng trở về trung tâm giải trí của tiêu tấn, giờ phút này, không khí bên trong trung tâm giải trí đang rất náo nhiệt. Mấy tên sát thủ của lửa hồng bị đàn em của tiêu tấn giam giữ trong một gian phòng riêng, chính ra như vậy cũng không làm khó cả đám lắm. Mà hầu cảnh văn thì vẫn luôn được sắp xếp ở trong một gian phòng đơn, giờ phút này anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đêm nay mày ngủ trong căn phòng này đi nhớ kỹ cho tao ngoan ngoãn biết điều một chút sau khi tiêu tấn nhét hùng phi long vào một gian phòng thì cảnh cáo anh ta hùng phi long cũng không dám lên tiếng liếc mắt đánh giá bối cảnh trong phòng gian phòng này vẫn rất chỉnh tề điều kiện cũng không tệ chút nào anh hoàng thiên tất cả mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi sau khi tiêu tấn kiểm tra gian phòng này xong bèn báo cáo lại ngay với hoàng thiên hoàng thiên gật đầu nhẹ một cái Hoàng Thiên Định trước tiên sẽ đưa Lâm Ngọc An và Hoàng Linh về nhà đã, ngày mai lại xử lý mấy chuyện rắc rối này sau. Dù sao cũng nắm được hầu cảnh Văn và Hùng Phi Long trong lòng bàn tay rồi, không sợ không thể tìm thấy thủ lĩnh của Lửa Hồng. Sắp xếp một căn phòng có điều kiện tốt nhất cho Lạc Yến và cả bác quân Long nữa, thu xếp chu toàn hết đi. Hoàng Thiên chỉ thị cho Tiêu Tấn, anh Hoàng Thiên yên tâm, cứ giao mọi việc cho tôi. Tiêu Tấn khẽ cúi đầu đáp lời. Hoàng Thiên thu xếp xong tất cả mọi chuyện rồi mới lái xe, đưa Lâm Ngọc An và Hoàng Linh trở về nhà. Hoàng Phúc Trường vẫn đang ở trong bệnh viện, đã có người được Tiêu Tấn cử tới bảo vệ ông rồi, cho nên Hoàng Thiên vẫn rất yên tâm. Một đêm bình yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên lên đường đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn. Giờ phút này Hoàng Thiên đã quyết định rồi, hôm nay nhất định không gặp thủ lĩnh tập đoàn sát thủ Lửa Hồng thì không thôi. Đến trung tâm giải trí, Tiêu Tấn đã dẫn người đợi đón ở cửa ra vào vừa thấy xe của hoàng thiên dừng lại tiêu tấn liên nhanh chóng đi tới mở cửa cho hoàng thiên hoàng thiên xuống xe nói với tiêu tấn vào trước đã tiêu tấn đồng ý dẫn theo đàn em đi theo hoàng thiên vào trung tâm giải trí hoàng thiên đến phòng hầu cảnh văn đang ở vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy bộ dạng hốc hác của hầu cảnh văn hốc mắt trũng sâu anh thiên theo lời dặn dò của anh tôi đã không cho tên này ngủ hai ngày rồi tiêu tấn báo cáo với hoàng thiên Hoàng Thiên nhìn Hầu Cảnh Văn ngồi trên ghế. Buồn ngủ không thể chịu nổi, nhưng bên cạnh luôn có người quan sát anh ta, không cho anh ta ngủ. Anh ta cũng không dám ngủ. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, Hầu Cảnh Văn trừng mắt độc ác nhìn Hoàng Thiên, nhưng ngay sau đó lập tức bày ra bộ dạng đáng thương. "Hoàng Thiên, mày cho tao ngủ một lúc đi, chỉ một lúc thôi được không?" Hầu Cảnh Văn nhăn mặt, vô vọng nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy cổ tay Hầu Cảnh Văn vẫn còn quấn băng gạc màu trắng. Trên sông núi cũng dán băng gạc y tế, tên này cũng đủ khổ sở rồi. Để mày ngủ cũng được, chỉ cần mày nói ra mẹ mày đang ở đâu." Hoàng Thiên nói với Hầu Cảnh Văn. Hầu Cảnh Văn im lặng nghiến răng, ngồi yên không nói lời nào. So với Hùng Phi Long, Hầu Cảnh Văn này còn cứng miệng hơn. Hoàng Thiên cũng không vội, dù sao Hùng Phi Long cũng đã khai hết rồi, cho dù Hầu Cảnh Văn không mở miệng thì cũng có thể để Hùng Phi Long dẫn đường. Vậy thì gọi điện cho mẹ mày bảo bà ấy ra ngoài nói chuyện, lẽ nào mày không muốn rời khỏi đây sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi Hầu Cảnh Văn. Hầu Cảnh Văn dứt khoát quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Hoàng Thiên. Anh Thiên đang nói chuyện với mày đấy. Một trong những đàn em của tiêu tấn tắt Hầu Cảnh Văn một cái bà tai và nói lớn. Tao sẽ không bán đứng mẹ mình đâu. Hầu Cảnh Văn trợn mắt, nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Được thôi, tao không ép mày. Hoàng Thiên nói xong liên quay người bước ra ngoài. Hoàng Thiên, tao nói cho mày biết là được chứ gì, mày cho tao ngủ đi. Hầu cảnh văn sợ hãi đến mức phát điên, đứng dậy chạy theo sau Hoàng Thiên, quỳ xuống đất ôm lấy chân Hoàng Thiên, nói gì cũng không buông tay. Chuyện này, Hoàng Thiên không ngờ hầu cảnh văn lại làm như vậy, quay đầu lại nhìn anh ta nói, không cần mày nói nữa, Hùng Phi Long sẽ đưa tao đi. Hả? Hầu cảnh văn sướng sờ một lúc sau đó hỏi Hoàng Thiên, mày, làm sao mày biết Hùng Phi Long? anh ta ở ngay bên cạnh mày, và lại cũng không cứng miệng như mày. Hoàng thiên cười nhạt, khiêu khích hầu cảnh văn. Cho nên mày đừng nghĩ đến việc ngủ nữa, thức cho đến chết đi. Tiêu tấn nói thêm, hầu cảnh văn sững sờ, anh ta biết bây giờ bản thân không còn giá trị lợi dụng gì đối với Hoàng thiên, Hoàng thiên thật sự có thể để cho hắn buồn ngủ đến chết. Hoàng thiên, mày đừng đi, mẹ tao sẽ không ở yên trong nhà đâu, bây giờ bà ấy chắc chắn đang ở bên ngoài. Cho dù Hùng Phi Long đưa mày đi, thì mày cũng sẽ không tìm thấy bà ấy đâu. Hầu Cảnh Văn vội vàng nói. Hoàng Thiên khựng lại, hỏi Hầu Cảnh Văn, sao mày biết? Bởi vì tao đã không về nhà hai ngày, điện thoại cũng bị chúng mày thu mất, mẹ tao nhất định là đã biết tao xảy ra chuyện. Bà ấy sẽ đến thành phố Bắc Ninh tìm tao. Hầu Cảnh Văn khẳng định, Hoàng Thiên và Tiêu Tấn nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ những gì Hầu Cảnh Văn nói thực sự rất có khả năng. Được rồi, bây giờ mày hãy gọi điện cho mẹ mày bảo bà ấy lập tức ra ngoài gặp tao mày làm được không hoàng thiên lạnh lùng hỏi hầu cảnh văn bây giờ hầu cảnh văn thực sự rất buồn ngủ nếu còn không được ngủ anh ta sẽ phát điên mất sợ hoàng thiên rời khỏi đây hầu cảnh văn nhanh chóng đồng ý tao làm được mày cứ yên tâm tao nhất định sẽ bảo mẹ đến gặp mày trả điện thoại cho nó hoàng thiên nói với tiêu tấn tiêu tấn ra hiệu với đàn em có người nhanh chóng lấy điện thoại của hầu cảnh văn đưa đến không ngờ điện thoại được kết nối thật chỉ nghe thấy hầu cảnh văn nói qua tình hình hiện tại cuối cùng vừa khóc vừa nói mẹ mau đến cứu con đi hoàng thiên muốn mẹ đến gặp hắn mẹ mau đến đây đi mẹ biết rồi con đưa điện thoại cho hoàng thiên đi đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ trung niên hầu cảnh văn nhìn hoàng thiên đưa điện thoại tới hoàng thiên mẹ tao muốn nói chuyện với mày lúc này tâm trạng của hoàng thiên đã khá hơn rất nhiều những người khác đều không quan trọng mẹ của hầu cảnh văn mới là điểm mấu chốt không giải quyết người phụ nữ này thì đừng nghĩ đến việc được sống yên ổn hoàng thiên hiểu rất rõ chuyện này hoàng thiên nhận điện thoại mày chính là hoàng thiên giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ trung niên vang lên đúng vậy hư mày cũng to gan thật đấy con trai của thủ lĩnh lửa hồng mà mày cũng dám động vào người phụ nữ trung niên lạnh lùng hỏi hoàng thiên thủ lĩnh lửa hồng nghe thấy mẹ của hầu cảnh văn gọi cái tên này hoàng thiên cũng cảm thấy hơi mơ hồ tên của người phụ nữ này thật mạnh mẽ người bình thường thật sự là không dám gọi cái tên này vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhưng lửa hồng các người dám khiêu khích tôi thì đừng trách tôi không khách khí hoàng thiên lạnh lùng nói mày không khách khí thì thế nào tao cảnh cáo mày mau thả con trai tao ra nếu không mày sẽ phải hối hận đấy thủ lĩnh của lửa hồng bình tĩnh nói từ giọng nói hoàng thiên có thể nghe ra được người phụ nữ này vô cùng tàn nhẫn chỉ cần nghe giọng của bà ta thôi cũng thấy dùng mình đối mặt với sự uy hiếp của thủ lĩnh lửa hồng hoàng thiên cũng lạnh lùng nói nếu bà còn nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy thì cả đời này bà đừng mơ gặp lại con trai mình nữa ha 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 hoàng thiên mày có chắc là sẽ không thả con trai tao đi không thủ lĩnh lửa hồng cười lớn giọng nói trở nên rất đáng sợ hoàng thiên nhíu mày trong lòng thầm nghĩ không biết người phụ nữ này bị làm sao chuyện này buồn cười đến vậy sao tôi chắc chắn ha ha vậy được bây giờ để tao nói cho mày biết tao đang ở nhà của Trương Công Điền, mày cảm thấy sao? Thủ lĩnh của Lửa Hồng cười lớn, hỏi Hoàng Thiên, chuyện này, Hoàng Thiên giật mình, anh không ngờ thủ lĩnh Lửa Hồng lại chạy đến nhà của Trương Công Điền. Trương Công Điền là là ông ngoại của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên rất kính trọng ông. Thật không ngờ thủ lĩnh Lửa Hồng lại đến thành phố Bắc Ninh, còn đến nhà Trương Công Điền gây chuyện. Vậy tại sao bà ta lại chọn ra tay với Trương Công Điền? Hoàng Thiên nghĩ ra câu trả lời rất nhanh. Bên cạnh Lâm Ngọc An luôn có lực lượng đặc biệt bảo vệ, cô gần như được bảo vệ bởi một bức tường đồng vách sắt. Và lại Hoàng Linh cũng được Hoàng Thiên đón về nhà ở cùng Lâm Ngọc An rồi, cho nên thủ lĩnh Lửa Hồng không thể làm gì. Vì vậy bà ta chọn Trương Công Điền để đe dọa Hoàng Thiên. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên mới nhận ra thủ lĩnh Lửa Hồng này thực sự là một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, dây dưa với người phụ nữ này thật đáng sợ. Trịnh Minh Hằng, tốt nhất là bà đừng có làm loạn. Hoàng Thiên gần giọng nói. Ha ha, Mày có thể kiểm soát được việc tao có làm loạn hay không sao? Hoàng Thiên, tao nghe nói mày rất yêu vợ mình đúng không? Nếu như để ông ngoại của cô ta chết oan chết uổng thì cô ta nhất định sẽ oán hận mày cả đời nhỉ. Trịnh Minh Hằng cười vô cùng nham hiểm, tiếng cười của bà ta nghe rất kinh khủng. Hoàng Thiên nghe thấy tiếng cười chói tai này thì có dự cảm không lành, Trịnh Minh Hằng đã nói được thì nhất định sẽ làm được, rất có khả năng bà ta sẽ giết chết Trương Công Điền. Bà đừng có quên, con trai bà vẫn còn trong tay tôi đấy hoàng thiên cảnh cáo trịnh minh hằng trịnh minh hằng ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây sau đó lập tức nói không có ai dám uy hiếp trịnh minh hằng này đâu anh chính là người đầu tiên đấy thế nhưng anh sẽ phải hối hận vì hành động của mình sớm thôi dứt lời trịnh minh hằng lại cúp điện thoại trước hoàng thiên không nhịn được mà cắn chặt răng anh cảm thấy tình hình không ổn rồi bởi vì người phụ nữ trịnh minh hằng này chắc chắn là loại người có thể ra tay độc ác không màng đến bất kể thứ gì nếu như dồn ép người phụ nữ này, thật sự có khả năng bà ta không cần cả con trai của mình, lưu một trận sống chất. Đây là kết quả mà Hoàng Thiên Hề không muốn nhìn thấy, hầu cảnh văn đối với anh không quan trọng, thế nhưng Hoàng Thiên nhát định phải cứu được ông ngoại của Lâm Ngọc An ra. Đi theo tôi, đưa cả hầu cảnh văn theo nữa. Hoàng Thiên lập tức đưa ra quyết định, sau đó trầm giọng nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn cũng ý thức được tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, anh ta gật đầu đồng ý, cho hai tên thuộc hạ đưa hầu cảnh văn theo, sau đó anh ta dẫn đầu mười mấy người, đi theo Hoàng Thiên ra khỏi trung tâm giải trí. Hoàng Thiên ra đến bên ngoài, bước lên xe, sau đó lái thắng đến nhà Trương Công Điền. Ở đằng sau, Tiêu Tấn và thuộc hạ của anh ta ngồi hết bốn chiếc xe, theo sát phía sau Hoàng Thiên. Cùng lúc đó, Tiêu Tấn đã gọi điện cho Lã Việt, báo cáo chuyện xảy ra bên này cho ông ta, nhờ Lã Việt cho người đến để trợ giúp. Mười phút sau, Hoàng Thiên đã lái xe đến trước nhà của Trương Công Điền sau khi tiêu tấn và những người khác dừng xe bọn họ đều cũng bước xuống hai thuộc hạ của tiêu tấn kéo hầu cảnh văn ra lúc này cánh tay của hầu cảnh văn đã bị kẹp chặt miệng cũng bị nhét đồ vật gì đó cậu thiên có cần đợi người của ông lã việt đến rồi nói sau không tôi đã báo cáo cho ông ta rồi tiêu tấn hỏi nhỏ hoàng thiên hoàng thiên chỉ lắc đầu sau đó bước vào trong tòa nhà trước bởi vì trong lòng hoàng thiên bây giờ rất sốt ruột không có cách nào đợi được nữa Tiêu Tấn đem theo mười mấy tên thuộc hạ, trong tay bọn họ đều cầm thứ gì đó, đi theo Hoàng Thiên vào trong tòa nhà. Đi đến trước cửa, Hoàng Thiên dừng lại gõ cửa. Mười mấy giây sau, cửa được mở ra. Hoàng Thiên cảnh giác nhìn vào bên trong một lượt, một người đàn ông có dâu quai nón bước ra mở cửa. Người đàn ông này chạc 30 tuổi, người vừa đen vừa cao lớn thô kệch, nhất là đôi mắt hình tam giác âm u, nhìn vô cùng đáng sợ. Các người là ai? Người đàn ông dâu quai nón ngờ vực hỏi Hoàng Thiên, đánh giá Hoàng Thiên một lượt từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy đằng sau Hoàng Thiên có không ít người, tay phải của người đàn ông dâu quai nón đưa ra sau thắt lưng, dường như đang tìm thứ gì đó. Tôi là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vô cùng dứt khoát, trực tiếp nói ra tên của mình. Hả, ha ha, đúng là anh dám đến thật này. Mời vào, lúc đầu người ông dâu quai nón hơi ngây ra, nhưng lại lập tức cười lạnh, mời Hoàng Thiên vào trong. Hoàng Thiên cũng không úp úp mở mở nữa, anh đẩy người đàn ông dâu quai nón ra một bên, bước vào phòng khách. Người đàn ông dâu quai nón trơn trừng mắt, vừa định nổi giận với Hoàng Thiên liền nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng của người phụ nữ trong phòng khách, hắc tử, phải lễ phép với anh Thiên. Vâng, người đàn ông tên hắc tử này vội vàng cúi đầu, cung kính đáp lại. Hoàng Thiên nhìn về phía chiếc sofa trong phòng khách, nơi mà âm thanh phát ra, trên sofa có một người phụ nữ cao khoảng 1m7, trang điểm rất đậm, hai chân bắt chéo vào nhau. Người phụ nữ này không còn trẻ nữa, ít nhất phải 40-50 tuổi rồi, thế nhưng bà ta vẫn biết chăm sóc bản thân mình, da mặt rất trắng, ăn mặc cũng hợp thời. Ở đằng sau bà ta có 7-8 người đàn ông mặc quần áo đen đứng chắp tay lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Hoàng Thiên biết, người phụ nữ này nhất định là mẹ của Hầu Cảnh Văn, thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, Trịnh Minh Hằng. Lúc này Tiêu Tấn cũng dẫn theo thuộc hạ bước vào, còn kéo theo cả Hầu Cảnh Văn. Sau khi Hầu Cảnh Văn nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên sofa anh ta liền cầu cứu người thân của mình mẹ cứu con hầu cảnh văn gào lớn suýt chút nữa là khóc ra đấy điều làm mọi người ngạc nhiên là trịnh minh hằng vẫn ngồi vững vàng trên sofa như cũ chỉ tùy ý nhìn hầu cảnh văn một cái sau đó hướng mắt về phía hoàng thiên sau khi đánh giá hoàng thiên một lượt biểu cảm của trịnh minh hằng trở nên nghiêm nghị bà ta không nói câu gì cả hoàng thiên nhìn thấy rất rõ anh không nhịn được mà cảm thấy khâm phục người phụ nữ này con trai ruột bị người khác bắt đi rồi người phụ nữ này vẫn điềm tĩnh như vậy được, người bình thường nhất định không thể làm được chuyện này. Hoàng Thiên, có chuyện này tao không hiểu cho lắm, tại sao mày lại muốn gặp tao như vậy? Ha ha, mày chưa từng nghĩ đến việc sau khi gặp tao thì mày sẽ không giữ được cái mạng bé nhỏ của mày nữa sao? Trịnh Minh Hằng cười lạnh lùng, nhìn thẳng Hoàng Thiên và hỏi. Hoàng Thiên nghe thấy vậy thì trao mày lại, giọng điệu của Trịnh Minh Hằng và sự huynh hoang của bà ta làm Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu trong lòng dáng điệu làm ra vẻ của người phụ nữ này đúng là làm người khác chán ghét hoàng thiên có thể được coi là đã gặp rất nhiều loại người vì vậy căn bản anh cũng không bị khuất phục trước khí thế của trịnh minh hằng muốn gặp bà để nói chuyện phiếm với bà thôi hoàng thiên trả lời rất bình tĩnh anh bước lên trước hai bước lúc này người đàn ông tên hắc tử ấy đột nhiên chẳng trước mặt hoàng thiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh để phòng ngừa hoàng thiên sẽ ra tay với trịnh minh hằng một cách bất ngờ hắc tử không được chắn trước anh hoàng thiên Trịnh Minh Hằng nói, "Tuân lệnh, hắc tử lập tức lùi lại, đứng bên cạnh Trịnh Minh Hằng." "Được thôi anh Thiên, xin hỏi mày có chuyện gì muốn nói với tao?" Trên mặt Trịnh Minh Hằng không có biểu cảm gì, bà ta nhìn Hoàng Thiên hỏi. "Ban đầu tôi định giải quyết sự tranh chấp này trong hòa bình, thế nhưng với tình hình hiện tại, xem ra chuyện này không cần nữa rồi." Hoàng Thiên lạnh lùng nói, "Ồ, ha ha, sao lại không cần nữa chứ? Tao cũng muốn làm bạn với anh Hoàng Thiên đây mà, thật sự không hề muốn kẻ thù của mày." Trịnh Minh Hằng cười ha hả, bà âm thầm động đến người nhà của tôi như vậy, thế nên chúng ta cũng không cần nói gì nhiều nữa đâu. Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, tao cũng có tìm hiểu một chút về tình hình của mày rồi. Nghe nói mày rất có vị thế ở Bắc Ninh, có không ít người giúp đỡ mày đúng không? Nhưng mày đừng có quên, bây giờ mày đang đối mặt với cả lửa hồng, với một chút thực lực của mày thì không được đâu. Bây giờ tao cho mày một con đường sống, lập tức thả con trai tao ra, sau đó nộp 3.500 tỷ làm tiền bồi thường, mối thủ giữa chúng ta coi như đã được giải quyết. Trịnh Minh Hằng nói không nhanh không chậm, vừa nói bà ta còn vừa nghịch móng tay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hoàng Thiên ghét nhất là loại người như thế này, hơn nữa Trịnh Minh Hằng còn đòi anh 3.500 tỷ, giống hệt với điều kiện mà Hầu Cảnh Văn đưa ra trước đây, xem ra hai mẹ con bọn họ đều cùng một ruột, muốn có tiền đến phát điên rồi. Đúng như Hoàng Thiên nghĩ, người phụ nữ này thèm tiền đến phát điên rồi. Con trai Hầu Cảnh Văn của bà ta vẫn còn ở trong tay Hoàng Thiên, hơn nữa cổ tay cũng đứt, xương múi cũng bị lõm xuống rồi, bà ta vẫn không thèm nhìn lấy một cái. Bây giờ trong đầu của Trịnh Minh Hằng chỉ còn tiền thôi. Bởi vì khi bà ta phái hầu cảnh văn đi giúp đỡ Khương Lạp thì đã biết Hoàng Thiên là con trai của nhà họ Hoàng rồi. Đừng nói là 3.500 tỷ, cho dù là 35.000 tỷ thì cũng chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Sao thế, không nỡ bỏ tiền ra à? Ha ha, lẽ nào ông ngoại của vợ mày không đáng 3.500 tỷ này sao? Mày phải nghĩ cho thật kỹ đấy, nếu như mày không muốn bỏ tiên ra để chuộc lấy người, có thể vợ mày sẽ hận mày lắm đấy. Trịnh Minh Hằng cười ha hả, bộ dạng như đã nắm chắc được Hoàng Thiên, bà ta nghĩ rằng Hoàng Thiên sẽ không tiếc số tiền này, nhất định sẽ phải làm theo sự điều khiển của bà ta. Thế nhưng bà ta chỉ đoán được một nửa, quả thực Hoàng Thiên không tiếc 3.500 tỷ, thế nhưng Hoàng Thiên không thích cái cảm giác bị người khác uy hiếp. Trịnh Minh Hằng đe dọa Hoàng Thiên như vậy là đang làm chuyện ngu ngốc rồi bà cũng phải nghĩ cho kỹ đấy, con trai bà đang nằm trong tay tôi đấy. Trên mặt của Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, lúc anh nói ra những lời này, anh kéo luôn Hầu Cảnh Văn đến bên cạnh mình. Hầu Cảnh Văn bị Hoàng Thiên chỉnh đốn đến mức ngốc cả đi rồi, đứng trước mặt Hoàng Thiên, anh ta run lên cầm cập theo bản năng. Mẹ mau cứu con đi, Hoàng Thiên có thể làm ra bất cứ thủ đoạn gì, con sắp bị anh ta hành hạ đến phát điên rồi. Hầu Cảnh Văn nước mắt lưng tròng, cũng không còn để ý đến xung quanh có rất nhiều người, vô cùng mất thể diện. Tim của Trịnh Minh Hằng cũng không phải làm bằng sắt đá. Hầu cảnh văn chính là con trai ruột của bà ta, làm sao bà ta có thể không đau lòng được chứ? Chỉ là 3.500 tỷ ấy rất quan trọng với bà ta, hơn nữa, bà ta cũng là người xảo quyệt, giả vờ không để ý gì đến con trai mình, chính là vì sợ Hoàng Thiên sẽ lấy con trai bà ra để uy hiếp. Thế nhưng tâm cơ của bà ta đều đã bị Hoàng Thiên nhìn thấu, hoàng thiên không tin có người mẹ nào sẽ bỏ mặc con trai ruột của mình nhìn thấy nó chết mà không cứu hổ giữ không ăn thịt con hoàng thiên mày không đồng ý sao trịnh minh hằng nheo mắt lại ánh mắt hiện lên một tia hung ác hoàng thiên thấy vậy cũng không khỏi có hơi chấn động ánh mắt của người phụ nữ này thật sự khiển cho người ta sợ hãi nếu như không phải là người đã giết chết rất nhiều người ánh mắt sẽ không âm u và đầy sát khí như thế này được bà nghe cho kỹ đây hoàng thiên tôi từ trước đến giờ đều không chịu bị người khác uy hiếp bà bỏ cái suy nghĩ ấy đi còn nữa mau chóng cho tôi gặp ông trương công điền nếu không con trai bà không sống nổi được một phút đâu giọng nói của hoàng thiên vô cùng lạnh lùng anh nói những lời này không phải là đang dọa nạt trịnh minh hằng nếu như trịnh minh hằng cứ muốn làm tới như thế này hoàng thiên cũng không ngại khiến cho bà ta phải nhận lấy nỗi đau của một người chịu tang trịnh chị minh hằng trừng mắt bây giờ bà ta mới ý thức được đầu óc của hoàng thiên không hề đơn giản căn bản không hề khuất phục trước bà ta. Lúc này Trịnh Minh Hằng không nói gì nữa, ánh mắt của bà ta đảo quanh, trong lòng đang nghĩ biện pháp đối phó. Hoàng Thiên rất lo cho sự an toàn của Trương Công Điền, đến bây giờ anh vẫn nhìn thấy mặt của Trương Công Điền, cũng không biết Trương Công Điền còn sống hay đã chết. Vậy nên Hoàng Thiên cũng không còn tâm trí nào để đứng đây đấu võ miệng với Trịnh Minh Hằng nữa, ở trong phòng khách không nhìn thấy Trương Công Điền, Hoàng Thiên chuẩn bị vào trong hai phòng ngủ xem sao. Đứng lại, Vừa bước đến cửa của phòng ngủ ở phía nam, người đàn ông dâu quai nón hắc tử đã xông đến, duỗi tay ra chặn Hoàng Thiên lại. Bụp, Hoàng Thiên không nói lời nào, giơ tay ra dáng cho hắc tử một cái bạt tai. Hoàng Thiên đã khó chịu tên này từ lâu, vừa nấy anh đã chịu hết nổi rồi. Cái tát này không hề nhẹ, làm hắc tử kêu lên một tiếng, người anh ta loạn choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Mẹ kiếp, hắc tử ôm mặt, anh ta thẹn quá hóa giận, đòi sống chết với Hoàng Thiên. Hắc tử trịnh minh hằng quát bảo hắc tử ngưng lại thủ lĩnh tên hoàng thiên này dám đánh tôi tôi nhất định phải vả chết anh ta hắc tử tức giận đùng đùng hét lên với trịnh minh hằng anh không khoe khoang thì sẽ chết đúng không hắc tử vừa dứt lời tiêu tấn đã đi về phía này nằm lấy quần áo của hắc tử đánh cho anh ta một trận hắc tử bị đánh đến ngốc cả đi vừa định giơ tay đánh lại thì đột nhiên lại bị tiêu tấn đạp cho một phát anh ta lùi về sau vài bước rồi ngã ra trên sàn sắc mặt của trịnh minh hằng càng ngày càng khó coi thật ra bà ta cũng không muốn dùng vũ lực với Hoàng Thiên, bà ta chỉ muốn cướp được tiền của anh thôi. Vì vậy vừa nãy bà ta đã quát bảo Hắc Tử dừng lại, thế nhưng không ngờ Hắc Tử lại bị người ta đánh như một con chó thế kia, việc này đúng là làm bà ta mất mặt. Phải biết rằng, Hắc Tử là hộ vệ bên cạnh của Trịnh Minh Hằng, ha ha, trả trách lại kiêu căng như vậy, hóa ra thuộc hạ cũng vô cùng giỏi. Trịnh Minh Hằng cười lạnh, nói với Hoàng Thiên bằng một giọng điệu không nhanh không chậm. Bây giờ Hoàng Thiên cũng lời để ý đến Trịnh Minh Hằng, anh phát hiện ra bà ta đúng là thích nói những lời vớ vẩn, mồm miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Hoàng Thiên mở cửa phòng ngủ ra, anh kiểm tra cẩn thận hai căn phòng này, sau khi xác định rằng Trương Công Điền không có ở đây, Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng phiền phức. Xem ra Trương Công Điền đã bị Trịnh Minh Hằng chuyển đi nơi khác rồi. Quay trở về phòng khách, Hoàng Thiên liếc nhìn Trịnh Minh Hằng, anh phát hiện khóe miệng người đàn bà này hiện lên ý cười vô cùng đắc ý, hả hê khi người khác gặp họa. Ha ha. Hoàng Thiên, mày đừng có phí công vô ích tìm kiếm nữa, tao đã chuyển Trương Công Điền đi nơi khác rồi, ông ta không có ở nhà đâu." Trịnh Minh Hằng cười ha ha, nói một câu làm Hoàng Thiên rất khó chịu. Hoàng Thiên không nói câu nào, thể nhưng trong đầu anh đang nhanh chóng tính toán. Trương Công Điền bị Trịnh Minh Hằng chuyển đi nơi khác, đây là điều mà Hoàng Thiên không ngờ đến, hơn nữa nếu sự việc đã như thế này, bây giờ Hoàng Thiên đã rơi vào thế bị động. Dù sao cũng không thể đem tính mạng của Trương Công Điền ra để đùa được nhớ đâu trương công điền thật sự có mệnh hệ gì lâm ngọc an nhất định sẽ rất đau lòng huống hồ trương công điền cũng là ân nhân của hoàng thiên nếu như năm đó không có ông ủng hộ việc hoàng thiên ở rể hoàng thiên cũng không thể lấy được một người vợ tốt như lâm ngọc an nghĩ đến đây hoàng thiên thật sự cảm thấy khó khăn thế nhưng không lâu sau hoàng thiên ổn định lại tâm trạng của mình anh biết rằng những lúc như thế này phải kiên quyết không được để trịnh minh hằng lấn tới nếu không sẽ mãi ở thế bị động nếu đã như vậy Bà đừng có mong con trai bà quay trở về nữa." Hoàng Thiên vừa nói, vừa ra hiệu bằng ánh mắt với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn hiểu nghe ý của Hoàng Thiên, anh ta rút ra một con dao găm, dí dao nhọn vào cổ Hầu Cảnh Văn. "Mẹ cứu con với, con không muốn chết đâu." Hầu Cảnh Văn cầu cứu Trịnh Minh hằng rất thảm thiết, anh ta sợ tới mức cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh. Tên này đúng là sợ chết, mẹ anh ta là thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, gia thế vô cùng hùng hậu, có rất nhiều tiền những cậu ấm như này rất yếu đuối hầu cảnh văn không hề muốn chết cuối cùng trịnh minh hằng cũng không ngồi yên được nữa cho dù bà ta đang giả vờ thì bây giờ cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa nhìn vẻ mặt của tiêu tấn bây giờ dường như anh ta có thể đâm chết hầu cảnh văn bất cứ lúc nào không hề giống đang hù dọa hoàng thiên mày dám động vào một sợi lông của con tao tao đảm bảo trương công điền lập tức sẽ chết trịnh minh hằng đứng dậy chỉ thẳng vào hoàng thiên và quát ánh mắt lạnh lùng của hoàng thiên quét về phía trịnh minh hằng hiện tại anh đang mất bình tĩnh người phụ nữ này quá kiêu ngạo có lẽ đã kiêu ngạo thành quen trở thành một thói quen xấu hừ đụng vào người con trai bà bà nhìn xem tôi đã làm những gì với con trai bà rồi hoàng thiên nói xong anh đi vài bước đến trước mặt hầu cảnh văn và nắm lấy cổ tay bị gãy của hầu cảnh văn á à, đột nhiên hầu cảnh văn hét lên như một con lợn bị giết cơn đau dữ dội do cổ tay bị hằng lúc này trịnh minh hằng chờ tỉnh ra vừa rồi bà ta đã quá lo lắng cho hầu cảnh văn nên quên mất tình hình hiện tại. Trịnh Minh Hằng bình tĩnh lại, bà ta khịt mũi, cố tự chấn an bản thân, đối với Hoàng Thiên nói, hừ, nếu như mày dám giết con tao, tao nghĩ mày rất can đảm khi dám trêu đùa với mạng sống của Trương Công Điền đấy. Bà thật sự cho rằng tôi không dám, Hoàng Thiên hỏi ngược lại, anh nhìn sắc mặt của Trịnh Minh Hằng trở nên xấu đi. Hừ, Trịnh Minh Hằng không dám nói thêm, nhưng vẫn hừ một tiếng. Giết, Hoàng Thiên ra lệnh cho Tiêu Tấn, nhưng anh lại bí mật nháy mắt với Tiêu Tấn, ý bảo cho anh ta không cần giết Hầu Cảnh Văn. Rốt cuộc, Hoàng Thiên không muốn mạng đổi mạng, mạng sống của Hầu Cảnh Văn không xứng thay thế cho mạng sống Trương Công Điền. Tiêu Tấn đã ở bên Hoàng Thiên lâu như vậy, đương nhiên hiểu được ý tứ của Hoàng Thiên, vì vậy, Tiêu Tấn nhìn về phía Trịnh Minh Hằng nói, "Không phải bà muốn nhìn con trai mình chết sao? Tôi sẽ giúp bà thực hiện ước nguyện đó." Nói xong, Tiêu Tấn rút con dao gam ra và hướng tới cổ Hầu Cảnh Văn. A, à, không. Hầu Cảnh Văn sợ đến mức kêu lên, hai chân mềm nhũn và trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Nhìn mặt đất đã ướt một mảnh nước tiểu, Hầu Cảnh Văn sợ hãi tới mức tiểu cả ra quần. Tiêu Tấn không có ý định giết Hầu Cảnh Văn, nếu không, thậm chí Hầu Cảnh Văn còn không có cơ hội gục ngã, lập tức bị đâm chết. Trịnh Minh Hằng cũng sợ hãi, bà ta nín thở hít một hơi, khi thấy Hầu Cảnh Văn chưa chết, bà ta mới nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên, Trịnh Minh Hằng không còn kiêu ngạo như trước sắc mặt bà ta trở nên xám xịt khó coi hoàng thiên mày nói cho tao biết tao phải làm thế nào thì mày mới thả con trai tao ra trịnh minh hằng im lặng vài giây kìm nén cơn giận hỏi hoàng thiên bà thả trương công điền ra thì đương nhiên tôi sẽ thả con trai của bà ra hoàng thiên lạnh lùng nói như vậy sẽ không được phải thêm ba tỷ rưỡi nữa trịnh minh hằng nói thật sự hoàng thiên không còn lời nào để nói trịnh minh hằng còn muốn ba tỷ rưỡi kia giết chết thắng nhãi này Hoàng Thiên quay lại, hét lớn với với Tiêu Tấn, "Rõ?" Lần này Tiêu Tấn lớn tiếng đáp lại, Hoàng Thiên cũng không có nháy mắt với anh ta, thật sự là muốn anh ta giết chết Hầu Cảnh Văn. Vì vậy, Tiêu Tấn nắm lấy cổ áo sau của Hầu Cảnh Văn, anh ta chuẩn bị ra tay. "Đừng, đừng, đừng, không cần tiền nữa, chúng ta đổi người thôi." Cuối cùng Trịnh Minh Hằng cũng không thể chịu được, bà ta biết Hoàng Thiên sẽ xuống tay, con trai bà ta sẽ chết. "Cho địa chỉ đi, tôi có thể trao đổi người ở đâu?" hoàng thiên lạnh lùng hỏi trịnh minh hằng trịnh minh hằng thầm nguyền rủa hoàng thiên nhưng không thể làm gì với hoàng thiên gần vùng tiên du nơi này hùng phi long biết mày đem hùng phi long và đám thuộc hạ của nó đến rồi giao bọn nó cho tao việc này không có vấn đề gì chứ trịnh minh hằng nhìn chằm chằm hoàng thiên hỏi cả hùng phi long và một vài tên sát thủ của tập đoàn lửa hồng mà hoàng thiên bắt được đêm qua anh không quan tâm đến bọn lý chúng chút nào trả một vài người lại cho trịnh minh hằng chuyện này cũng không có gì to tát không có vấn đề gì bà có thể trở về chờ hoàng thiên nói với trịnh minh hằng trịnh minh hằng liếc nhìn hầu cảnh văn bà ta lại nhìn hoàng thiên nghiến răng nghiến lợi dẫn mọi người ra khỏi nhà của trương công điền hoàng thiên không ngăn người phụ nữ này lại trương công điền còn ở trong tay người kia tạm thời hoàng thiên chỉ có thể chịu đựng mẹ mẹ đừng đi hầu cảnh văn vừa khóc vừa hét bốp 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 tiêu tấn tức giận tát mấy cái vào mặt hầu cảnh văn anh ta quát, câm miệng, hầu cảnh văn im lặng và không thể ngăn được sự đánh đập của tiêu tấn. đưa nó trở về, hoàng thiên ra lệnh, sau đó dẫn đầu ra khỏi nhà của trương công điền. sau khi ra ngoài, hoàng thiên lái xe cùng đám thuộc hạ trở về trung tâm giải trí. dọc theo đường đi, hoàng thiên cảm thấy có gì đó không ổn. nhìn vào cửa nhà của trương công điền, nó còn nguyên vẹn, cho thấy nó không bị đột nhập. nhưng trương công điền cũng không phải người ngu ngốc, làm sao có thể tùy tiện mở cửa cho người lạ? Trịnh Minh hằng dẫn mọi người vào như thế nào? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên lái xe trở lại trung tâm giải trí. Phải cứu Trương Công Điền ra càng sớm càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên Hoàng Thiên không hề hành động chậm trễ. Cho người dẫn theo Hùng Phi Long và vài tên sát thủ của tập đoàn Lửa Hồng cùng Tiêu Tấn và hàng chục người của anh ra khỏi trung tâm giải trí. Cậu Thiên, Trịnh Minh hằng không phải loại phụ nữ dễ đụng, hơn nữa, lần này chúng ta tới địa điểm của bà ta. Tôi sợ rằng chúng ta đến được mà về không xong. Tiêu Tấn lo lắng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, nói với Tiêu Tấn, tôi đã sắp xếp các thành viên lực lượng đặc biệt sẽ bí mật đi theo chúng ta. Nếu Trịnh Minh Hằng dám tự tìm cái chết, hôm nay sẽ là ngày rỗ của bà ta. Ồ, Tiêu Tấn gật đầu, anh ta nghĩ rằng Hoàng Thiện đã chuẩn bị mọi thứ từ đầu. Thật ra, khi Hoàng Thiên trên đường trở về trung tâm giải trí, anh cũng đã liên lạc với Duy Anh và nhờ anh ta phân công lực lượng đặc biệt túc trực gần trung tâm giải trí. Ngay khi Hoàng Thiên dẫn theo đám người Tiêu Tấn đi được một đoạn, hai chiếc xe màu đen đã bắt đầu di chuyển theo từ phía xa chính là duy anh dẫn đầu lực lượng đặc biệt đi theo sau hoàng thiên tiêu tấn đẩy hùng phi long lên xe trước hùng phi long là một kẻ nhẹ dạ tiêu tấn yêu cầu anh ta dẫn đường đến huyện tiên du anh ta vẫn rất hợp tác thôn vương hòa cách thành phố bắc ninh hàng chục km ngay cả tiêu tấn cũng chưa từng nghe đến nơi nhỏ bé này nhưng những điều này không quan trọng hùng phi long đã hướng dẫn rõ ràng đường đi đám người hoàng thiên đã đến nơi trong vòng chưa đầy một giờ phía tây thôn nhỏ này liên tiếp có mấy ngọn núi dưới chân núi xe không còn có thể tiến lên hùng phi long yếu ớt nói với tiêu tấn anh tiêu tấn phía trước chỉ có thể đi bộ thôi chúng ta xuống xe không tiêu tấn nhíu mày tự hỏi đây là nơi quái quỷ nào vậy mày chờ tiêu tấn nói xong liền xuống xe đến trước xe của hoàng thiên hoàng thiên lúc này cũng xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh có phần kinh ngạc cậu thiên có phải hùng phi long đang chơi chúng ta nếu đi xa hơn có thể đi vào núi tiêu tấn nói với hoàng thiên có lẽ là không hùng phi long là người muốn gặp trịnh thanh hằng hơn chúng ta hoàng thiên nghĩ tới rồi nói tiêu tấn nghe xong cảm thấy lời nói của hoàng thiên rất có lý hùng phi long là một kẻ tham sống sợ chết có khi ngay cả trong giấc mơ cũng mong được gặp lại thủ lĩnh của mình hy vọng rằng bà ta sẽ cứu mạng cho nên thật sự hùng phi long không cần chỉ sai đường xem ra trịnh minh hằng đang sống ở nơi rừng già núi sâu này nghĩ đến đây tiêu tấn hỏi hoàng thiên Vậy chúng ta để nó dẫn đường. Đi trước đi, cẩn thận một chút." Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn gật đầu, quay trở lại xe và kéo Hùng Phi Long xuống xe. Hùng Phi Long đi xuống, và hai người thuộc hạ của Tiêu Tấn đã giữ chặt người của Hùng Phi Long để anh ta dẫn đường. Hoàng Thiên ra lệnh cho người đưa hầu cảnh văn ra. Sau đó, cả đoàn đi bộ về phía chân núi, Hùng Phi Long dẫn đường, sau vài phút, mọi người đã vào ngọn núi lớn. Dọc theo con đường mòn nhỏ trên núi, đi một chặng đường vô cùng khó đi, đường núi khó đi và nếu không đủ sức thì không thể đi nổi. Cũng may ngọn núi này không cao, sau khi lên đến đỉnh núi, Hoàng Thiên nhìn thấy cây cối mọc thành bụi, khung cảnh rậm rạp rất nguy hiểm. Nhìn điện thoại, may mắn bắt được cột sóng, Hoàng Thiên gọi cho Duy Anh. Xác định đám người Duy Anh cũng đang đi lên núi, trong lòng Hoàng Thiên đã thấy nằm chắc phần thẳng. Còn nhóm sát thủ thì sao? Trước mặt lực lượng đặc biệt của anh cũng thành cặn bã. Hoàng Thiên đã lên sẵn kế hoạch, khi cần thiết Hoàng Thiên không ngại trừ hại cho dân, tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Lửa Hồng. Đây có phải là nơi trú ẩn của các người? Hoàng Thiên vừa đi về phía trước vừa thản nhiên hỏi Hầu Cảnh Văn ở bên cạnh. Hầu Cảnh Văn đã kiệt sức và không ngủ trong hai ngày hai đêm. Anh ta còn đang bị thương, leo được cả chặng đường dài như vậy, anh ta gần như ngã quỷ. Tuy nhiên, khi Hoàng Thiên hỏi, anh ta cũng không dám không không trả lời. Đúng vậy, anh Thiên, xin anh đừng lo lắng, Hùng Phi Long không có dẫn sai đường, một lúc nữa thôi anh có thể trao đổi người với mẹ tôi. Hầu Cảnh Văn đáp lại một cách yếu ớt. Hoàng Thiên nhìn Hầu Cảnh Văn vẫn còn sống, liền biết thằng nhóc này không nói nhảm, xem ra anh sẽ sớm được gặp Trịnh Thanh Hằng. Sau một lúc tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy vài dãy nhà gỗ nhỏ, đều là dựng tạm bợ, rất đơn sơ. Hoàng Thiên nhìn thấy Hùng Phi Long dừng lại, biết rằng đã đến nơi. Cẩn thận một chút, canh giữ Hầu Cảnh Văn cho tốt. Hoàng Thiên trầm giọng nói với những thuộc hạ đang theo dõi Hầu Cảnh Văn, bởi vì bây giờ quan trọng nhất là Hầu Cảnh Văn. Liệu bạn có thể trao đổi với Trương Công Điền hay không phụ thuộc vào thằng nhóc Hầu Cảnh Văn này? Hai tên thuộc hạ đồng ý, làm theo chỉ dẫn của Hoàng Thiên, trên tay mỗi người đều cầm một con dao găm đâm vào sườn Hầu Cảnh Văn, chỉ cần có trường hợp khẩn cấp, bọn họ sẽ tự mình hành động. Ha ha, đúng thật xứng làm anh Thiên, thật dũng cảm. Với số người ít ỏi như vậy mà lại dám tới tìm tao đột nhiên Trịnh Minh Hằng bước ra khỏi một căn nhà gỗ nhỏ, cười khúc khích chế nhạo Hoàng Thiên. Bên cạnh Trịnh Minh Hằng, tên có nốt ruồi đen cũng xuất hiện. Ngoài ra còn có 10 người đàn ông mặc đồ đen. Hoàng Thiên biết có thể có rất nhiều người của tập đoàn Lửa Hồng Mai Phục ở những nơi không thể nhìn thấy. Nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là phải nhìn thấy Trương Công Điền. Hoàng Thiên phải biết chắc rằng Trương Công Điền vẫn còn sống. Ông Điền đâu? Cho tôi gặp ông ấy ngay lập tức. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Trịnh Minh Hằng. Trịnh Minh Hằng mỉm cười, sau khi nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của Hầu Cảnh Văn, bà ta dần dần không thể cười nổi. Đưa Trương Công Điền ra đây, Trịnh Minh Hằng nói với tên có nốt ruồi đen, được, tên có nốt ruồi đen đồng ý, và quay trở vào một ngôi nhà gỗ. Trong vòng nửa phút, tên có nốt ruồi đen, Hoàng Thiên vừa nhìn thấy ông già thì nhận ra ngay đó là lão bản đi ra chính là ông ngoại Trương Công Điền. Lúc này Trương Công Điền có chút khổ sở, mặt mũi bầm dập xương tấy, hai tay bị trói sau lưng lảo đảo đi ra khỏi nhà gỗ vẻ mặt lo lắng và sợ hãi điều quan trọng là trương công điền cũng không biết bên kia định làm gì với mình và ông còn nghĩ người của tập đoàn lửa hồng sẽ giết mình khi nhìn thấy hoàng thiên trương công điền vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ông suýt khóc hoàng thiên trương công điền run rẩy gọi một tiếng nhìn thấy trương công điền như vậy hoàng thiên cảm thấy rất khó chịu ông luôn đối xử rất tốt với anh có thể nói mấy năm nay trương công điền đối xử với anh tốt nhất về phần những người thân khác bọn họ chưa từng xem anh là người ông ơi đừng sợ cháu tới đón ông hoàng thiên lớn tiếng an ủi được rồi được rồi trương công điền hưng phấn đáp lại được cái rắm im miệng đi tên nốt ruồi đen nóng nảy đá trương công điền một cái lườm ông quát hoàng thiên thấy thế sự tức giận trong mắt hiện ra anh sẽ nhớ kỹ hành động này của tên có nốt ruồi đen trương công điền thực sự rất buồn ông không nghĩ mình đã già như vậy mà vẫn phải chịu tội này cùng nhau thả người đi hoàng thiên lớn tiếng nói với trịnh minh hằng trịnh minh hằng đã từng thử hoàng thiên bà ta biết hoàng thiên không dễ đối phó như vậy nếu muốn giải cứu hầu cảnh văn trước tiên chỉ có thể thả trương công điền được rồi chúng ta cùng thả người trịnh minh hằng lớn tiếng nói sau đó nhìn chằm chằm hoàng thiên bà ta không để cho tên có nốt ruồi đen buông trương công điền đi hoàng thiên nháy mắt với tiêu tấn và ra hiệu cho anh ta để hùng phi long và một vài người của tập đoàn lửa hồng đi trước Tiêu Tấn hiểu ra nên đã để thuộc hạ thả Hùng Phi Long và một số thành viên của tập đoàn Lửa Hồng. Về phần hầu cảnh văn, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, anh phải chờ Trịnh Minh Hằng thả Trương Công Điền ra trước. Như thế nào, còn không để con trai tao ra, Trịnh Minh Hằng suốt ruột thúc giục Hoàng Thiên, đừng nói nhảm, bà thả người ra trước đi. Hoàng Thiên hét lên, Trịnh Minh Hằng cắn chặt răng, khi đụng phải Hoàng Thiên, bà ta cũng đau đầu kinh khủng. Buông ra, trả lại lão già này cho Hoàng Thiên. Trịnh Minh hằng tức giận nói với tên có nốt ruồi đen. Lúc An Nhi tên có nốt ruồi đen mới thả Trương công Điền ra và để ông tự đi về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi Trương công Điền đi qua, sau đó quyết định không để Hầu Cảnh Vân đi. Trịnh Minh hằng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lúc này, trong lòng không khỏi cười nhạo. Bà ta nghĩ thầm về Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, mày đang muốn chơi đùa với tao sao? Đây là trong phạm vi hoạt động của ta, cho dù Trương công Điền được trả lại cho mày mày nghĩ mày có thể sống sót mà xuống núi. Hoàng Thiên, ông không ngờ có thể nhìn thấy cháu. Trương Công Điền đã rơi nước mắt trước khi Hoàng Thiên đến gần. Ông không cần phải nói thêm nữa, ông cứ chờ thêm một lát, lát nữa cháu sẽ đưa ông về thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên nói với Trương Công Điền, không, không được, cháu không thể chỉ đưa ông trở về, phải đưa cả Trương Vĩ trở về. Trương Công Điền lo lắng nhìn Hoàng Thiên nói, cái gì ạ, à? Trương Vĩ, Hoàng Thiên vừa nghe xong liền cau mày, thầm nghĩ Trương Vĩ thật sự ở trên núi này. Ừ, than ôi, tên nhóc khốn kiếp này, nếu không phải nó dẫn sói vào nhà thì tại sao ông lại bị bắt ở đây chứ? Khi Trương Công Điền nói lời này, ông tức giận lắc đầu, nhưng không thể làm gì hơn. Nghe Trương Công Điền nói với Hoàng Thiên, trong lòng anh đột nhiên giấy lên một cỗ lửa giận. Anh đang băn khoăn không biết tại sao Trương Công Điền lại mở cánh cửa cho Trịnh Minh Hằng và những người khác. Bây giờ Hoàng Thiên lờ mờ cảm thấy Trương Vĩ có thể đã thông đồng với Trịnh Minh Hằng để lừa Trương Công Điền mở cửa tên Trương Vĩ này đúng là loại cặn bã, rồi, ngay cả ông nội cũng lừa gạt. Nghĩ đến đây, thực sự Hoàng Thiên giận đến mức muốn không thể thở nổi. Mọi chuyện đã đủ phiền phức rồi, tên nhóc Trương Vĩ này còn làm dối tung lên. Chưa tính những mối đe dọa từ bên ngoài, Trương Vĩ có thể được coi như người nhà, vậy mà cậu ta lại là loại ăn cây táo, rào cây sung. Anh không biết tại sao Trương Vĩ lại làm điều này, Hoàng Thiên đã suy đoán qua một chút, có thể tên nhóc Trương Vĩ này đã bị mua chuộc. Chẳng trách, cháu đang bực chuyện tại sao ông lại mở cửa cho người lạ. Hoàng Thiên gật đầu nói với Trương Công Điền, "Ừ, không ngờ chuyện này lại xảy ra." Trương Công Điền thở dài thườn thượt, ông thực sự thất vọng với cháu trai của mình. "Các người thì thào cái gì đó, nhanh thả cậu chủ của chúng ta ra đi." Hắc Tử ở đối diện mắng Hoàng Thiên, anh ta vô cùng sốt ruột. Từ lâu Hoàng Thiên đã khó chịu với Hắc Tử, đặc biệt là vừa rồi, tên này đã đá vào Trương Công Điền, điều này càng làm cho Hoàng Thiên tiêu muốn đánh anh ta. Anh cấm tôi không được nói chuyện ở đây." Hoàng Thiên chỉ vào Hắc Tử, cao giọng quát lên. Vẻ mặt Hắc Tử biểu hiện sự không quan tâm, nơi này là địa bàn của tập đoàn Lửa Hồng của bọn họ, và anh ta không có lý do gì để sợ Hoàng Thiên. "Hừ hừ, quả nhiên anh đúng là to gan lớn mật, đã đặt chân tới địa bàn của chúng tôi, còn dám sủa bậy, thực sự là không biết sống chết." Hắc Tử khịt mũi, vẻ mặt anh ta trông rất đắc ý, nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng anh đã sớm ghi tên Hắc Tử vào số đen đợi lát nữa xong chuyện sẽ xử lý sau hoàng thiên tao đã thả ông ngoại của mày ra rồi mày nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ trịnh minh hằng kiên nhẫn nói với hoàng thiên hoàng thiên không phải là người lật lọng anh đã hứa với trịnh minh hằng rồi nên hoàng thiên không giữ hầu cảnh văn nữa mà thả anh ta đi mày có thể đi hoàng thiên đá vào mông hầu cảnh văn và quát thẳng vào mặt anh ta hầu cảnh văn chỉ hận cha mẹ sinh mình ra chỉ có hai chân anh ta chạy thật nhanh đến trước mặt trịnh minh hằng khi trịnh minh hằng nhìn thấy hầu cảnh văn chạy tới bà ta lập tức nổi giận hư thằng nhóc họ hoàng này rốt cuộc vẫn còn quá ngây thơ thả con trai của tao ra mày còn có thể xuống núi sao trịnh minh hằng xem như chuyện của chúng ta đã giải quyết xong từ bây giờ tôi hy vọng bà sẽ làm việc của bà đừng có xen vào việc của tôi nữa hoàng thiên lạnh lùng nói cảnh cáo trịnh minh hằng ha ha hoàng thiên mày phải rời đi rồi sao trịnh minh hằng cười khúc khích trong mắt bà ta hiện lên sát ý hoàng thiên cũng nhìn thấy giờ phút này trịnh minh hằng đã muốn hành động rồi nhưng hoàng thiên không quan tâm đến điều này đối với anh muốn tiêu diệt sát thủ của tập đoàn lửa hồng thì không phải chuyện khó khăn gì dù sao duy anh cũng đã đưa các thành viên của lực lượng đặc biệt lên núi có lẽ lúc này anh ta đang nằm mai phục khắp nơi sẵn sàng đợi lệnh mà này trương vĩ đi cùng bà đúng không để cậu ta ra ngoài và xuống núi cùng tôi hoàng thiên nói với trịnh minh hằng nghe thấy hoàng thiên nhắc tới trương vĩ trịnh minh hằng cười nhạo một tiếng ô mày nói trương vĩ loại khốn kiếp thấy tiền là sáng mắt như nó mày còn muốn đem nó rời đi sao ha ha anh ta thấy tiền là sáng mắt nói như vậy thì bà đã đưa tiền cho anh ta à để anh ta làm việc cho bà hoàng thiên cười và hỏi trịnh minh hằng để xác định rốt cuộc trương vĩ đã giúp bà ta làm những việc gì trịnh minh hằng cười lạnh với hoàng thiên nói đúng vậy trước tiên tao đã bắt trương vĩ để sống sót đứa trẻ này đã đồng ý với tao để giúp tao bắt ông nội nó là trương công điền cũng may có nó gọi cửa nếu không muốn vào được cũng sẽ tốn không ít sức lực hoàng thiên nghe những lời này xong ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện xem ra vừa rồi suy đoán của anh không sai chút nào trương vĩ thằng nhóc này thật là đáng ghét được rồi tôi đã hiểu rồi bà thả trương vĩ ra đi nhất định anh ta phải đi theo tôi hoàng thiên nói với trịnh minh hằng trịnh minh hằng xoay người nói với hắc tử hắc tử đi đưa trương vĩ ra ngoài hỏi nó xem nó có xuống núi với hoàng thiên không đã rõ hắc tử đồng ý quay người và đi đến một căn nhà gỗ nhỏ vừa tới cửa căn nhà gỗ trương vĩ đã đi ra chào hỏi trước vừa rồi trương vĩ nghe được cuộc nói chuyện giữa hoàng thiên và trịnh minh hằng anh ta ghét hoàng thiên đến tận xương tủy ngay trước anh ta từng bị hoàng thiên chỉnh đốn nên trương vĩ vẫn luôn oán hận hoàng thiên anh hắc tử anh không cần đưa tôi đi ra ngoài tôi tự mình đi ra trương vĩ khom lưng cười cười nói với hắc tử sau đó đi đến bên cạnh trịnh minh hằng trương vĩ hoàng thiên chuẩn bị đưa cậu xuống núi cậu có muốn không trịnh minh hằng như cười mà như không cười nhìn trương vĩ hỏi trương vĩ đột nhiên trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào hoàng thiên như là đang nhìn kẻ địch nhìn thấy trương vĩ hành động như thế hoàng thiên ngẩn người cảm thấy như mình đang say sở dĩ anh muốn đưa trương vĩ rời khỏi đây hoàng thiên cũng là tốt bụng không muốn trương vĩ ở lại nơi không an toàn này Tất nhiên, Hoàng Thiên cũng đang vì nể mặt Trương Công Điền, chưa kể Trương Công Điền vừa mới yêu cầu Hoàng Thiên đưa Trương Vĩ đi. Anh chưa từng nghĩ đến, Trương Vĩ lại không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù, còn nhìn anh với ánh mắt như vậy. Hoàng Thiên nuốt cơn giận xuống, đối với Trương Vĩ nói, anh qua đây ngay, cùng tôi trở về thành phố Bắc Ninh. Hừ, Hoàng Thiên, anh định làm gì? Lúc ở thành phố Bắc Ninh, anh đã luôn vinh mặt, sai bảo tôi, bây giờ ở đây anh vẫn muốn ra lệnh cho tôi sao? Trương Vĩ trông có vẻ hơi lo lắng, cậu ta hùng hung hổ hổ chỉ vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên còn chưa kịp nói gì, ông Trương Công Điền đã tức giận đến run người rồi. Ông thực sự muốn bóp chết đứa cháu ngu rốt này, mày nói thế là ý gì hả? Trương Vĩ, im mồm, qua ngay đây để anh rể thiên đưa chúng ta về nhà. Trương Công Điền lo lắng hét lên, ông nội, nếu ông muốn về thì tự mình về đi, cháu không về nữa. Còn nữa, Hoàng Thiên, anh cũng đừng mong có thể trở về, ha ha khi trương vĩ nói điều này cậu ta mỉm cười đắc thắng như thể cậu ta sắp bắt được hoàng thiên vậy hoàng thiên cũng lười để ý tới trương vĩ lúc này anh không nói lời nào trương công điền tức giận đến mức chỉ vào trương vĩ mất một lúc lâu cũng không lên tiếng một lúc sau trương công điền bất đắc dĩ nói mày 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 tại sao mày phải làm trương vĩ khôn mạn điều này mày bị ma xui quỷ khiến sao ha ha ở nơi này rất có tương lai ạ à? ở thành phố bắc ninh cháu là trương vĩ một người không bằng ai cháu sợ cả đời cháu cũng chỉ được như vậy nhưng ít nhất thì ở đây có bà minh hằng và bà ấy có thể làm cho cháu trở nên giàu có khi trương vĩ nói điều này đôi mắt của cậu ta sáng lên và thằng nhóc này chỉ luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền mày ở đây thì có thể kiếm được nhiều tiền trương vĩ mày có biết bọn họ đều là sát thủ giết người không chắc mắt không mày cũng muốn làm kẻ giết người sao trương công điền tức giận đến mức gần như gục ngã ông khuyên bảo trương vĩ Bây giờ ông có thể về nhà. Còn Hoàng Thiên, anh đừng nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây, trừ khi anh đưa 3 tỷ rưỡi cho bà Minh Hằng, hừ. Trương Vĩ khịt mũi, lạnh lùng nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Trương Vĩ, Hoàng Thiên thật khó có thể nhận ra cậu ta. Mới vào tập đoàn Lửa Hồng còn chưa đầy một ngày một đêm, tại sao Trương Vĩ lại trở nên đáng sợ như vậy? Xem ra môi trường xung quanh thực sự ảnh hưởng rất lớn đến con người, quả là gần mực thì đen. Tôi tức chết mất thôi, tức chết mất thôi hoàng thiên cháu mau giết chết thằng khốn kiếp này cho ông coi như ông không có đứa cháu này trương công điên tức giận nói với hoàng thiên ông cụ đã hoàn toàn thất vọng về trương vĩ trong lòng hoàng thiên cũng rất tức giận nhưng anh vẫn có thể giữ được tỉnh táo ông cụ đã không còn bình tĩnh được nữa rồi vậy nên hoàng thiên càng không thể làm mọi chuyện dối tung thêm nữa thôi ông đừng tức giận nữa cháu nhất định sẽ đưa cháu trai của ông trở về hoàng thiên an ủi trương công điên Trương Công Điền tức giận đến mức không thể nói thêm được lời nào nữa. Nhưng ông cụ cũng hơi gật đầu đồng ý với câu nói của Hoàng Thiên. Muốn đưa tôi trở vẽ, mẹ kiếp, cũng phải đợi tôi đồng ý trước chứ. Trương Vĩ tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, không ngừng chửi mắng. Ha ha, nghe rõ chưa hả Hoàng Thiên? Không phải tao không để Trương Vĩ đi mà là nó vốn không muốn đi cùng mày. Trịnh Minh Hằng đứng bên cạnh nói xen vào, điệu bộ rất hả hê. Được rồi, Trịnh Minh Hằng, tôi vốn dĩ là muốn đưa Trương Vĩ đi rồi từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng xem ra bây giờ tôi nên giết hết các người mới đúng. Hoàng Thiên trầm giọng nói, vẻ mặt anh lúc này đã lạnh lẽo như băng. Trịnh Minh Hằng vừa nghe Hoàng Thiên nói như vậy, trong nháy mắt sắc mặt bà ta cũng xa sầm xuống. Hoàng Thiên, mày vẫn nghĩ rằng tao sẽ để cho chúng mày sống sót và rời đi hay sao? Mày cũng không nhìn xem hiện tại mày đang ở trong hoàn cảnh như thế nào à? Trịnh Minh Hằng nói xong, vỗ vỗ lòng bàn tay hai cái. Đột nhiên, khoảng 20 tên sát thủ mặc áo đen chui ra từ trong bụi cỏ bốn phía xung quanh, mỗi tên trên tay đều cầm một chiếc móc sắt vô cùng sắc bén. Hơn nữa những thành viên của Lửa Hồng đang đứng bên cạnh Trịnh Minh Hằng cũng phải đến 30-40 người. Cảnh tượng này cũng thật quá đáng sợ, nếu là người bình thường chắc hẳn đã sợ hãi đến mềm nhũng cả chân. Ngay cả Tiêu Tấn cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Tiêu Tấn chỉ mang theo mười mấy người, anh ta biết số người bên mình thua kém hơn nhiều, nếu thật sự xảy ra đánh nhau giữa hai bên thì chắc chắn bên Hoàng Thiên sẽ bị rơi vào tình thế bất lợi. Nhưng thật may, Hoàng Thiên đã báo trước cho anh ta là sẽ có người đến cứu viện, chỉ là không biết họ có đến kịp thời hay không. Hoàng Thiên, anh đừng lo lắng, cho dù có phải Liều Mạng thì tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Tiêu Tấn nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng Thiên, trầm giọng nói với anh. Hoàng Thiên nghe xong, nhếch môi cười nhẹ, trấn an Tiêu Tấn, sẽ không đến mức phải Liều Mạng đâu. Tiêu Tấn không nói gì, Cùng người mấy thuộc hạ mang theo đứng xung quanh bảo vệ Hoàng Thiên. Trịnh Minh Hằng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà ta diễu cợt nói, Ha ha, Hoàng Thiên, đứa nhóc như mày mà cũng có lá gan lớn đấy, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng cười được sao? Sắp chết đến nơi, bà đang tự nói về chính mình à? Hoàng Thiên hỏi lại, đừng có mà không biết xấu hổ, tạo cho mày một cơ hội cuối cùng, bây giờ chỉ cần mày đưa cho tao 3.500 tỷ đồng, tao sẽ tha chết cho mày và đám thuộc hạ của mày. Trịnh Minh Hằng chưa hết hy vọng, bà ta vẫn mong chờ sự đồng ý từ phía Hoàng Thiên. Bà đừng có năm mơ. Được, chính mày nói đấy nhé. Trịnh Minh Hằng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sau khi nói xong, bà ta nháy mắt với tên sát thủ có nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen lập tức hiểu rõ, Trịnh Minh Hằng đã ra ám hiệu cho gã ta bắt đầu mở cuộc giết chóc. Tất cả xông lên, giết chết Hoàng Thiên, giết chết tất cả đám người kia. Chấm, nốt ruồi đen hét to, chỉ huy đám sát thủ và cùng đám người đó lao về phía Hoàng Thiên năm 60 tên nhanh chóng vây quanh Hoàng Thiên cùng mười mấy thuộc hạ, ưu thế về số đông tạo ra sự khác biệt rất lớn, lúc này lửa hồng đang hừng hực khí thế. Mẹ, tên Hoàng Thiên này rất khó đối phó, hay là mẹ xử lý nó nhanh gọn một chút đi? Hầu cảnh văn lúc này cũng đã trở lại bình thường, anh ta bèn đưa ra ý kiến với mẹ mình. Trịnh Minh Hằng nghe thấy vậy thì lập tức gật đầu, bà ta lặng lẽ lấy ra một khẩu súng lục nhỏ. Nhìn xuyên qua đám đông, Trịnh Minh V Hằng đã tìm thấy một góc, có thể vừa vặn bắn chúng Hoàng Thiên bà ta từ từ giơ súng lên và bắt đầu ngắm bắn. Đoàn, a à, a. À. ngay khi Trịnh Minh Hằng định nhầm vào Hoàng Thiên thì bà ta nghe thấy tiếng súng nổ ở bụi cỏ đối diện vang lên. lập tức bà ta thảm thiết gào lên một tiếng dữ dội. lạch cạch khẩu súng trong tay Trịnh Minh Hằng rơi xuống đất. cổ tay bà ta đã bị trúng đạn. mẹ mẹ. Khẩu cảnh Văn Sướng sờ trợn tròn mắt, miệng há to, không biết là ai đã bắn phát súng kia. thậm chí từ chỗ nào bắn tới anh ta cũng không nhìn được. Trịnh Minh Hằng ôm cổ tay chịu đựng cơn đau dữ dội, bà ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì theo như kinh nghiệm của bà ta thì tiếng súng vừa rồi nhất định không phải tiếng súng lục bắn ra mà chính là tiếng súng trường. Hơn nữa bà ta cũng không biết có bao nhiêu người phía bên Hoàng Thiên đang phục kích. Trịnh Minh Hằng làm việc vốn luôn thận trọng, lúc này bà ta bèn quay sang đám thuộc hạ hét lớn một tiếng, rút lui. Sau đó, Trịnh Minh Hằng phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người, bà ta xoay người lộn một vòng rồi lao vào bụi cây phía sau trốn thoát. Hầu Cảnh Văn cũng rất nhanh, anh ta lập tức đi theo Trinh Minh Hằng, trong chốc lát đã không thấy bóng người. Hùng Phi Long vừa rồi còn hùng hổ xông lên đối phó với Hoàng Thiên, vừa nhìn thấy hai mẹ con Trịnh Minh Hằng đều đã chạy trốn liền nhanh chóng dẫn theo vài tên thuộc hạ thân cận cắm đầu bỏ chạy về hướng mà Trịnh Minh Hằng đã trốn thoát. Bà chủ đã bỏ chạy, làm sao những tên sát thủ lửa hồng còn lại này còn có tâm trí? Căn mùn chay để chiến đấu nữa. Cùng lúc đó, Duy Anh dẫn theo 7-8 cấp dưới thuộc đội đặc nhiệm y như một đàn hổ lao ra khỏi bụi cỏ. Nhìn thấy những cấp dưới thuộc đội đặc nhiệm được trang bị súng ống đầy đủ, đám người lửa hồng này hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu, cùng kéo nhau bỏ chạy về hướng Trịnh Minh Hằng đã đi. Hoàng Thiên, coi như lần này mày may mắn, chết tiệt, chúng ta cùng chờ mà xem. Nốt ruồi đen không quên mắng Hoàng Thiên vài câu, sau khi chửi xong, gã ta xoay người định bỏ chạy. Hoàng Thiên sao có thể để gã ta chạy trốn được chứ, nốt ruồi đen còn dám ngang nhiên khiêu khích anh, Hoàng Thiên nhất định không thể tha thứ cho gã này. Mày còn muốn chạy sao? Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, xài bước chạy theo, túm lấy cổ áo của nốt ruồi đen. Mẹ kiếp, nốt ruồi đen chửi rủa, sau đó ném về phía Hoàng Thiên một quả lựu đạn. Hoàng Thiên thoáng cái đã tránh qua một bên, anh giơ chân đá vào đầu gối của nốt ruồi đen một cái, gã ta lảo đảo rồi khuỵu gối quỳ xuống đất. Thịch một tiếng, nốt ruồi đen, đối thủ bấy lâu của Hoàng Thiên, trong tức khắc đã bị Hoàng Thiên khuất phục. Tiêu Tấn và đám thuộc hạ của anh ta cũng không nhàn rỗi, bọn họ mỗi người đều túm lấy một tên sát thủ lửa hồng chưa kịp chạy trốn ấn xuống đất. Trương Vĩ thấy tình hình không ổn, định bỏ chạy nhưng vừa chạy được vài bước đã bị Tiêu Tấn bắt được. Còn muốn chạy, ai ở đây cũng đừng hòng chạy thoát. Tiêu Tấn hét lên, cùng với với hai thuộc hạ của mình, anh ta nhanh chóng xông lên đuổi kịp Trương Vĩ, tự tay đem Trương Vĩ trở về. Thấy Trương Vĩ được đưa trở lại, Hoàng Thiên cảm thấy nhẹ nhõm nếu để trương vĩ bỏ trốn cùng với trịnh minh hằng đó mới là điều phiền toái nhất duy anh đến trước mặt hoàng thiên hỏi hoàng thiên cậu có muốn đuổi theo hay không chấm hoàng thiên nhìn cảnh vật xung quanh hướng mà trịnh minh hằng chạy trốn có rất nhiều cây cối mọc um tùm đuổi theo bắt bà ta sẽ không dễ dàng chút nào bỏ đi đã chạy thì cho chạy hoàng thiên nói được duy anh gật đầu trương công điền thấy trương vĩ đã bị bắt trở lại ông cụ run lên vì giận dữ ông cụ tát cho trương vĩ một cái tát nhớ đời thằng khốn nạn, mày có còn là người nữa hay không? Trương Công Điền tức giận, lớn tiếng chất vấn Trương Vĩ. Trương Vĩ không đứng dậy nổi, cả người ủ rũ quỳ trên mặt đất. Vừa rồi cậu ta dám kiêu ngạo như vậy hoàn toàn là do, vào lửa hồng. Bây giờ đến Trịnh Minh Hằng cũng đã bỏ trốn, hầu hết các thành viên của lửa hồng cũng đã tìm đường chạy tán loạn, cậu ta đã không còn sự dựa dẫm nào cả. Ông ơi, cháu biết cháu sai rồi. Trương Vĩ thảm hại nói trong lo sợ, trong mắt Trương Công Điền lại hiện lên vài phần thương xót. Làm sao ông nội lại có thể không thương cháu trai mình cơ chứ? Mặc dù Trương Công Điền tức giận đến mức gần như thở không ra hơi, nhưng thấy Trương Vĩ nói vậy, ông cụ lại không đành lòng đánh hắn nữa. Trương Vĩ, cậu lại đây. Hoàng Thiên vẫy tay với Trương Vĩ, ý bảo cậu ta đi đến. Trong lòng Trương Vĩ chợt hốt hoảng, cậu ta biết Trương Công Điền rất yêu thương cậu ta, ông cụ sẽ không nỡ đánh mạnh. Nhưng Hoàng Thiên thì khác, lần bị hoàng thiên đánh trước đây đã trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh cậu ta anh rể anh anh muốn làm cái gì trương vĩ đứng im không dám nhúc nhích kinh hãi nhìn hoàng thiên lắp bắp hỏi tôi bảo cậu qua đây hoàng thiên trợn mắt lớn tiếng quát lại trương vĩ sợ đến phát run nhìn thấy bộ dạng của hoàng thiên như sắp ăn thịt người cậu ta không dám không bước qua trương vĩ nhắm mắt lấy hết can đảm bước lại gần hoàng thiên anh rể tất cả là lỗi của tôi tôi biết sai rồi. Anh đừng giận tôi nữa, được không? Thằng nhóc trương vĩ này cũng biết cách nịnh bợ người khác đấy, lúc này lại còn giả bộ kinh sợ, bày ra dáng vẻ đáng thương. Nhưng nhìn vào trong mắt đảo liên hồi của cậu ta, Hoàng Thiên có thể nhìn ra rằng thằng nhóc này không thành thật. Bốp, 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 Hoàng Thiên không nể nang gì cho cậu ta luôn bốn cái bạt tai chào hỏi, mỗi lần tắt anh đều dùng hết lực tay của mình. À, trương vĩ đau đến mức gào lên thảm thiết, những cú tát của hoàng thiên mạnh hơn trương công điền rất nhiều khuôn mặt của trương vĩ dường như đã méo đi cậu sai rồi trong lòng cậu hẳn là đã tính toán rất rõ ràng không còn ai ở đây làm chỗ dựa nữa thì lập tức bày ra bộ dạng đáng thương đấy đúng không hoàng thiên chỉ thẳng vào mặt trương vĩ lớn tiếng khiển trách đối với thằng em vợ cặn bã này hoàng thiên thật sự không nhịn nổi nữa dù trương vĩ gây phiền phức với hoàng thiên thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm hoàng thiên sẽ không tức giận đến như vậy thế nhưng trương vĩ này ngay cả ông nội của cậu ta mà cậu ta cũng dám hãm hại, đến đây thì Hoàng Thiên không thể tha cho cậu ta được nữa. Anh rể, anh đừng đánh nữa, anh định đánh chết tôi sao? Trương Vĩ che mặt, cậu ta đau đến sắp khóc rồi. Cậu nói đúng, hiện tại tôi thật muốn đánh chết cậu. Hoàng Thiên giận dữ nói, hơn chục cái tát nữa lại tiếp tục giáng xuống. Trương Vĩ vô cùng thê thảm, Hoàng Thiên có thể đánh cậu ta nhẹ chút được không? Chỉ mới vài phút, gương mặt cậu ta đã sưng phồng đến mức biến dạng rồi, trong miệng đầy máu tươi. Trương Công Điền đứng ở một bên ngây người nhìn, mấy lần ông cụ định ra can ngăn Hoàng Thiên, nhưng trong lòng ông cụ hiểu rõ, ông biết cháu trai của mình rất đáng đánh, phải đánh cho nó sáng mắt ra, nếu không giáo dục nó, sau này không biết nó sẽ như thế nào nữa. Vì vậy Trương Công Điền không nói lời nào, đứng ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Vĩ. Cho dù Trương Công Điền có ngăn cản, Hoàng Thiên cũng nhất định phải dạy dỗ Trương Vĩ, hôm nay không ai có thể ngăn anh lại. Nói, trịnh minh hằng cho cậu bao nhiêu tiền để đến cả ông nội mình mà cậu cũng dám bán hoàng thiên tra hỏi trương vĩ trương vĩ thực sự sợ chết khiếp hoàng thiên cậu ta biết nếu chọc giận hoàng thiên anh có thể giết chết cậu ta ngay tức khắc anh rể là tôi nhất thời hồ đồ hơn nữa nếu tôi không đồng ý với trịnh minh hằng bà ta nhất định sẽ giết chết tôi tôi còn trẻ như vậy tôi không muốn chết hu hu trương vĩ khóc lóc nức nở giải thích với hoàng thiên cậu không muốn chết nên muốn ông nội chết thay có đúng không Hoàng Thiên tức giận hét lên, giơ chân đạp cho Trương Vĩ một cú thật mạnh. Tiêu Tấn đứng sang một bên, anh ta không nói gì cả, dù sao Trương Vĩ cũng là người thân của Hoàng Thiên, Tiêu Tấn không muốn xen vào chuyện này. Trương Vĩ lồm cồm bò dậy, quỳ xuống ôm lấy một bên chân của Hoàng Thiên, khóc lóc kể, anh rể. Thực ra Trịnh Minh Hằng chỉ đưa cho tôi 20 triệu đồng, chỗ đó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lúc đó là do tôi đã quá sợ hãi. Vô dụng, Hoàng Thiên lại đá thêm cho Trương Vĩ một cái nữa thật sự anh quá chán để dạy bảo thằng nhóc này rồi trương vĩ lại quỳ xuống không dám đứng dậy cậu ta quỳ xuống trước mặt hoàng thiên lau nước mắt mày còn mặt mũi nào mà khóc anh rể mày đánh mày là vì muốn tốt cho mày mày có hiểu không trương công điền mắng trương vĩ cháu hiểu ông ơi cháu thực sự biết sai rồi sau này nhất định cháu sẽ không dám nữa trương vĩ vẫn khóc lóc không thôi trương công điền cũng có chút mùi lòng không mắng cậu ta nữa hoàng thiên cũng dừng lại dù sao cũng không thể đánh chết trương vĩ được còn mày nữa đến đây hoàng thiên chỉ vào tên nốt ruồi đen bị trẹo cánh tay lớn tiếng quát nốt ruồi đen đã sớm biết gặp phải hoàng thiên là không hay rồi nhất là vừa chứng kiến cảnh hoàng thiên dạy dỗ trương vĩ xong nốt ruồi đen vô cùng sợ hãi gã ta cảm thấy hoàng thiên ra tay quá mức tàn nhẫn nếu hoàng thiên cũng đánh gã ta như thế này thì người nào có thể chịu được chứ hơn nữa lúc trước gã ta còn đá trương công biền một cái cộng thêm nhiều lần khiêu khích trước mặt hoàng thiên hoàng thiên hẳn sẽ không buông tha cho gã nghĩ đến đây nốt ruồi đen ngơ ngẩn cả người gã ta bị hai thuộc hạ của tiêu tần đẩy tới trước mặt hoàng thiên anh thiên bốp 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 hoàng thiên không nói bất cứ một lời vô nghĩa nào anh liên tục tát mạnh vào mặt gã trong nháy mắt gương mặt của nốt ruồi đen sưng to như đầu heo toàn bộ khuôn mặt tên nốt ruồi đen chuyển sang màu xanh tím không còn nhìn ra cái nốt ruồi của gã nữa gã phun ra một ngụm máu ngước nhìn Hoàng Thiên với vẻ hoảng sợ cực độ. Đến ông ngoại tao mà mày cũng dám đá, mày đá bằng chân nào? Hoàng Thiên trầm giọng tra hỏi nốt ruồi đen, nói: cậu Thiên đang hỏi mày đấy. Tiêu Tấn giận dữ hét lên, giáng một cú đấm thẳng vào mũi nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen bị đánh chảy máu mũi giàn ruộa run rẩy nói: chân phải. Bẻ gãy chân phải của gã. Hoàng Thiên gần giọng nói: rắc rắc, a a. Nốt ruồi đen gào lên thảm thiết, gã ngồi bệt xuống đất chân phải của gã ta đã bị một trong những thuộc hạ của tiêu tấn dùng móc sắt đánh gãy. Móc sắt còn đập thêm vài nhát nữa, đập vào cái chân gãy của nốt ruồi đen khiến gã ta muốn chết vì quá đau đớn. Hiện tại gã thực sự hối hận, nếu sớm biết có thể bị Hoàng Thiên hành hạ như vậy, gã sẽ không bao giờ dám đá trương công biển một cái nào. Lúc này ánh mắt Hoàng Thiên bắt đầu nhìn đến đám sát thủ lửa hồng. Mấy tên này chứng kiến mọi chuyện vừa rồi nên đều run giấy đứng không vững, cả đám người cúi đầu không dám nói câu gì. Cậu Thiên, mấy tên này thì xử lý thế nào đây? Tiêu Tấn đi đến hỏi Hoàng Thiên, đối với mấy tên thuộc hạ này, Hoàng Thiên quá lười xử lý. Đưa tất cả mấy tên này cùng với tên nốt ruồi đen giao cho cảnh sát xử lý. Hoàng Thiên trả lời Tiêu Tấn, Tiêu Tấn gật đầu, anh ta đã hiểu ý của Hoàng Thiên. Hiện tại, bà chủ trịnh Minh Hằng của Lửa Hồng đã trốn thoát, con trai bà ta Hầu Cảnh Văn và kẻ được mệnh danh là sát thủ số 1 của Lửa Hồng đều đang lẩn trốn. Hoàng Thiên giao những tên sát thủ này của Lửa Hồng cho cảnh sát, điều này sẽ cung cấp manh mối quan trọng trong việc truy đuổi các thành viên còn lại của tập đoàn lửa hồng giải tất cả bọn chúng đi tiêu tấn chỉ huy thuộc hạ của mình được lệnh đám thuộc hạ của tiêu tấn áp giải nốt xuôi đen và mấy tên sát thủ của lửa hồng đi theo hoàng thiên xuống núi duy anh cũng đưa các cấp dưới thuộc đội đặc nhiệm xuống núi cùng với hoàng thiên trên đường đi duy anh vẫn cảm thấy có chút buồn bực vì không bắt được bà chủ của lửa hồng trịnh minh hằng cậu thiên nếu như vừa rồi chúng ta đuổi theo rất có thể sẽ bắt được Trịnh Minh Hằng. Duy anh vừa đi vừa tiếc nuối nói. Hoàng Thiên nghe xong, mỉm cười nói với Duy anh, Trịnh Minh Hằng hẳn đã lăn lộn ở đây rất lâu rồi. Bà ta thông thuộc địa hình còn chúng ta thì không, sẽ rất khó để bắt được bà ta. Cậu Thiên, để Trịnh Minh Hằng chạy đi như vậy phiền phức vô cùng. Lúc đó cậu không nhìn thấy, Trịnh Minh Hằng đã lén dùng súng lục định ngắm bắn cậu. Người đàn bà này quá nham hiểm. Duy anh rất lo lắng cho Hoàng Thiên hoàng thiên gật đầu lúc đó ngay khi tiếng súng vang lên anh có nghe thấy tiếng kêu đau đớn của trịnh minh hằng và cũng nhìn thấy khẩu súng lục trên tay trịnh minh hằng rơi xuống đất nếu như từ giờ về sau bà ta không xuất hiện nữa thì cũng cho qua đi hoàng thiên nghĩ ngợi một lát rồi nói vậy nếu bà ta vẫn tiếp tục gây rắc rối thì sao duy anh hỏi vậy thì bà ta chẳng khác nào đang tự tìm đường chết đến lúc đó thân tiên cũng không thể cứu được bà ta hoàng thiên gần giọng nói duy anh gật đầu không nói thêm gì nữa sau khi trở về thành phố bắc ninh duy anh cùng các cấp dưới thuộc đội đặc nhiệm đích thân đưa nốt xuôi đen và đám sát thủ lửa hồng đến đồn cảnh sát bàn giao cho cảnh sát hoàng thiên để tiêu tấn đưa thuộc hạ trở về trung tâm giải trí còn anh lái xe đưa trương công điền và trương vĩ về nhà của trương công điền vướng phải tai họa này trong lòng trương công điền vẫn còn sợ hãi trạng thái tinh thần cũng rất tệ trương vĩ bị hoàng thiên đánh không hề nhẹ hiện tại mặt mũi vẫn sưng húp tím xanh dọc theo đường đi trương vĩ không dám nói một câu nào im lặng ngồi ở ghế sau cũng không biết đang suy nghĩ điều gì hoàng thiên hoàn toàn thất vọng với đứa em rể này đối với loại người như cậu ta hoàng thiên cũng lười để ý tới trương vĩ anh rể cháu đã dạy bảo như vậy rồi sau này phải là một người đàn ông tốt đừng khiến người khác phiền lòng nữa hiểu chưa trương công điền tận tình khuyên bảo trương vĩ đang ở trước mặt hoàng thiên Trương Vĩ sao dám phản bác lại lời nào? Đừng lo, ông nội, anh rể đã dạy dỗ cháu như vậy, cháu thật sự biết sai rồi, từ nay về sau cháu sẽ làm một người ngay thẳng." Trương Vĩ nói hay hơn hát, vỗ vỗ ngực bảo đảm với Trương Công Điền. Hoàng Thiên đang lái xe, nghe những lời này của Trương Vĩ, anh cũng chẳng nói thêm câu nào. Anh đã quá hiểu thằng nhóc Trương Vĩ này là người như thế nào rồi. Lúc trước thằng nhóc này cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi chẳng được mấy ngày, cậu ta lại chứng nào tật ấy mà thôi. Cho nên bây giờ những điều cậu ta nói, Hoàng Thiên nửa chữ cũng sẽ không tin. Trương Công Điền gọi điện thoại thông báo cho đám con cháu đến nhà của ông. Dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ông cũng muốn nói chuyện với các con của mình. Đặc biệt là còn có chuyện của Trương Vĩ, Trương Công Điền cũng muốn gọi mọi người đến để cùng nhau cố gắng thuyết phục Trương Vĩ, mong sau này cậu ta không mắc phải sai lầm nữa. 20 phút sau, Hoàng Thiên lái xe đến nhà của Trương Công Điền trương công điền đã gọi điện cho từng người nhưng vẫn không có ai đến sau khi bước vào nhà ông cụ ngồi trên sofa tâm trạng càng thêm phiền muộn hơn hoàng thiên nhìn trương vĩ thằng nhóc này đứng ở một bên cúi đầu không dám ngồi xuống thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt nhìn hoàng thiên nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của hoàng thiên trương vĩ lập tức ngoảnh mặt đi không dám nhìn anh lâu hoàng thiên cùng trương công điền nói chuyện phiếm một hồi thì mới thấy đám con cháu của ông cụ bắt đầu kéo đến mặc dù những người họ hàng này đối xử lạnh nhạt với hoàng thiên nhưng trương công điền là cha của họ thấy ông cụ gặp phải biến cố lớn như vậy họ cũng rất sốt ruột những người đầu tiên đến là trương lan hương và trần giang hà sau họ là trần giang ngay sau đó vợ của trương công điền cũng đến những ngày gần đây vợ của trương công điền đang sống với cô con gái lớn trương lan hương nhìn thấy khuôn mặt đầy thương tích của trương công điền vợ của trương công điền khóc nấc lên chạy đến nằm tay ông và hỏi han tình hình sức khỏe của ông Trương Định cùng vợ ông ta cũng vội vàng chạy đến, nghe tin thằng con trai Trương Vĩ của mình đã gây ra tai họa lớn, hai người vô cùng lo lắng. Người đến cuối cùng là Trương Lan Phượng, phía sau bà ta là Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Tất nhiên là Hoàng Thiên cũng đã nói mọi chuyện xảy ra cho Lâm Ngọc An nghe rồi. Nhưng dù sao thì xảy ra chuyện lớn như vậy, ông cụ vẫn gọi điện báo với Lâm Ngọc An một lần nữa. "Cha, bây giờ cha cảm thấy người thế nào rồi? Sao cha lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Trương Lan Hương than thở lo lắng đứng ngồi không yên trương lan phượng liếc nhìn hoàng thiên thái độ khác hẳn lúc trước hôm nay trương lan phượng không còn lên mặt với hoàng thiên nữa cha mẹ từ hôm nay cha mẹ chuyển đến sống với con đi nếu ở cùng con lâu ngày buồn chán thì có thể đến nhà lan phượng ở vài ngày trương lan hương thuyết phục trương công điền ừm um, cha với mẹ con sống ở đây quen rồi không muốn đi đâu cả trương công điền thở dài nói trương lan phượng cũng đến hỏi thăm ông cụ ân cần chỉ có Trương Định và vợ của ông ta là không chạy tới hỏi Han Trương Công Điền. Bởi vì sự chú ý của Trương Định và vợ ông ta đều đổ dồn vào thằng con trai Trương Vi. Vừa nhìn thấy Trương Vĩ, hai người bọn họ đã kích động vì thấy khuôn mặt của cậu ta đã sưng tím lên, trên đó còn có dấu tay, rõ ràng là bị người khác tát. Trương Định và vợ ông ta cũng không bao giờ dám làm như thế, họ chỉ có một đứa con trai bảo bối, cưng chiều còn không hết, vậy mà nó lại bị người ta đánh, hai người vô cùng xót xa. Trương Vĩ, ai đánh con da nông nỗi này vợ của trương định trừng hai mắt lớn tiếng hỏi trương vĩ trương vĩ thấy cha mẹ đều ở đây cậu ta vốn đang rất ấm ức bèn lau nước mắt liếc nhìn hoàng thiên dù không nói gì nhưng cách trương vĩ liếc nhìn hoàng thiên như vậy đã nói cho bố mẹ cậu ta biết chính hoàng thiên là người đã ra tay trương định và vợ của ông ta nhìn chằm chằm hoàng thiên một lúc thấy hoàng thiên vẫn bình tĩnh đứng ở đó như không có chuyện gì xảy ra hai người họ càng lúc càng thêm tức giận trong lòng trương định thầm chửi mắng hoàng thiên thật muốn đánh cho tên Hoàng Thiên này một trận thật đau, xả giận cho Trương Vĩ. "Hay lắm Hoàng Thiên, là cậu đánh con trai tôi ra nông nỗi này đúng không?" Vợ của Trương Định chỉ vào mặt Hoàng Thiên, giống như đang tra hỏi tội của anh. Vợ của Trương Định tuy không ra ngoài nhiều nhưng tính tình ghê gớm không kém gì Trương Lan Phượng, nếu bà ta nổi điên chửi rủa thì sẽ làm người khác vô cùng nhức đầu. Hoàng Thiên liếc nhìn vợ của Trương Định, trong lòng thực sự không muốn cùng loại người này nói chuyện khuôn mặt của người đàn bà đanh đá thật khiến người ta chán ghét, Hoàng Thiên chán nản quay đi. Trương Định đứng bên cạnh vợ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mặt vẫn không chút đổi sắc, ông ta không dám nói năng lỗ mãng với anh. Dù sao Hoàng Thiên cũng là cậu chủ của nhà họ Hoàng, Trương Định sao có thể dám to tiếng với anh như trước được. Nói đi, cậu có bị câm không? Tôi hỏi cậu, là cậu đánh con trai tôi đúng không? Vợ của Trương Định đảo đôi mắt hung ác, trừng lớn mắt nhìn Hoàng Thiên và hét lên. Hoàng Thiên khẽ cao mày, mặc dù anh không thèm để ý tới vợ của trương định nhưng bà ta cứ hung hăng phách lối tra hỏi anh như vậy chính là không muốn để cho anh yên đúng chính tôi đã đánh con trai bà đấy hoàng thiên thản nhiên nói ông trời ơi ngó xuống mà xem cậu còn dám ngang nhiên thừa nhận như thế hả con trai tôi lớn bằng tay tôi còn chưa nỡ đánh nó dù chỉ một lần nào cậu là cái thả gì mà dám đánh con tôi ra nông nổi này vợ của trương định không chịu bỏ qua càng mắng càng kích động ngay sau đó còn vọt tới bên cạnh hoàng thiên Vợ Trương Định giơ tay lên cao, bà ta muốn trả lại một tát lên mặt Hoàng Thiên. Con dừng tay lại cho cha, không được hành xử ngu ngốc như vậy. Đúng lúc này Trương Công Điền quát lớn một tiếng, ngăn vợ của Trương Định lại. Tiếng quát này đã đủ khiến vợ Trương Định giật nảy mình, gì thì gì, trong ngôi nhà này thì Trương Công Điền vẫn rất có uy quyền. Đến cả một người phụ nữ đanh đá nước tiếng như vợ Trương Định cũng phải e ngại vài phần trước mặt Trương Công Điền. Cha, vừa rồi cha không nghe thấy hay sao? Chính miệng thằng quát Hoàng Thiên đã thừa nhận là nó đánh Trương Vĩ đấy. Hừ, cái thứ không biết xấu hổ này, dựa vào đâu mà nó dám đánh con trai của con chứ? Vợ Trương Định chống hai tay bên hông, hùng hổ to tiếng cãi lại cha chồng. Tốt nhất là mợ ăn nói tử tế cho tôi. Hoàng Thiên vẫn bình thản như trước, nhưng chẳng qua sắc mặt anh đã dần âm u hơn. Cứ không tử tế đấy, cậu định làm gì tôi nào? Con mẹ đó, đánh con trai tôi thì không xong với tôi đâu vợ trương định gào thét ẩm ý trước mặt hoàng thiên trương công điền nhìn cảnh tượng này cũng không chịu nổi nữa ông cụ đứng bật dậy từ trên ghế sofa thuật lại tất cả việc làm của trương vĩ trước mặt tất cả mọi người cuối cùng trương công điền nói với vợ trương định bây giờ con đã nghe rõ chưa việc hoàng thiên đánh con trai con là cực kỳ đúng trương vĩ thật sự muốn ăn đòn cha thế nhưng trương vĩ là cháu trai ruột của cha đó làm sao cha có thể nói ra những lời như thế ạ à? thím vẫn không phục lắm bèn quay sang cãi cố với Trương Công Điền, ngay sau đó lại ngoảnh đầu trừng mắt với Hoàng Thiên, mắng tiếp, cái đồ vô dụng như cậu, đừng tưởng rằng bây giờ cậu đã chờ mình thì không thèm coi chúng tôi ra gì. Trong mắt tôi, bất cứ lúc nào cậu cũng chỉ là loại vô dụng vô tích sự. Ha ha, vậy mợ là loại người gì? Tôi là người như thế nào? Có cần phiền mợ phải định nghĩa không? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, anh không muốn chừa chút mặt mũi nào cho vợ Trương Định nữa. Con mẹ nó, vợ Trương Định tức tối gào to, giận dữ đến nỗi lá gan cũng chướng đau bà ta giơ tay lên định đánh hoàng thiên em dâu em làm cái gì thế chẳng phải cha vừa nói rồi sao không thể trách hoàng thiên được là do chính bản thân trương vĩ làm sai mà không dạy dỗ thằng bé một chút thì sao được đúng lúc này trương lan phượng lại dùng thái độ khác thường xông lên ôm lấy eo vợ trương định hòng cản bà ta lại cao giọng nói chỉ một câu nói đã khiến tất cả người ở đây đều ngây ngẩn không kịp phản ứng không một ai ngờ được thế mà Trương Lan Phượng lại có thể nói ra những lời như vậy. Hoàng Thiên còn bất ngờ hơn nữa, thế mà Trương Lan Phượng lại đứng ra nói đỡ lời giúp anh, chuyện này đúng là mặt trời mọc lên từ đằng Tây rồi. Trương Lan Phượng còn cố ý nhìn Hoàng Thiên một chút. Thấy vẻ mặt Hoàng Thiên vừa nghi ngờ vừa bối rối, trong lòng Trương Lan Phượng lại cảm thấy sung sướng vô cùng. Bà ta đang có một kế hoạch, đó là lấy lòng Hoàng Thiên một chút, sau đó nếu bà ra có đưa ra yêu cầu gì thì cũng dễ giải quyết hơn. Chị hai, Hoàng Thiên là con rể của chị, cho nên chị nói đỡ cho cậu ta đúng không? Chị phải giải quyết rõ ràng cho em, là con rể nhà chị đánh con trai em, nhất định em phải xả cục tức này ra. Vợ Trương Định lại lớn tiếng trả lời Trương Lan Phượng, ôi dào, giải quyết cái gì mà giải quyết, tất cả mọi người đều là người nhà, coi như chín bỏ làm người bỏ qua cho nhau đi. Trương Lan Phượng khuyên nhủ vợ Trương Định, đúng đấy mợ ạ, à. ông ngoại cũng đã nói rồi, lần này là do Trương Vĩ gây chuyện quá đáng, mợ cũng đừng tức giận như thế nữa. Lâm Ngọc An cũng khuyên mở thêm một câu, cô cũng chỉ muốn giúp Hoàng Thiên bớt khó xử thôi. Chát chát, chấm, đâu ai ngờ được vợ Trương Định bất ngờ vung tay lên, tát thẳng hai tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không kịp phản ứng, khuôn mặt bị đánh rất mạnh, đau tới nỗi nước mắt cũng trào ra. Sức tay của vợ Trương Định quá lớn, chỉ hai cú tát đã khiến khuôn mặt Lâm Ngọc An đỏ rực một mảng lớn. Cô cũng sỏ mồm nói đỡ cho Hoàng Thiên sao, tổ sư, cô cũng đủ tư cách để nói sao vợ trương định nghẹn một cục tức trong lồng ngực chỉ thẳng mặt lâm ngọc an quát to người đàn bà đanh đá này không đánh được hoàng thiên nên lúc này đã chọn lâm ngọc an để mở màn tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột hoàng thiên có muốn ngăn cản cũng không kịp nhìn thấy vợ mình bị người ta đánh thoát cái hoàng thiên nổi lửa giận hừng hực chát 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 hoàng thiên không nói hai lời túm lấy tóc vợ trương định rồi tắt liên tục bốn cái bàn tay to dày ghé thăm khuôn mặt bà ta bốn lần á à, á à, ui gia cha mẹ ơi À, vợ Trương Định đau đớn đến mức há mồm kêu la không nghỉ, không chờ bà ta nghỉ ngơi lại sức, thì Hoàng Thiên đã lại tát thêm 10 cái tát nữa. Sợ lỡ tay đánh hăng quá lại đánh chết người phụ nữ đánh đá này, Hoàng Thiên chỉ dám dùng 80% sức lực, chứ không dùng hết sức mình. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến vợ Trương Định đau chịu không nổi rồi, răng cũng bị anh tát bay ra ngoài, mặt sưng phù to hơn cái bánh bao chay. Dầm! Hoàng Thiên lại đạp một phát, đá bay vợ Trương Định ra ngoài, vợ Trương Định với trả thím, không nên thân thì cũng không cần, loại người nhà này cũng không đáng nhận được sự tôn trọng của Hoàng Thiên. Ui ra cha mẹ ơi, nó đánh chết con rồi cha mẹ ơi. Vợ Trương Định vừa gào khóc vừa hô hoán, một tay che mặt một tay che bụng, bị đánh ngu cả người. Đồ mất dậy, đến cả vợ của cậu mày mà mày cũng dám đánh sao. Trương Định nổi giận đùng đùng, vào tới trước mặt Hoàng Thiên rồi mắng chửi. Cậu mà góp lời với bà ta thì tôi đánh cậu luôn một thể. Vẻ mặt Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh, bây giờ anh chẳng muốn nể mặt ai nữa hết trương định bị khí thế của hoàng thiên dọa sợ ông ta không giống với người vợ của mình vợ của ông ta không biết trời cao đất rộng là gì nhưng ông ta thì biết bây giờ hoàng thiên đã là người mà ông ta không dám trêu vào rồi mặc dù nghẹn một bụng tức giận nhưng trương định cũng không dám tiếp tục to tiếng với hoàng thiên ông ta trợn mắt nhìn hoàng thiên nhịn thì nhịn chứ tức sắp nổ phổi luôn rồi có đau không hoàng thiên nhẹ nhàng vỗ về bên má lâm ngọc an động tác dịu dàng quá đỗi yêu thương, thật sự anh rất đau lòng cho vợ mình. Em không sao, Hoàng Thiên, không cho anh ra tay đánh người ta nữa. Lâm Ngọc An khẽ thở dài một tiếng, khuyên nhủ Hoàng Thiên. Dù sao vừa rồi Hoàng Thiên đã đánh vợ Trương Định không nhẹ chút nào, thấy bà ta đau đớn thảm thiết vô cùng, Lâm Ngọc An e sợ là Hoàng Thiên sẽ giết chết người ta luôn mất. Thật ra không chết nhưng cũng tơi tả rồi, răng hàm của vợ Trương Định đã rơi mất ba cái. Cái đồ vô dụng Trương Định nhà ông, tôi sắp bị thằng quát con này đánh chết mà đến cái xì hơi ông cũng không dám xì đúng không vợ trương định bò dậy từ dưới đất bụng mặt mắng trương định trương định ấm ức nhưng chỉ đành nén giận không dám động vào hoàng thiên bây giờ lại bị vợ mình mắng nhiếc ông ta buồn bực muốn chết đi được bà yên lặng một chút có được hay không hả trương định hung hăng nhìn vợ mình chằm chằm mặc dù vợ trương định là người nóng tính lại ghê gớm nhưng cũng không dám tiếp tục khiêu chiến với hoàng thiên nữa bà ta đứng bên cạnh hung hăng trừng mắt với hoàng hoàng thiên và lâm ngọc an hoàng thiên trông thấy dáng vẻ hung ác của vợ trương định nhưng anh cũng chẳng buồn so đo với người đàn bà đanh đá này nữa trương công điền chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối trong lòng ông cụ cũng rất giận dữ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ông cụ nhìn rõ và cũng hiểu rõ ông cụ chỉ biết dõi ánh mắt phiền muộn nhìn vợ trương định đứa con dâu này của ông cụ cũng ngu muốc thật lại dám đánh lâm ngọc an ngay trước mặt hoàng thiên làm thế không phải tìm chết thì còn là gì nữa cũng may là có quan hệ họ hàng với nhau nếu không có thể hoàng thiên đã đánh chết bà tà từ lâu rồi trương công điền nghĩ tới đây cất cao giọng nói với mọi người không được gây sự láo nháo nữa đều là người một nhà với nhau không thể vui vẻ hòa thuận à cha cha cũng không thèm quản hoàng thiên sao trương định lẩm bẩm nói theo tuy nói ra miệng nhưng nghe cứ rụt rè như không dám nói hẳn con vẫn nên dạy dỗ lại vợ mình cho đàng hoàng đi trương công điền trách cứ trương định không dám lên tiếng nữa chỉ có thể kìm nén bực bội đứng yên tại chỗ. Rốt cuộc trận ẩm ý trong gia đình cũng coi như lắng xuống, mấy người Trương Lan Hương thấy Trương Công Điền không tỏ thái độ gì nữa, sau khi ngồi một lúc thì ai cũng kiếm có đứng dậy rời đi. Ngọc An, để Hoàng Thiên đưa mẹ và em gái con đi, có được không con? Sau khi Trương Lan Phượng bước xuống nhà thì nhỏ giọng thì thầm với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An liếc mắt một cái đã nhận ra, mẹ mình đang có âm mưu gì rồi. Đối với người mẹ của mình, lâm ngọc an vẫn tương đối hiểu con người bà ta cô cảm giác hôm nay biểu hiện của trương lan phượng khá là khác thường trương lan phượng nói gì với lâm ngọc an thì hoàng thiên cũng lờ mờ nghe được hết biểu hiện hôm nay nay của trương lan phượng cũng khiến hoàng thiên bất ngờ nhưng chẳng qua anh cũng hiểu chắc chắn là trương lan phượng có mục đích gì đây rồi hoàng thiên nếu anh không vội thì đưa mẹ và em gái em về nhà đi lâm ngọc an bước tới bên cạnh hoàng thiên nhẹ nhàng nói một câu Ban đầu Hoàng Thiên cũng không muốn phản ứng lại Trương Lan Phượng, nhưng vợ anh cũng đánh tiếng như thế rồi, mà hơn nữa biểu hiện hôm nay của Trương Lan Phượng cũng không tệ lắm, Hoàng Thiên cũng nguyền cưỡng đồng ý. Thế là Trương Lan Phượng dẫn theo Lâm Huỳnh Mai lên xe, nhưng lên xe rồi lại dở chứng không muốn về nhà. Ngọc An à, con gái nhà bác gái của con sẽ kết hôn vào ngày mai đấy, con có muốn sẽ tham dự không? Trương Lan Phượng cười hỏi Lâm Ngọc An, Thụy Vân kết hôn thì đương nhiên con phải tới tham dự rồi, hôm nay con bé còn cố ý gọi điện thoại nhắc nhở con dặn con nhất định phải đến tham dự đám cưới của nó mà lâm ngọc an trả lời mẹ mình được vậy thì cả bốn người nhà chúng ta cùng đi hay từ sau khi cha con qua đời nhà chúng ta và nhà bác gái của con cũng ít đi lại với nhau hơn lần này nhất định phải gặp gỡ ôn chuyện một chút trương lan phượng nói chuyện quanh co lòng vòng đúng thế mẹ ạ hay là tối nay chúng ta lái xe tới đó luôn đi kẻo sáng mai lại phải vội vàng lâm ngọc an đề nghị được nhưng Ngọc An con xem này quần áo mẹ mặc trên người toàn là đồ năm ngoái năm kia đồ trang sức đang dùng cũng không đủ đẳng cấp nhà bác gái của con lại giàu có như vậy khác tới nhà chắc chắn cũng là những người trong tầng lớp nhà giàu mẹ đến đó mất mặt chết đi được Trương Lan phượng lẩm bẩm trước mặt Lâm Ngọc An lúc nói những lời này bà ta còn không ngùng lén lúc nhìn trộm Hoàng Thiên thật ra mấy câu này là bà ta cố ý nói cho Hoàng Thiên nghe đấy Hoàng Thiên đang lái xe nghe bà ta nói xong câu này thì trong lòng anh cũng hiểu ra rồi bảo sao hôm nay trương lan phượng đứng ra nói hỏi đỡ lời cho anh ta trước mặt mọi người quậy ầm ĩ cả buổi bây giờ mới lòi ra bà ta muốn mua chút quần áo và đồ trang sức chứ gì bà mẹ vợ của mình thật đúng là không có lợi thì không thèm nhúng tay vào mà nhưng cố tình hoàng thiên vẫn vờ như nghe không hiểu ý bà ta cứ tập trung lái xe chứ không trả lời lâm ngọc an cực kỳ thông minh tất nhiên cô cũng đã nghe ra ý ngoài lời nói của trương lan phượng rồi đối với cô mà nói cô hy vọng bản thân có thể bày tỏ lòng hiếu thảo một chút chứ không hy vọng sẽ thấy mẹ mình ra ngoài với dáng vẻ mất mặt nhưng cô vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của hoàng thiên biết trước đây mẹ mình đối xử với hoàng thiên thực sự rất quá đáng hoàng thiên rất phiên với bà ta mẹ hay là chúng ta đến thẳng trung tâm thương mại để đi dạo luôn đi mẹ thấy cần gì cứ mua hết sau đó chúng ta sẽ đến nhà bác được không ạ à? lâm ngọc an nghĩ ngợi một chút rồi hỏi ý kiến trương lan phượng được thì được chỉ là gần đây mẹ có hơi mắc kẹt tài chính. Trương Lan Phượng bày ra dáng vẻ rất khó chịu, trả lời Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An khó xử nhìn Hoàng Thiên một chút, cô cũng không biết nên nói với Hoàng Thiên như thế nào cho phải. Hoàng Thiên nhìn thấy vẻ mặt Lâm Ngọc An, với anh thì tiền là thứ không đáng kể nhất. Sao có thể chỉ vì ít tiền mà phải khiến vợ mình khó xử chứ? Ngọc An, chúng ta mua cho mẹ em đi. Hoàng Thiên không muốn khiến Lâm Ngọc An phải bối rối, thế là anh nói một câu lâm ngọc an nhẹ nhàng gật đầu trên khuôn mặt cô khẽ nở nụ cười vui mừng trương lan phượng chỉ chờ có câu này thôi suýt chút nữa thì bà ta đã vui mừng nhảy dựng lên rồi ha ha mẹ phải công nhận một điều là không ai có được đứa con rể tốt như con rể của mẹ con lại còn hiếu thuận cuộc đời này của mẹ viên mãn quá rồi mặt mày trương lan phượng hớn hở nói hoàng thiên nghe mà suýt chút nữa cười sặc sụa những lời này thốt ra từ miệng trương lan phượng sao nghe vào tai lại khó chịu thế nhỉ cả buổi chiều Hoàng Thiên đều trở thành tài xế đặc biệt để dẫn Lâm Ngọc An đi mua đồ cho Trương Lan Phượng. Đợt này tình hình kinh tế của Trương Lan Phượng khá căng thẳng, bà ta nín nhịn sắp phát điên đến nơi rồi. Khó lắm Hoàng Thiên mới đồng ý mua cho bà ta những món đồ này, bởi vậy bà ta không hề nương tay, mua một lần là tận 3 tỷ mấy trăm triệu tiền quần áo và trang sức. Đến cả Lâm Ngọc An cũng phải nhíu mày, mặc dù tiền của Hoàng Thiên nhiều đến mức xài mấy đời cũng không hết, nhưng đâu thể để Trương Lan Phượng tiêu pha hoang phí như thế được. Hoàng Thiên Mẹ em tiêu nhiều tiền như vậy, anh không tức giận đấy chứ?" Lâm Ngọc An nhân lúc không có ai bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nhỏ với Hoàng Thiên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên trên trời của vợ mình, Hoàng Thiên chỉ cười khẽ một tiếng. Dù trước kia Trương Lan Phượng quá đáng thế nào, thì đó cũng là mẹ vợ của anh, tối thiểu thì đã cho anh một người vợ tốt như thế. "Đồ ngốc, vừa rồi anh đã chủ động nói sẽ mua cho bà ấy mà, sao anh lại tức giận chứ?" Hoàng Thiên xoa lên sống mũi thẳng mượt của Lâm Ngọc An, mỉm cười nói với cô lâm ngọc an cảm giác ấm áp vô cùng cô biết hoàng thiên yêu cô biết bao nhiêu hơn nữa khi nhìn thấy mối quan hệ giữa hoàng thiên và trương lan phượng dần trở nên tốt đẹp cô thật sự cảm thấy vui vẻ từ sâu trong đáy lòng chồng ơi cảm ơn anh nhiều lâm ngọc an xúc động nhìn hoàng thiên ôm chặt lấy anh hoàng thiên và lâm ngọc an ôm nhau mãi cho đến khi trương lan phượng và lâm huỳnh mai bước ra từ cửa hàng thì hai người mới buông nhau ra lúc này lâm huỳnh mai cũng mua không ít đồ cô gái này cũng rất xinh đẹp đương nhiên càng yêu thích trưng diện làm đẹp cho bản thân. Hi hi, con rể này, hôm nay lỡ tay khiến con tiêu hơi nhiều tiền rồi. Trương Lan Phượng cười hì hì rất vui sướng, thế này chẳng tính là gì cả, chỉ cần sau người cả gia đình chúng ta chung sống hòa thuận là được rồi, đánh đổi bằng gì cũng xứng đáng. Hoàng Thiên bình tĩnh nói, đúng thế đúng thế, vẫn là con rể của mẹ vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện, đúng là nên như thế. Mặt mày Trương Lan Phượng hớn ha hớn hở nói với Hoàng Thiên bây giờ bà ta nào nghe lọt tai điều gì được nữa hoàng thiên không trả lời vừa rồi anh cũng nói chuyện với lâm ngọc an xong rồi bây giờ sẽ lái xe thẳng đến thành phố lớn đến thăm nhà bác gái của lâm ngọc an vì vậy hoàng thiên đã lái xe ra khỏi thành phố bắc ninh chạy về hướng thành phố lớn chiếc ác đanh lúc trước đã không thể lái được nữa bây giờ hoàng thiên đang lái chiếc xe audi đẳng cấp cũng trội hơn không ít con rể này cái nhà mà mẹ và em vợ của con đang ở thật sự chẳng có chỗ nào ổn cả chờ sau khi trở về từ thành phố lớn, hay là mẹ và em vợ của con chuyển đến chỗ con và vợ đang ở được không? Trương Lan Phượng cũng không ngơi miệng, lúc này vẫn đang mặt dày mày dạn mở lời với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thật sự câm lặng vô cùng, Trương Lan Phượng đúng là tham lam quá nhỉ, lại còn dám đến Sơn Trang cầm viên để tăng phần náo nhiệt ư. Thật ra Hoàng Thiên không biết, từ sau khi anh và Lâm Ngọc An dọn ra ngoài ở, Trương Lan Phượng đã mất luôn nguồn tài chính dồi dào, tiền sinh hoạt dùng vào các khoản mua gạo mua thức ăn mua đồ dùng, Tất cả đều tiêu từ túi của bà ta chứ đâu, một mình bà ta sao gánh nổi một gia đình chứ? Trước kia có Lâm Ngọc An tiết kiệm tiền nuôi gia đình, bây giờ Lâm Ngọc An không ở nhà nữa, Trương Lan Phượng lại không chịu nổi. Cho nên Trương Lan Phượng nghĩ tới nghĩ lui, thành công nghĩ ra cách đến nhà của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở, coi như ăn uống điện nước chẳng phải lo gì nữa. Chuyện này, mẹ vẫn nên bàn bạc với Ngọc An thì hơn. Hoàng Thiên không thèm để ý tới Trương Lan Phượng, thuận miệng trả lời một câu. Mẹ sau này con và hoàng thiên sẽ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ mẹ đừng chuyển đến nhà chúng con lâm ngọc an cũng đoán được ý đồ của trương lan phượng rồi lúc này đây cô đã nói thẳng với mẹ mình trương lan phượng nghĩ ngợi một chốc có tiền tiêu xài là được chứ sao vì thế bà ta gật đầu cười nói vậy thì tốt tốt quá rồi mẹ nghe các con vậy một tiếng đồng hồ sau hoàng thiên lái xe đến nhà bác gái của lâm ngọc an thật đúng như những gì trương lan phượng đã nói Nhà bác của Lâm Ngọc An đúng là rất giàu có. Lúc này, trước cổng lớn tòa biệt thự to đùng của nhà bác Lâm Ngọc An, có vài chiếc xe limousine đã đỗ sẵn rồi. Bác của Lâm Ngọc An tên là Lâm Trúc Mai, bây giờ bà đang dẫn theo cô con gái Liễu Thụy Vân chuẩn bị lấy chồng của mình, ra ngoài cửa chào mấy vị khách. Ơ kìa, hình như con thấy nhà chị Ngọc An tới. Liễu Thụy Vân chỉ vào Lâm Ngọc An vừa xuống xe, mảnh đầu lại nói với mẹ của mình. Cô ta kêu một tiếng chị Ngọc An. Khiến mấy vị khách đến chơi cũng ngó sang, ánh mắt tò mò rơi vào mấy người Lâm Ngọc An. Trong đó có một vị khách là nam, sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An xuống xe, ngay lập tức người này đã nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vị khách này mặc một bộ vest của thương hiệu Armani, dưới chân đi đôi giày da càng thêm phần sang trọng, trên người dường như không có hạt bụi nào, có thể thấy người này rất chú trọng đến hình tượng. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Ngọc An, ánh mắt liền trở nên mơ hồ, như thể hồn đã bay đi mất. Đúng là như vậy vì Lâm Ngọc An thật sự là xinh đẹp động lòng người. Bất cứ người đàn ông bình thường nào khi nhìn thấy cô, đều không khỏi nhìn thêm vài lần nữa, nếu tập trung cao độ như vị khách này thì giống như người mất hồn vậy. Chị Ngọc An, Huỳnh Mai, bác gái, sao giờ mọi người mới tới? Liễu Thụy Vân vui vẻ ra đón, cô ấy trông vô cùng xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, cộng thêm da thể giàu có, nên ăn mặc trang điểm rất thời trang. Thụy Vân, tân hôn vui vẻ nhé. Lâm Ngọc An cười nói với Liễu Thụy Vân, cô rất yêu quý cô em họ này của mình. "Ha ha, chị Ngọc An ngày càng xinh đẹp, em thật ghen tị với chị." Liễu Thụy Vân cười, nắm lấy tay Lâm Ngọc An, cô gái xinh đẹp chào hỏi tất cả mọi người, nhưng lại mặc kệ Hoàng Thiên đứng ngoài nàng, không hề để ý tới. Chỉ là Hoàng Thiên đã quen với việc này từ lâu rồi, lúc anh và Lâm Ngọc An kết hôn, Liễu Thụy Vân cũng đến tham dự hôn lễ, lúc đó Hoàng Thiên đã gặp cô ta. Mà Liễu Thụy Vân cũng biết tình hình của Hoàng Thiên như thế nào từ gia cảnh nghèo khó trở thành con rể của nhà quyền quý cho nên cô ta không hề coi trọng hoàng thiên lâm ngọc an sợ hoàng thiên khó xử cho nên đặc biệt quan tâm cho nên đặc biệt quan tâm đến hoàng thiên dù sao thì chuyện hoàng thiên là con nhà họ hoàng ở hà nội gia đình liễu thụy vân vẫn chưa biết nhìn thấy hoàng thiên bình tĩnh đứng đó lâm ngọc an cũng thấy yên lòng thầm nghĩ tâm trạng của chồng mình coi như cũng không tệ em ghen tị với chị cái gì chị là người đã kết hôn rồi không thể so với thanh niên trẻ tuổi như em được lâm ngọc an cười khiêm tốn nói ha ha cô ngọc an khiêm tốn quá kết hôn cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô cả đây là lần đầu tiên thiệu lâm phong tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy vị khách vừa chăm chú nhìn lâm ngọc an mỉm cười bước tới nhìn lâm ngọc an rồi nói những lời này nghe tràn đầy từ ngữ ca ngợi nhưng thiệu lâm phong này lại nhìn chằm chằm lên thân thể lâm ngọc an cực kỳ mất lịch sự lâm ngọc an bị nhìn đến nỗi dùng mình sao có thể nhìn người ta như vậy đây chính là quấy rối qua ánh mắt. Hoàng Thiên cũng nhận ra được điều này, bởi đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, sao anh có thể không nhìn ra được ý đồ tốt xấu trong ánh mắt của Thiệu Lâm Phong. Anh Phong quá khen rồi, Lâm Ngọc An thu lại nụ cười trên mặt, nhưng vẫn lịch sự đáp lại một câu. Thấy bắt chuyện thành công, trong lòng Thiệu Lâm Phong liền trở nên hưng phấn, vì đúng như anh ta nói, anh ta chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp và có khí chất như Lâm Ngọc An. Không không, không quá khen chút nào, cô Ngọc An quả thực là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Thiệu Lâm Phong rất biết cách nói chuyện. Liễu Thụy Vân chưa từng nhìn thăm Hoàng Thiên, nhưng lúc này, cô ta lại nở nụ cười nhìn Hoàng Thiên. Bởi vì Thiệu Lâm Phong này là bạn thân của Liễu Thụy Vân. Cô ta đương nhiên là hiểu rất rõ về Thiệu Lâm Phong, biết Thiệu Lâm Phong thích Lâm Ngọc An. Ở trước mặt Hoàng Thiên tán tỉnh Lâm Ngọc An như vậy, Liễu Thụy Vân cảm thấy chỉ thiên thật sự là vô dụng. Lâm Ngọc An phất lờ Thiệu Lâm Phong, rồi đi tới chỗ bác Lâm Trúc Mai, Lịch sự chào hỏi, cháu chào bác. Lâm Trúc Mai đeo đầy vàng bạc, trông rất sang trọng quý phái, cười nói với Lâm Ngọc An, "Ngọc An à, cháu và mẹ cháu 3 năm rồi không đến nhà bác, lần này ở lại lâu một chút nhé." Mặc dù lời nói này rất lịch sự, nhưng Lâm Ngọc An vẫn cảm nhận được vẻ kiêu ngạo và sự xa cách của bác gái. "Bây giờ công việc của cháu rất bận, có lẽ ngày mai phải về gấp." Lâm Ngọc An nói, "Ha ha, cũng phải, từ sau khi bố cháu qua đời, trách nhiệm gánh vác công việc của cháu không phải là như cả nhà đều trong cây cậy vào cháu. Lâm Trúc Mai cười lớn, ánh mắt đùa cợt lướt nhìn Hoàng Thiên, vẻ khinh thường hiện trên mặt. Không phải như vậy, còn có Hoàng Thiên, gánh nặng của anh ấy còn nặng hơn cháu. Lâm Ngọc An nói với Lâm Trúc Mai, cô cũng đang lấy lại thể diện cho Hoàng Thiên. Không ngờ câu nói này lại khiến Lâm Trúc Mai và Liễu Thụy Vân bật cười. Ha ha, được rồi Ngọc An, ai mà không biết Hoàng Thiên là con rể nhà cháu, gánh nặng của cậu ta nặng hơn cháu đừng trêu bác nữa lâm trúc mai cười lớn nói không giữ lại chút thể diện nào cho hoàng thiên mẹ kiếp không ngờ hoàng thiên này là con rể nhà quyền quý lại còn cưới được một người vợ quyến rũ như vậy thiệu lâm phong không giữ nổi bình tĩnh trong lòng nổi lên cảm giác chua sót lâm ngọc an khẽ thở dài nhất thời không biết giải thích thế nào trương lan phượng nghe thấy vậy bà ta không nhịn được cười nếu là trong quá khứ bà ta nhất định sẽ mắng hoàng thiên không ra gì làm mất mặt bà ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu nói ra thân phận quyền quý của Hoàng Thiên thì sẽ dọa đám người kia sợ chết khiếp. Ha ha, em gái à, có chuyện này mà em biết, người con rể của chị không giống với con rể nhà người khác đâu. Trương Lan Phượng đắc ý, nói với Lâm Trúc Mai với vẻ khoe khoang. Chị à, con rể của chị có gì khác? Ô, nó lái chiếc Audi đến, chị mới mua cho nó à? Lâm Trúc Mai hỏi Trương Lan Phượng với nụ cười khinh thường. Không phải, Chiếc xe này là Hoàng Thiên và Ngọc An mua đấy." Trương Lan Phượng nói, nhìn chiếc xe Audi Hoàng Thiên lái tới, Lâm Trúc Mai bĩu môi, khịt mũi. "Những vị khách đến nhà bà ta hôm nay cơ bản đều là bạn của Liễu Thụy Vân, chiếc xe tầm thường nhất mà bọn họ lái tới cũng 35 tỷ. Còn chiếc xe Audi mà Hoàng Thiên lái tới rất bình thường, chiếc mới tình cũng chỉ hơn 10 tỷ, chưa kể chiếc xe này rất cũ rồi. Xem ra con rể của chị cũng không tồi, còn được vợ mua xe cho, ha ha." Lâm Trúc Mai cười bà ta vô cùng xem thường hoàng thiên ha ha anh rể sau này anh phải đối xử thật tốt với chị ngọc an của tôi đấy chị ấy đối xử với anh tốt quá liễu thụy vân vừa cười vừa nói cô ta cũng không quên châm chọc hoàng thiên vài câu hoàng thiên cũng thật xui xẻo dù thế nào thì anh cũng là khách tới tham dự hôn lễ sao vừa gặp mặt đã bị nhắm vào chỉ là hoàng thiên đã sớm hiểu ra nghèo chính là cái tôi trên đời này không có nhiều đạo lý để nói như vậy nếu như Lâm Trúc Mai và Liễu Thụy Vân biết anh là con trai nhà họ Hoàng ở Hà Nội, thì liệu họ còn dám kiêu căng như vậy không? E là lấy lòng còn không kịp, nhìn thấy Hoàng Thiên bị diếu cợt như vậy mà cũng không tức giận gì, trong lòng Thiệu Lâm Phong vô cùng thích thú. Con rể nhà quyền quý mà lại vô dụng như vậy, đây đúng là chuyện tốt, Thiệu Lâm Phong có thể càng dễ dàng cướp vợ của Hoàng Thiên. Ha ha, Thụy Vân à, cô Ngọc An đến rất đúng lúc, ba người chúng tôi không về nhà nữa, chúng ta đưa cô Ngọc An ra ngoài uống rượu hát hò được không? Thiệu Lâm Phong chỉ vào hai người bạn đi cùng anh ta, sau đó hỏi Liễu Thụy Vân. Hai người đi cùng Thiệu Lâm Phong gồm một nam và một nữ, đều hơn 20 tuổi, cách ăn mặc và phụ kiện trên người cũng khá hợp xu hướng thời trang hiện nay, xem ra chính là con cháu của gia đình giàu có nào đó. Chàng trai kia tên là Lưu Bảo Lâm, còn cô gái tên là Thẩm Mai Ngọc. Hai người bọn họ đều là bạn cùng một ruột với Thiệu Lâm Phong. Lúc này nghe Thiệu Lâm Phong nói như vậy, hai người bọn họ đã hiểu ra ý định của thiệu lâm phong ngay tức khắc con trai cả của nhà họ thiệu đang muốn tán cô vợ của hoàng thiên đây mà thiệu lâm phong thích nhất là làm những chuyện như thế nhìn thấy gái đẹp có chồng hay có bạn trai thì anh ta lại thích chĩa mũi xía vào rất hưởng thụ loại cảm giác kích thích thế này đúng thế thụy vân chị ngọc an đến thành phố lớn hẳn là chúng ta nên tận tình thiết đãi chị ấy cho ra dáng chủ nhà đưa chị ấy ra ngoài vui chơi giải trí một chút thẩm mai ngọc vừa cười hì hì vừa nói với liễu thụy vân Đúng thế, dù sao chúng ta cũng chẳng có việc gì bận rộn, vừa hay tối nay lên kèo luôn, không say không về nhé. Lưu Bảo Lâm cũng hào hứng góp lời, nhìn Liễu Thụy Vân rồi nói. Liễu Thụy Vân lại càng thích tham gia chuyện vui, hơn nữa cô ta cũng nhận ra rồi, Thiệu Lâm Phong có ý với Lâm Ngọc An đây mà. Đối với cuộc hôn nhân của Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên, Liễu Thụy Vân cũng cảm thấy rất không đáng giá thay cho Lâm Ngọc An, cô ta cũng rất vui lòng và mong chờ chứng kiến Thiệu Lâm Phong câu trộm vợ người ta thành công nếu lâm ngọc an và thiệu lâm phong thật sự có thể đến bên nhau thì đó là một chuyện tốt đáng ăn mừng chứ còn gì nữa liễu thụy vân nghĩ tới viễn cảnh này lại thấy vui mừng khấp khởi cô ta cười nói vậy được rồi vậy được rồi tôi cũng đi cùng mọi người được chứ được luôn ba người thiệu lâm phong gần như đồng thanh trả lời câu này hoàng thiên đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối thiệu lâm phong giấu ý đổ xấu xa gì trong bụng anh đều thấy rất rõ ràng nhưng chẳng qua anh không nghĩ rằng nhóm mấy người Liễu Thụy Vân cũng có loại suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy. "Chị Ngọc An, vậy chúng ta ra ngoài đi uống rượu đi. Uống xong kèo rượu sẽ đi hát karaoke với nhau, có được không ạ?" Liễu Thụy Vân kéo cánh tay Lâm Ngọc An, dùng giọng điệu như nũng nịu để nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không thích góp mặt vào những chuyện vui thế này, mà hơn nữa cô vừa tới nhà bác gái, sao có thể không vào cửa mà đã ra ngoài đi chơi được. Chuyện này có ai người ta nghe thấy thì lại không hay thôi cũng không cần đâu thụy vân lâu lắm rồi chị chưa gặp bác gái hôm nay chị muốn tâm sự với bà ấy lâm ngọc an buông lời từ chối một cách khéo léo đừng như vậy chứ chị ngọc anh chị xem ba người bạn tốt của em này bọn họ rất vui lòng được mời chị đi chơi coi như chị nể mặt mũi em một lần đi được không chị liễu thụy vân nói chuyện này lâm ngọc an thấy khó xử bất đắc dĩ cô phải nhìn về phía hoàng thiên bên cạnh hoàng thiên cũng không nói gì cả cho dù Lâm Ngọc An đi hát hay đi uống rượu thì chắc chắn anh cũng phải đi theo vợ mình. Mà hơn nữa anh cũng không sợ Thiệu Lâm Phong sẽ dám làm ra chuyện gì. Lâm Trúc Mai thấy thế, cười ha ha một tiếng rồi bước tới bên cạnh Lâm Ngọc An, kéo tay Lâm Ngọc An bảo, "Cháu gái, bác nói chuyện phiếm với mẹ cháu là được rồi, mấy thanh niên trẻ tuổi các cháu cứ đi chơi với nhau cho thoải mái đi." Hi hi, "Chị Ngọc An ơi, mình đi nhanh lên, ngày mai là em kết hôn rồi, đây là một lần vui chơi hết mình cuối cùng của đời độc thân đó." liễu thụy vân hào hứng vô cùng kéo tay lâm ngọc an định lôi cô vào xe của thiệu lâm phong lâm ngọc an thấy liễu thụy vân hào hứng như vậy cô cũng không tiện từ chối tiếp nữa chồng ơi hay là chúng ta đi cùng họ đi lâm ngọc an nghiêng đầu nhìn hoàng thiên cô vẫn rất thông minh khi quyết định kéo hoàng thiên đi cùng nếu không thì cô cũng không dám đi một mình với bọn họ cho dù lâm ngọc an không nói thế thì hoàng thiên cũng phải đi cùng cô chứ sao được thôi hoàng thiên gật đầu bước qua kéo tay Lâm Ngọc An rồi đi về phía chiếc xe của mình. "Chị Ngọc An, chị ngồi xe của em đi, không những thoải mái mà còn dễ chịu nữa." Thiệu Lâm Phong chỉ sợ Lâm Ngọc An không biết anh ta đang lái chiếc xe nào, lúc này anh ta bước tới trước một chiếc xe Porsche Cayenne, mời Lâm Ngọc An vào ngồi xe mình. "Không cần đâu, nhà chúng tôi cũng có xe." Lâm Ngọc An thuận miệng trả lời một câu, sau đó cùng lên xe với Hoàng Thiên. Cái cô thẩm Mai Ngọc kia lại điên cuồng nháy mắt với Thiệu Lâm Phong gia hiệu cho anh ta chớ nên nóng vội. Thiệu Lâm Phong rất thất vọng, đành phải chui vào chiếc xe của mình. Huỳnh Mai, cô cũng đi chơi với chúng tôi đi." Liễu Thụy Vân ngỏ lời rủ Lâm Huỳnh Mai đi chơi, chẳng qua là thành ý trong lời mời cũng chẳng được bao nhiêu. "Tôi không đi nữa đâu. Hôm nay đi dạo phố mệt quá rồi." Lâm Huỳnh Mai trả lời. "Vậy thì thôi, chúng ta xuất phát đi." Liễu Thụy Vân nói rồi bước vào chiếc xe Maserati đỏ rực của mình. Lưu Bảo Lâm và Thẩm Mai Ngọc mỗi người tự lái một chiếc xe của mình, bọn họ lái lên đầu dẫn đoàn. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đi, chiếc xe của anh đi theo sau bốn chiếc xe của bốn người kia. 15 phút sau, cả đoàn người đến quán ba nổi tiếng nhất của thành phố lớn, quán ba những chàng trai cô gái. Mặc dù Hoàng Thiên đã đến thành phố lớn 2 lần rồi, nhưng lần nào cũng có công việc gấp phải làm, đúng thật là chưa từng vui chơi giải trí ở thành phố lớn bao giờ. Bước vào quán ba này, Hoàng Thiên nhận ra thành phố lớn quả đúng là thành phố lớn, quán bar ở đây cao cấp và quy mô lớn hơn nhiều so với những quán bar ở thành phố Bắc Ninh. Thiệu Lâm Phong tỏ ra rất quen thuộc với quán bar này, xem ra thằng Watt này là khách quen của quán rồi. Anh ta nói chuyện cực kỳ thân thiết với quản lý, chẳng mấy chốc đã chọn được một bàn rượu ở vị trí cực tốt. Vị trí này, giá rượu thấp nhất cũng đến 100 triệu đồng chứ chẳng chơi. Không có chút tài sản trong người thật đúng là không ngồi nổi. Những người có thể ngồi tại vị trí này để uống rượu cũng đã đủ chứng minh cho giá trị thân phận của mình rồi. Đương nhiên Thiệu Lâm Phong không thể bỏ qua cơ hội làm mầu với người khác, sau khi ngồi xuống anh ta lại nháy mắt ra hiệu với Lưu Bảo Lâm. Lưu Bảo Lâm lập tức hiểu được ý anh ta muốn nói. Trước kia lúc Thiệu Lâm Phong chuẩn bị làm mầu để cua gái đẹp, toàn là anh ta phối hợp diễn kịch với Thiệu Lâm Phong. Hi hi, chị Ngọc An, chị mới tới thành phố lớn nên chắc còn không biết. Vị trí mà chúng ta đang ngồi lúc này đây chính là bàn rượu sang trọng nhất của toàn bộ thành phố lớn này đấy ạ." À. Lưu Bảo Lâm cười hì hì nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An hơi giật mình, thuận miệng hỏi lại, "Cái bàn này có gì đặc biệt sao?" "Đương nhiên có chỗ đặc biệt rồi, giá rượu ở cái bàn này thấp nhất cũng phải 100 triệu đổ lên, là giá cao nhất của thành phố lớn này." Lưu Bảo Lâm rất hớn hở khoe khoang, chỉ vào Thiệu Lâm Phong rồi nói với Lâm Ngọc An, "Ha ha, cậu Lâm Phong đây, lần nào tới quán ba thì vị trí này chắc chắn là chỗ cậu ấy đang ngồi." Lưu Bảo Lâm nói xong câu này thì liếc Thiệu Lâm Phong một chút. Thiệu Lâm Phong nhẹ gật đầu tỏ ý hài lòng với anh ta, sau đó lại quan sát phản ứng của Lâm Ngọc An xem sao. Vốn dĩ Thiệu Lâm Phong cứ tưởng Lâm Ngọc An sẽ ngạc nhiên hoảng hốt lắm, mà hạng người nghèo mặt như Hoàng Thiên, chắc chắn lại càng hoảng đến mức trợn tròn hai mắt cho coi. Thế nhưng anh ta không ngờ được rằng, Lâm Ngọc An vẫn ngồi đó bình tĩnh vô cùng, không hề mảy may có chút dấu hiệu gì là ngạc nhiên trên mặt cô. Mà Hoàng Thiên lại càng không có phản ứng gì, yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An. Thiệu Lâm Phong rất khao khát, rằng bây giờ người ngồi bên Lâm Ngọc An chính là anh ta, nhìn Hoàng Thiên kiểu gì anh ta cũng thấy chướng mắt vô cùng. Hoàng Thiên này, đến quầy rượu mua bao thuốc giúp tôi đi, mua loại đắt nhất nhé, tiền thừa cho anh tất. Nói xong Thiệu Lâm Phong lại móc ra một cục 3 triệu tiền mặt rồi đưa cho Hoàng Thiên. Cái tên này đúng là quá đáng thật, chẳng những coi Hoàng Thiên như người hầu để sai vặt, mà còn đối xử cứ như anh là ăn mày. Trên khuôn mặt Lưu Bảo Lâm và Thẩm Mai Ngọc đều mang nụ cười xấu xa, bọn họ vui sướng nhìn trò vui trước mặt. Liễu Thụy Vân cũng cảm giác rất thú vị, thật ra cô ta cũng muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của chồng chị Ngọc An. Ba người bọn họ và Thiệu Lâm Phong đều có tư tưởng hành động giống nhau, đó chính là không coi hoàng thiên ra gì. Lâm Ngọc An thấy cảnh này, hai hàng lông mày thanh tú của cô không khỏi hơi nhíu lại. Cái tên Thiệu Lâm Phong này cũng hơi quá đáng rồi đó, anh thân quen với chồng tôi lắm hả? thân đến nỗi anh có thể sai bảo anh ấy như kẻ hầu người hạ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hoàng Thiên, chỉ thấy giờ phút này Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Thiệu Lâm Phong ngồi đối diện rồi nói, tôi biết cậu rất muốn tỏ ra vẻ giàu có, nhưng cách làm này của cậu quá ngu ngốc. Các bạn mến, gần đây mình phát hiện web truyện chữ đã dừng. Từ tập này trở đi, tới khoảng chương 700, 95% là hình. Hơn 5.000 tấm hình. Mình thấy hay là dừng chuyện này ở đây vậy. Các bạn thấy sao? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 19.